Kiếm quyết vừa ra, thiên địa thanh minh, vô ngã vô tướng, không nhiễm trần thế. Đồng tử Phong Yếu Ly co lại, cả kinh nói. Người người mang thánh khí. Thánh khí mặc dù là trong cường giả thần cảnh cũng là đồ vật quý hiếm. Hơn nữa Sa Vưu sử dụng chân long kiếm và kiếm ý tuyệt diệu làm cho nội tâm của hắn thất kinh. Ầm ầm, hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, một chiêu bá đạo chí cường và mờ ảo xuất trần. Cương khí bắn ra chung quanh, áp thẳng vào Sa Vưu, ép hắn lâm vào hạ phong. Đáng chết! Sa Vưu cắn răng một cái, tay trái sử dụng một chiêu thiên thu phong, kiếm khí liên miên không dứt, cương khí bắn ra các nơi. Sau đó thân ảnh lóe lên, hắn xuất hiện trước mặt Phong Yếu Ly, song kiếm trực tiếp chặt bỏ. Phanh! Ba thanh kiếm va chạm vào nhau, kiếm phong lượn lờ các nơi, không ngừng chém vào thân hai người, đại địa quay cuồng, không gian vỡ ra như kính. Ánh mắt Phong Yếu Ly phát lạnh, nói. Long yêu. Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ cùng ngón áp út điểm vào nhau, nhiệt độ cả không gian giảm xuống tới cực điểm, trong nháy mắt Sa Vưu biến thành băng điêu. Phong Yếu Ly cười lạnh một tiếng, thu hồi lãnh kiếm băng xương chém xuống một kiếm. Chê cười. Chút nhiệt độ này cũng muốn đông cứng chân long pháp thân của bổn tọa. Băng tinh vỡ ra, song kiếm của Sa Vưu đặt trước người, ngăn cản một kiếm chém xuống. Phanh! Lãnh kiếm băng xương chém vào song kiếm, Sa Vưu cảm thấy cánh tay tê dần, lực lượng đối phương to lớn vượt quá tưởng tượng, thân hình trực tiếp rút lui 100 mét. Vẫn nghe nói thực lực yêu tộc họa đấu phi phàm, nhưng không thể ngờ cường hãn tới mức này. Quả nhiên rất khó giải quyết, không cần băn khoăn mặt mũi gì. Tất cả mọi người đi ra vây đánh hắn. Lý Vân Tiêu gọi người có thể đánh nhau trong giới thần bi kêu ra ngoài, Tân Thần, Bắc Quyến Nam, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, Thiết Nghiêu. Mục Trinh ở xa nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, lập tức hoảng hốt, cả kinh nói. Thánh khí, người có thánh khí trên người. Trần Thiến Vũ bộ dáng cười nhạo, nói. Nhìn bộ dáng hai lúa của ngươi kìa, còn chờ cái gì nữa, còn không mau liên thủ vây công, nếu không đều phải chết ở nơi này. Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh Phong Yếu Ly, lập tức khí thế ngập trời, áp đảo yêu khí. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Mọi người cùng nhau ra tay, cho dù là thần cảnh thì hôm nay cũng ngã xuống. Phong Yếu Ly cũng ý thức được có phiền toái, lạnh lùng cầm kiếm đứng đó, không động chút nào. Ác Linh hét lớn. Tên này vừa rồi cầm kiếm chém ta, mọi người cùng nhau xông lên chém chết hắn. Gọi mặc dù hung nhưng hắn không dám xông lên trước. Tất cả mọi người cũng tập trung tinh thần đứng bất động, đề phòng cảnh giác, tùy thời đánh ra một kích lôi đình. Phong Yếu Ly cười lạnh nói. Cho rằng nhiều người sẽ có tác dụng sao? Ánh mắt của hắn lập lòe, hai sừng có bạch quang sáng lên, sau đó đồ án thái cực hiện ra, lập tức biến lớn vài mẫu và đè xuống. Không tốt, đi mau. Đây là thiên phú thần thông của họa đấu nhất tộc, thái cực phong thiên ấn. Lý Vân Tiêu kinh hô lên. Hắn từng thấy thương thi triển qua vài lần. Nhưng đã muộn, thái cực đồ vừa ra, cả thiên địa lập tức bị khóa chặt, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân run lên, hoàn toàn không thể làm gì. Cái gì, thiên phú thần thông này, qua biến thái A. Sa Vưu kinh hãi không thôi, ngay cả hắn muốn vận dụng chân long lực cũng khó khăn, mỗi khi động một chút phải cố sức gấp 100 lần. Sắc mặt những người còn lại đại biến, mọi người khó có thể ngăn cản một chiêu này. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Không cần sợ, chia thái cực phong thiên ấn này, một khi thi triển ra thì nguyên lực của họa đấu sẽ bị phong ấn. Nghe vậy cảm xúc sợ hãi tán đi, nếu không chờ đợi chính là bị tàn sát. Ánh mắt Phong Yếu Ly ngưng tụ, lạnh lùng nói. Xem ra người rất hiểu về họa đấu nhất tộc, nhưng đáng tiếc đã sai rồi. Thi triển chiêu này cũng không phải phong ấn nguyên lực bản thân, mà là chiêu này hao phí lực lượng thật lớn. Cho dù họa đấu có thân thể cường hãn cũng lâm vào suy yếu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có gì khác nhau, trong hoàn cảnh không có viện binh, thi triển chiêu này không phải hành vi ngu xuẩn sao? Chờ lực lượng của ngươi trôi qua, không đủ lực lượng chèo chống thần thông, đó là lúc chúng ta ra tay. Ha ha, ra tay, thiên đại tiếu thoại. Phong Yếu Ly cười như điên, nắm chặt kiếm trong tay, lập tức một đạo kiếm cương bay ra ngoài. Tất cả mọi người biến sắc, Viên Cao Hàn hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào? Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Bổn quân mặc dù thân hình họa đấu, thi triển phong thiên ấn cũng không phải kích phát lực lượng của thần thể này, đó là lực lượng chính thức của ta.
Lãnh kiếm băng xương trong tay hắn không ngừng bị kích phát, hàn quang và kiếm khí không ngừng bắn ra ngoài. Tất cả mọi người mặt xám như tro, loại tình huống này bị kiếm cương chém trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạo kiếm quyết. Phong Yếu Ly khẽ quát một tiếng, lãnh kiếm băng xương chém xuống, kiếm cương cực lớn chém thẳng qua bầu trời. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm trầm xuống, nguy hiểm tử vong bao phủ trái tim của mọi người. Sa Vưu khổ sở nói. Thật vất vả có thân tự do, còn không có tự do khoái hoạt bao lâu, bây giờ phải đọng ở nơi quỷ quái này. Lý Vân Tiêu mắng. Đừng lại nhảy ủ rũ, còn đứng ra đó chờ chết sao? Cái gì? Tâm thần mọi người run lên, vội vàng định nhãn nhìn qua. Chỉ thấy một thớ thể khôi ngô xuất hiện trước mặt Phong Yếu Ly, trực tiếp dùng tay bắt lấy lãnh kiếm băng xương, kiếm cương bị chôn vùi. Phanh! Kiếm khí lượn vòng trong tay người nọ, không ngừng chém qua trước người, kéo lê vô số dấu vết, lại không thể đánh chết hắn. Bắc Quyến Nam cả kinh, nói. Đại nhân! Viên Cao Hàn cũng vô cùng kinh hãi, lập tức kích động đại hỉ nói. Là vị đại nhân kia. Người còn lại trừ Sa Vưu ra, không người nào biết được thân phận của Linh Mục Địch. Bọn họ kinh hãi trong thánh khí của Lý Vân Tiêu còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Ngươi là ai? Phong Yếu Ly hoảng hốt, đồng tử màu vàng bạc co rút lại, lạnh lùng nói. Thân thể thần luyện thiết. Linh Mục Địch lạnh nhạt nói. Quân chủ Tuyết Quốc Phong Yếu Ly, bổn tọa nghe qua tên của ngươi. Thanh lãnh kiếm băng xương ra đời trong tay của ngươi. Về sau lưu lạc vào trong tay của ta, trong trận chiến phong ma có tác dụng không nhỏ, là một trong các thần vật phong ma. Phong Yếu Ly tức giận. Ta không rõ ý của ngươi, nhưng dưới thái cực phong thiên ấn, trong tam giới ngũ hành không gì không phong, ngươi làm sao ngăn cản được? Linh Mục Địch nói. Không có gì không phong cũng chỉ là tương đối mà nói, phong ấn đồ vật quá nhiều thì càng yếu, huống chi phong thiên ấn của ngươi cũng đâu phải toàn bộ lực lượng của họa đấu. Không phong được bổn tọa cũng hợp tình lý. Phong Yếu Ly tức giận. Câm miệng, chân long pháp thân còn bị bổn quân phong bế, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn đánh ra một trưởng này ngưng kết hàn ý khôn cùng. Năm ngón tay Linh Mục Địch buông lỏng, mặc kệ kiếm bị rút đi, hắn giơ tay ngăn cản một trưởng đánh tới. Bành! Hàn băng chân khí bị một trưởng của Linh Mục Địch đánh nát, nhưng mà nửa thân thể của hắn bị đóng băng. Phong Yếu Ly lập tức xuất hiện sau lưng của hắn, trở tay chém một kiếm vào cổ hắn. Phanh! Một tiếng va chạm lớn sinh ra, lãnh kiếm băng xương chém vào cổ Linh Mục Địch nửa tấc. Linh Mục Địch dường như không có phản ứng quá lớn, thân thể chấn động đánh vỡ băng tinh, sau đó tay phải sờ lên cổ của mình. Vết rách khôi phục với tốc độ cực nhanh, lãnh kiếm băng xương vẫn khảm vào cổ của hắn. Ngươi! Phong Yếu Ly mở to mắt ra nhìn cảnh này. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu mừng thầm, thân thể hồ lô tiểu kim cương dung hợp trí nhớ nguyên kim, có thể khôi phục trong thời gian cực ngắn. Hơn nữa Phong Yếu Ly tuy có thể hoạt động tự do trong thái cực phong thiên ấn, nhưng hiển nhiên thực lực giảm bớt đi nhiều, nếu không với kiếm thế bá đạo vừa rồi, thân thể hồ lô tiểu kim cương cũng không gánh được một kiếm này, càng đừng đề cập đầu còn trên cổ. Linh Mục Địch vẫn không chút hoang mang, hắn cầm lãnh kiếm băng xương khảm vào cổ mình xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lòng bàn tay ngưng kết ra đóa hoa màu trắng. Đóa hoa trắng như tuyết, lại gần như trong suốt, giống như nó chưa từng tồn tại. Băng sát tâm diễm. Hắn nói ra bốn chữ này, hai tay của hắn kết ấn đánh vào đóa hoa, lại đập thẳng vào Phong Yếu Ly trước mặt. Phong Yếu Ly nheo mắt, trong lòng nhận ra nguy hiểm. Đóa hoa nhỏ nhìn như vô hại, bình thường không chút bắt mắt đó lại khiến Phong Yếu Ly nâng cao cảnh giác gấp đôi. Tay Phong Yếu Ly không ngừng bấm quyết. Ấn ký hiện ra trên bầu trời. Các loại băng văn xuất hiện trong lòng bàn tay, tiếp theo Phong Yếu Ly vỗ xuống đóa hoa nhỏ. Thế giới yên lặng gần như không có thanh âm, chỉ còn ánh sáng lấp lánh trước mắt mọi người. Hỏa hoa trắng, băng tinh màu lam, vầng sáng hai loại màu hòa vào nhau như pháo hoa nở rộ. Ánh sáng khủng bố đó khuếch tán, biểu tình của mọi người kinh sợ, sau đó mới nghe tiếng nổ kinh thiên động địa. Nguyên tuyết chi quốc rung rinh, vạn tuyết hòa tan. Trời sụp đất nứt. Phong Yếu Ly vừa kinh vừa sợ hét to. Cái gì, có thể đỡ được một trưởng của Ngô? Ánh sáng màu lam không ngừng đè xuống trùng kích băng sát tâm diễm, uy thế vượt qua đối phương nhưng lực lượng thuộc tính thì không chia trên dưới, thậm chí yếu thế hơn một chút. Không biết rằng trong lòng Linh Mục Địch càng giật mình,
luôn mặt luôn bình tĩnh ung dung đã dao động. Một trường màu xanh thẳm của đối phương có thể áp chế băng sát tâm diễm. Trừ Lý Vân Tiêu, Bắc Quyến Nam gia, những người khác không lộ vẻ giật mình gì, vì bọn họ không biết băng sát tâm diễm là cái chi. Lòng Lý Vân Tiêu dậy sóng thần, hét thất thanh. Sao có thể như vậy? Loại lực lượng này là gì? Chân nguyên của phòng yếu ly thuộc khí cực hàn, cùng đường với Bắc Minh thế gia nhưng không giống nhau. Của phòng yếu ly là hàn thuần túy, lạnh, băng đến mức tận cùng. Bắc Minh thế gia thì trong hàn chứa âm, thậm chí lực lượng cực âm là chính, người chúng chiêu sẽ gặp hậu hoạn vô cùng, hơn phân nửa không thể bị hủy. Ngày xưa Tiêu Khinh Vương chúng một chút khí âm hàn này mà mấy năm sau như phế nhân. Tính ra lực lượng chân nguyên của phòng yếu ly quang minh chính đại hơn. Con mắt tì hí của Hồ Lô Tiểu Cương Kim nhìn chằm chằm khí lam thẳm, chợt con ngươi co rút, nhớ ra điều gì đó. Hồ Lô Tiểu Cương Kim giật mình kêu lên. Đây là Thái Sơ Chân Quyết. Phòng yếu ly dùng mình, kinh kêu. Ngươi là ai? Phòng yếu ly vung mạnh cánh tay phát ra tiếng xé gió chói tai. Lãnh kiếm băng xương rút từ trong cổ Hồ Lô Tiểu Cương Kim ra chém hướng Trán Linh Mục Địch. Trên đời này chưa bao giờ tồn tại thân bất tử, dù là đại thành thánh thể cũng có khiết huyệt chết. Trong một lúc phòng yếu ly không tìm được chính xác tử huyệt của đối phương, chỉ có thể chém lung tung, trước tiên chém thành 7, 8 khúc rồi tính tiếp. Tinh thần Lý Vân Tiêu rung động, con người co rút. Khí thế màu xanh thẳm đó vô cùng mênh mông, bao la vĩ đại, ra là Thái Sơ Chân Quyết một trong tứ đại thần quyết. Linh Mục Địch bỗng rụt tay về, nhanh chóng thụt lùi, hai tay liên tục bấm quyết trước người. Xung quanh ấn quyết của Thái Sơ Chân Quyết không ngừng ngưng tụ chân không. Lực lượng cuồng bạo tràn ra, Linh Mục Địch giơ cao hai tay vỗ không trung trên đầu. Ầm 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 ầm. Gió lốc vọt lên cao sông hướng khung trời vô biên, nơi gió lốc đi qua tất cả vỡ nát. Kiếm của phòng yếu ly chém vào chân không, trúng Trán Linh Mục Địch, xẻ đôi cái đầu. Nhưng vô dụng, Linh Mục Địch giơ chân đá vào mắt đối phương. Phòng yếu ly khẽ rên. Năm ngón tay co thành chảo giáng xuống. Bùm. Chảo vỗ trúng chân Hồ Lô Tiểu Kim Cương, nguyên cái chân đóng băng. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng chấn động mạnh, một kích của Linh Mục Địch chấn phong thiên ấn rung bần bật, hình thái cực đồ dao động trên bầu trời. Phòng yếu ly khẽ rên, cảm giác khí huyết trong người sôi trào, bị hụt hơi trầm trọng. Vẫn không đoán ra mệnh môn tử huyệt của đối phương, trong thời gian ngắn không thể giết Linh Mục Địch. Đám người Lý Vân Tiêu không ngừng đối kháng lực lượng phong ấn, cả không gian lung lay mơ hồ. Mắt phòng yếu ly bắn ra tia sáng lạnh. Dường như cực kỳ không cam lòng rồi lại không biết làm sao. Hừ, tha cho các ngươi một lần. Lãnh kiếm băng xương giơ cao, một vòng kiếm giới phát tán bao phủ Nguyên Tuyết Chi Quốc. Mọi người cảm nhận lực lượng vĩ đại đó. Lòng Lý Vân Tiêu thầm hoảng hốt kinh kêu. Lực lượng này, loại lực lượng này. Phòng yếu ly lạnh lùng liếc Lý Vân Tiêu. Mấy năm qua thiên mệnh lại quay về Tuyết Chi Quốc, ngươi là người mang đến thiên mệnh cho bản quân, rất không đơn giản. Lũ tàn hồn họa đấu kia cứ để trong người của ngươi, chờ tới ngày Ngô sẽ lấy nó. Mọi người cảm thấy không gian bị xé rách lan tràn ra, thân thể bị lực lượng khó đối kháng đẩy ra ngoài. Phong cảnh thế giới thay đổi, thiên địa trắng bệch biến tối tăm, một con sông chảy rào rào bên dưới. Cả đám giật mình kêu lên. Thâm U Thủy Kính. Bọn họ bị lực lượng kia đẩy ra Tuyết Chi Quốc. Mục Trinh nói. Chúng ta bị đuổi ra ngoài. Viên Cao Hàn nói. Phòng yếu ly quá cường đại, tên này chắc ngày xưa là cường giả thần cảnh đây. Bắc Quyến Nam thản nhiên nói. Dù là thần cảnh này lâu dài không lĩnh ngộ quy tắc thập phương thì thực lực sẽ rút lui dần, lần sau gặp lại phòng yếu ly không thể nào giữ được lực lượng như hiện tại. Vì có Linh Mục Địch ở nên Viên Cao Hàn khá cục xúc, chắp tay hỏi. Không biết cái nhìn của đại nhân như thế nào? Cơ thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã phục hồi như cũ, Linh Mục Địch nói. Người này không đơn giản, ngày xưa bổn tọa chấp trưởng Bắc Vực có nghe nói về Tuyết Chi Quốc, nhưng không ngờ Thái Sơ Chân Quyết cũng nằm trong tay hắn. Mọi người chấn động, hoảng sợ nhìn Linh Mục Địch. Chấp trưởng Bắc Vực, tập thể não chết máy, không kịp phản ứng với bốn chữ này, không thể tưởng tượng là loại tình huống nào. Hơn một nửa người lộ ra vẻ nghi ngờ. Bắc Quyến Nam cao chân mày thanh, nàng không biết Thái Sơ Chân Quyết là vật gì. Bắc Quyến Nam hỏi. Đại nhân. Thái Sơ Chân Quyết lợi hại đến thế sao?
có thể đối kháng với băng sát tâm diễm. Linh Mục Địch gật đầu, nói. Nếu là lực lượng Thái Sơ Chân Quyết hoàn chỉnh đủ đối kháng băng sát tâm diễm của ma chủ ngày xưa, chứ không phải đóa hoa nhỏ như đồ chơi trong tay ta. Không biết tại vì ngủ say quá lâu làm hắn không đủ lực lượng hay vì chưa hoàn toàn nắm giữ Thái Sơ Chân Quyết. Bắc Quyến Nam giật mình kêu lên. Có thể đối kháng ma chủ, tại sao ta chưa từng nghe nói về thần quyết như thế? Những người khác cũng biến sắc mặt, nhiều ít đánh hơi được mùi kỳ lạ. Vẻ mặt Linh Mục Địch sùng kính ngước lên nhìn Lý Vân Tiêu, dường như cố ý nói cho hắn nghe. Ngày xưa hai vị đại nhân giới vương và diễn thần tu luyện thần thông là đại giới thần quyết, đại diễn thần quyết. Thái Sơ Chân Quyết là công pháp không thua kém gì hai thiên thần quyết này. Lòng Lý Vân Tiêu rung lên, lần đầu tiên hắn nghe cái tên giới vương và diễn thần. Bắc Quyến Nam hoàn toàn biến sắc mặt, giật ình không nói nên lời. Sa Vư mở miệng nói. Nếu chân quyết lợi hại như vậy hay chúng ta lại vào Tuyết Chi Quốc cướp nó đi? Ác Linh hung hăng nói. Tốt tốt, giết trở lại, cướp thân thể họa đấu. Mục Trinh nói. Ta cảm thấy không nên lại đi mạo hiểm, dù sao mục đích chuyến đi đã hoàn thành, Thái Sơ chân quyết gì đó chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương. Mục Trinh không muốn dấn thân vào nguy hiểm, vì trong lòng gã biết rõ dù lấy được chân quyết cũng không có phần mình, chẳng liên quan gì đến gã. Linh Mục Địch mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu, người cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu hỏi ngược lại. Đại nhân cảm thấy nếu chúng ta lại đi vào thì phần thắng là bao nhiêu? Linh Mục Địch trầm ngâm nói. Dù phong yếu ly có thể thi triển thêm một lần thái cực phong thiên ấn cũng không phong được bao lâu, thắng thua là 50-50. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Ai, ta cũng muốn đi vào lần nữa. Tuy Thái Sơ Chân Quyết rất tuyệt nhưng như Trinh trưởng lão nói. Đó là trăng trong nước, hoa trong gương. Ta chỉ tiếc lãnh kiếm băng xương của mình, làm bạn với nhau lâu như vậy đột nhiên đánh mất, rất là không nỡ. Nhưng các vị có phát hiện hay không? Lực lượng cuối cùng đẩy chúng ta ra chính là giới lực tinh thuần nhất. Mọi người kinh ngạc kêu lên. Giới lực. Cả đám cẩn thận ngẫm lại. Giới lực cũng có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Mạnh nhất đương nhiên là giới lực của thiên vũ giới, đó là căn nguyên của tất cả quy tắc. Linh Mục Địch nói. Giới lực của Tuyết Chi Quốc sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Đúng rồi, ngày xưa ta luyện chế kiếm trảm tinh thần, cuối cùng không thể thành thánh khí là vì thiếu loại giới lực tinh thuần này. Ta chỉ có thể dùng lực lượng kiếm giới thay thế, cho nên chẳng ra cái gì, rơi vào cấp thấp. Phẩm chất của lãnh kiếm băng xương không dưới kiếm trảm tinh thần ta, đồn rằng kiếm này do người khác đúc nhưng hơn phân nửa có liên quan phong yếu ly. Linh Mục Địch biến sắc mặt nói. Theo ý ngươi là chỉ cần phong yếu ly dẫn độ giới lực Tuyết Chi Quốc vào lãnh kiếm băng xương thì sẽ nâng cao phẩm cấp thánh khí này. Viên Cao Hàn cũng giật mình, gã là luyện thuật sư đỉnh cửu giai, về mặt lý luận đăng phong tạo cực, hiểu ngay then chốt trong đó. Lý Vân Tiêu nói, e rằng việc dẫn độ đã hoàn thành từ lâu. Sa Vưu nhíu mày hỏi, là sao? Linh Mục Địch trầm ngâm nói, không ta hiểu ý ngươi rồi. Bây giờ ngẫm lại giới lực cuối cùng đúng là vậy, đó là giới lực Tuyết Chi Quốc tinh thuần. Phong yếu ly mới thức tỉnh, không thể nào rút giới lực Tuyết Chi Quốc ra nhanh như vậy, chỉ có thể là đã làm việc này từ ngày xưa. Điểm quan trọng nhất nằm trong Thái Sơ Chân Quyết, cứ thế suy giá Tuyết Chi Quốc phát ra là không gian trong kiếm. Mọi người mờ mịt nghe. Mấy luyện thuật sư càng hết hồn. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ngày xưa đã xảy ra chuyện gì? Chiêm Bạc Sư và Phong Yếu Ly luyện hóa không gian nguyên quốc gia vào lãnh kiếm băng xương, tuy cực kỳ tàn nhẫn và khó tin nhưng ghê gớm thật. Sa Vư ngơ ngác hỏi. Tàn nhẫn, tại sao bảo là tàn nhẫn? Sa Vư không hiểu. Viên Cao Hàn liếc Sa Vư. Tuy ta không hiểu cách luyện chế này nhưng người trong Tuyết Chi Quốc chết chắc. Lần này mọi người biến sắc mặt, đã hiểu điểm tàn nhẫn. Trần Tinh Vũ giật mình kêu lên. Xem mạng sống con dân nước mình như cỏ rác, con kiến, trực tiếp luyện hóa sao? Lý Vân Tiêu nói. Tình hình ngày xưa ra sao e rằng chỉ một mình Phong Yếu Ly biết, chúng ta không thể phỏng đoán lung tung. Nhưng có chuyện khả năng lớn nhất là lần này Phong Yếu Ly tỉnh lại sẽ dẫn độ nguyên không gian Tuyết Chi Quốc vào lãnh kiếm băng xương, nâng cao phẩm chất thanh kiếm đến thánh khí. Linh Mục Địch nói. Nếu hắn thật sự có thể dùng lãnh kiếm băng xương khống chế giới lực Tuyết Chi Quốc, chúng ta lại đi vào thì phần thắng không đến 50%.
Dù sao ở trong không gian của mình thì đó là chủ một giới. Mọi người đều nhìn hướng Lý Vân Tiêu, chỉ mình hắn có được thánh khí, cũng chỉ có hắn hiểu cảm giác khống chế đó. Lý Vân Tiêu nói, đây là điều ta lo lắng, sợ là trước kia Phong Yếu Ly là chủ nhân không gian này nhưng không biết tại sao ngừng dẫn độ không gian. Linh Mục Địch cướp thân họa đấu ngủ say đến bây giờ, cộng thêm Thái Sơ chân quyết, lần sau gặp lại chắc chắn thực lực của ngươi này sẽ càng cao một tầng. Sa Vưu nhíu mày hỏi, nói vậy mãi mãi không cướp lại thanh kiếm này được. Lý Vân Tiêu nói, chưa chắc, đương thời có nhiều cường giả, bản thiếu gia cũng không phải trái hồng dễ nắm. Nhưng trong tình huống chưa nắm chắc thì không muốn mạo hiểm. Đám bằng hữu hiện đang đứng toàn là đồng bạn đi cùng Lý Vân Tiêu qua bao năm tháng, vào những phút nguy cấp nhiều lần cứu mạng hắn. Lý Vân Tiêu không muốn mọi người đi liều mạng, dù có thể thắng Phong Yếu Ly thì chắc chắn là chín chết một sống, sẽ có người chết. Sa Vưu nói, nhưng ngươi không có kiếm thì sau này dùng cái gì, thanh phá tinh diệt sao? Lý Vân Tiêu nói, thì ngươi có hai thanh cũng khá, cho ta một thanh đi. Sa Vưu nạt, cút, Linh Mục Địch nói, nếu đã quyết định rút vậy chúng ta đi đi, dã tâm của người này không nhỏ, hơi thở chắc chắn sẽ còn gặp ở Đại Lục Thiên Vũ. Lý Vân Tiêu nói, các vị quay vào trong giới thần bi của ta đi. Mọi người lắc người biến mất, mặc cho giới lực kéo vào trong. Chỉ có Mục Trinh là cơ mặt co giật không nhúc nhích. Rất nhanh chỉ còn lại hai người, Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Trinh đại nhân, làm phiền đại nhân đưa ta ra ngoài. Mục Trinh lấy vô tình trung ra. Đó là đương nhiên. Đinh, đinh, tiếng chuông ngân vang trong thâm u thủy kính, bóng dáng hai người biến mất khỏi con sông, lát sau xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải. Lý Vân Tiêu quét mắt qua, phát hiện không phải hải vực thâm u thủy kính, nhưng không gian truyền tống có sai lệch là chuyện thường có, không lạ gì. Mục Trinh đại nhân, lần này hợp tác rất vui vẻ, hy vọng lần sau gặp lại vẫn là bạn chứ không phải địch. Mục Trinh phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Hy vọng Vân Thiếu Gia sẽ nghiêm túc suy xét đề nghị của ta. Với tư chất, thực lực của Vân Thiếu Gia cộng thêm lực lượng Mục Gia, tương lai sẽ là cường giả danh chấn thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta xin nhận ý tốt, ta rất thích họ Lý nên không cần sửa. Hẹn gặp lại. Lý Vân Tiêu lười nói nhiều với đối phương, xoay người định rời đi. Mục Trinh vội nói. Khoan đã, không cần sửa tên, nếu lần này Vân Thiếu Gia giúp chúng ta thì sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Đừng, đừng đi, Vân Thiếu Gia có từng nghe đến Vĩnh Sinh Chi Giới chưa? Lý Vân Tiêu đã chạy ra trăm trượng chợt ngừng lại, xoay người hỏi. Vĩnh Sinh Chi Giới có liên quan gì với các ngươi? Mục Trinh thấy Lý Vân Tiêu đứng lại thì vội chạy nhanh như bay tới gần. Xem ra Vân Thiếu Gia thật sự từng nghe nói. Chỉ cần Vân Thiếu Gia giúp Mục Gia chúng ta giành lấy hạng nhất phú quyết lần này thì ta đảm bảo sẽ kiếm một danh ngạch vào bí cảnh Lang Hoàn Thiên cho Vĩnh Sinh Chi Giới. Lý Vân Tiêu phất tay, thiên tiệm lệnh xuất hiện trong tay hắn. Ngươi nói đến thứ này sao? Mục Trinh xoe tròn mắt. Cái, này. Mục Trinh ngơ ngác nói. Sao, sao Vân Thiếu Gia có? Lý Vân Tiêu cất đi lệnh thiết bài, nói. Cái này ngươi không cần biết, Trinh đại nhân hiểu biết bao nhiêu về Vĩnh Sinh Chi Giới. Thật lâu sau Mục Trinh vẫn không lấy lại tinh thần, gã phát hiện năng lực của Lý Vân Tiêu đã vượt qua gã tưởng tượng từ lâu. Nghe nói Vĩnh Sinh Chi Giới là bí mật lớn nhất của Lang Hoàn Tiên Cảnh, cũng là con đường duy nhất có thể thành thần trong thiên hạ hiện nay. Tuy nhiên thời gian mở ra không theo quy tắc, đã ngàn năm chưa từng mở. Thành thần thì đừng nghĩ, dù 1000 năm mở ra một lần nếu có thể thành thần thì trên đời này sẽ không mất đi truyền thuyết thần cảnh. Nhưng chắc chắn trong Vĩnh Sinh Chi Giới có đồ tốt. Phải rồi, nếu Vĩnh Sinh Chi Giới chịu ra tay, khi vào Vĩnh Sinh Chi Giới thì Mục Gia ta sẽ hết sức giúp đỡ. Ta còn cần các người giúp đỡ sao? Mục Trinh nghẹn lời. À, thì... Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực. Có nhiều cường giả trong thánh khí của hắn, đúng là không cần bọn họ giúp đỡ. Có phải Vân Thiếu Gia đang thiếu một thanh kiếm? À, hay Mục Gia các ngươi giấu kiếm tốt tuyệt thế gì, nên biết thứ tầm thường không lọt vào mắt ta. Ha ha ha, ta đang nói đến một thanh kiếm không tầm thường, tìm đến nguồn gốc của nó e rằng chỉ thánh khí mới sánh vai được. Lý Vân Tiêu nổi hứng thú, hỏi dồn. Vậy sao, là kiếm gì? Mục Trinh gần từng chữ. Chân Long Chi Kiếm. Ý thức của Sa Vưu nổ tung trong đầu Lý Vân Tiêu, hét to.
Cái gì? Hắn có chân long chi kiếm. Mau, mau đồng ý hắn đi. Dù là điều kiện gì cũng chấp nhận hết. Lý Vân Tiêu ngẩn người, hắn tò mò hỏi. Ta có nghe nói về chân long chi kiếm, Mục gia các ngươi có nó. Mục Trinh đáp. Không có. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Ngươi đang đùa giỡn ta. Mục Trinh vội trả lời. Tuy Mục gia chúng ta không có nhưng biết nó ở đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mục Trinh, châm chọc. Một tin vỉa hè không chắc chắn, chẳng biết từ đâu ra đã muốn lừa ta bán mạng cho các ngươi. Mục Trinh nói. Sao lại bảo là không chắc chắn? Chắc chắp hần trăm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Coi ta ngu ngốc sao? Nếu có nắm chắc tại sao Mục gia các ngươi không đi lấy? Chẳng lẽ mỗi người Mục gia đều là lôi phong sống sao? Mục Trinh há hốc mồm, vội phân bua. Chân Long chi kiếm giấu trong bí tàng ngày xưa Chân Long đại nhân để lại, thắng thua vũ quyết lần này liên quan đến việc bí tàng thượng cổ mở ra. Bí tàng thượng cổ. Lý Vân Tiêu giật bắn người, chợt nhớ đến Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên cũng được gọi là bí tàng, đặt ở đảo Thiên Diệp. Có khi nào bí tàng này và Vạn Nhất Thiên là cùng một cái không? Lý Vân Tiêu hỏi. Bí tàng thượng cổ này chắc không phải truyền ra từ đảo Thiên Diệp đi. Mục Trinh kinh ngạc hỏi. Sao, sao Vân Thiếu gia biết luôn chuyện này? Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì, cảm thấy Vạn Nhất Thiên bi kịch. Vất vả cực khổ giấu bí tàng, trông chờ vào nó gỡ vốn giết về thương minh ai ngờ sớm bị người đảo Thiên Diệp bán đứng, lấy làm vốn vũ quyết. Mục Trinh nói. Vân Thiếu gia đã biết về bí tàng thượng cổ thì dễ nói. Ta có thể hứa hẹn thay tộc trưởng đại nhân, thuộc về phần của Mục gia ta, tất nhiên sẽ lấy chân long chi kiếm và dâng lên cho Vân Thiếu gia. Lý Vân Tiêu nói. Ta không biết rõ chuyện bí tàng thượng cổ, người hãy kể tỉ mỉ về bí tàng và vũ quyết cho ta nghe. Mục Trinh nói. Được, vốn vũ quyết không quá quan trọng, nhưng đó là con đường cho thế gia ẩn thế hiểu biết nhau, cũng tăng uy vọng cho bản thân, tìm hiểu tình huống của thế lực tông phái khác, xem như một loại giao lưu khá quan trọng. Nhưng chỉ là giao lưu, không dính dáng nhiều đến ích lợi. Tuy nhiên lần này thì khác, trực tiếp liên quan hai việc lớn. Danh ngạch vào Lang Hoàn Thiên và phân phối bí tàng thượng cổ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Cách Lang Hoàn Thiên mở ra luôn nằm trong tay Thiên Tiệm Nhai, dường như thế gia ẩn thế các người không hề hứng thú với nó, chưa từng thấy vào bao giờ. Mắt Mục Trinh lóe tia oán giận, hầm hừ nói. Đó là vì Thiên Tiệm Nhai chưa từng cho phép chúng ta tiến vào. À, tại sao? Hừ, không biết. Vẻ mặt oán giận của Mục Trinh đọng lại giây lát rồi chậm rãi giãn ra, dường như oán niệm khá sâu. Lý Vân Tiêu rất tò mò, hắn không hiểu hành động của Thiên Tiệm Nhai có ý gì. Lý Vân Tiêu hỏi. Nhưng lần này Thiên Tiệm Nhai cho phép các người vào. Mục Trinh gật đầu, nói. Đúng vậy, bởi vì lần này Vĩnh Sinh chi giới mở ra là việc lớn, nếu vẫn cấm không cho thì. Hừ hừ, e rằng nguyên thế gia ẩn thế sẽ lật trời. Lý Vân Tiêu hỏi. Vậy phân phối danh ngạch thế nào? Mục Trinh do dự một lúc rồi nói. Đầu tiên mỗi phái ít nhất có một danh ngạch, tiếp theo xếp theo thứ hạng vũ quyết. Nếu lấy được hạng nhất sẽ được thưởng 30 danh ngạch. 30 danh ngạch. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Đúng là phần thưởng không nhỏ. Mục Trinh hừ mạnh. 30 mà nhiều, tính theo thực lực thì người Mục gia ta có tư cách tiến vào không chỉ 30 người ít ỏi. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Tiệm Nhai phát phóng danh ngạch cho Đại Lục Thiên Vũ, trừ hai thánh địa ra tuyệt đối không có phái nào được 30 danh ngạch, có ba cái đã là siêu đỉnh. Hơn nữa sẽ giấy lên gió tanh mưa máu, nếu người ngoài biết phái của ngươi có 30 danh ngạch thì... Ha 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 ha. Vẻ mặt Mục Trinh kiêu ngạo không để bụng nói. Hừ, biết thì sao, ai dám đến cướp, dù Mục gia ta có mở rộng cửa cũng không người dám vào. Lý Vân Tiêu mệt mỏi xua tay nói. Đừng bàn về Mục gia ngươi cường đại thế nào nữa, tiếp tục đề tài chính đi. Bí tàng thượng cổ là sao? Phân phối thế nào? Mục Trinh nói. Chuyện bí tàng lúc trước chúng ta không biết, là địa giả của địa minh nói ra, chính đảo Thiên Diệp thừa nhận, đúng là có một phần bí tàng chân long để lại. Thế là dẫn đến chấn động, yêu cầu đảo Thiên Diệp lấy bí tàng ra, ai thấy đều có phần. Địa giả. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Theo các người suy đoán thì địa giả rất có thể là Ngạo Trường Không, mà Ngạo Trường Không và Vạn Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu biết lai lịch bá thiên luyện thể quyết của Ngạo Trường Không,
vậy thì thân phận địa giả rất có thể là Ngạo Trường Không, bởi vì ít ai biết bí tàng ở đảo Thiên Diệp. Có lẽ ngày xưa Ngạo Trường Không có được bá thiên luyện thể quyết của thì luôn dòm ngó bí tàng của Vạn Nhất Thiên, gần đây mới điều tra ra vị trí. Nhưng với năng lực của Ngạo Trường Không, nếu đã biết bí tàng ở đâu, tại sao không tự mình đi lấy mà lại công bố ra ngoài, để toàn thế gia ẩn thế tạo áp lực cho đảo Thiên Diệp? Hay là Ngạo Trường Không cũng e ngại lực lượng đảo Thiên Diệp? Một chuỗi dấu hỏi ở trong não Lý Vân Tiêu, không có đầu mối. Mục Trinh hỏi. Vạn Nhất Thiên thế nào? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Không có gì, tiếp theo là sao? Mục Trinh nói. Về bí tàng chân long truyền ra ngoài, không chỉ địa minh mà thiên minh cũng bắt đầu tạo áp lực cho đảo Thiên Diệp. Đến lúc này đảo Thiên Diệp buộc phải lấy bí tàng ra, và bí tàng không có chìa khóa, nhiều năm qua đảo Thiên Diệp chưa từng mở ra, vừa lúc mượn lực lượng thiên địa minh để mở. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, lúc này Vạn Nhất Thiên chạy đi đảo Thiên Diệp chẳng khác nào chui đầu vô lưới, ngàn dặm tặng chìa khóa. Lý Vân Tiêu hỏi, còn chưa mở ra mà các người đã suy nghĩ chia chác thế nào rồi? Mục Trinh nói, đây là cách tốt nhất tránh cho hỗn loạn diện tích lớn. Giữa ca cản thế gia vẫn rất hòa thuận với nhau. Lý Vân Tiêu cười cười. Đúng rồi, rất hòa thuận. Các ngươi xúc phạm Thi Sát Tông, bọn họ chỉ giết hai vị trưởng lão, không đến mức dồn hết sức cả phái giết tới Mục gia đúng không? Cơ mặt Mục Trinh co giật, tức giận dâng lên, hừ mạnh. Vậy phải xem Thi Sát Tông có gan chó đó không? Sát khí thô bạo phập phồng trên người Mục Trinh. Chẳng chút hòa thuận. Lý Vân Tiêu cười phá lên, hắn kéo lại đề tài cũ. Dù là bí tàng chân long đại nhân để lại, nhưng sao ngươi biết chân long chi kiếm ở trong đó? Theo ta được biết chân long chi kiếm không chỉ có một thanh. Mục Trinh khen ngợi. Vân thiếu gia quả nhiên không gì không biết. Đúng là chân long chi kiếm tách rời, trong bí bảo chỉ là một mảnh nhỏ nhưng cũng là một thanh thần kiếm hoàn chỉnh. Đảo Thiên Diệp có phụ lục trong bí tàng chứ cái gì? Bị thiên địa minh bức ép quá buộc phải công bố ra. Kho báu phong phú khó thể tính toán, mảnh nhỏ thế giới chân long chi kiếm này là một trong những chí bảo cực kỳ quý giá nhất trong đó. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, phen này Vạn Nhất Thiên té quá đau, bí tàng bị tông môn ẩn thế phân chia, muốn lại vực dậy là chuyện không thể nào. Lý Vân Tiêu hỏi, còn bảo bối nào không? Mục Trinh cười tủm tỉm nói. Nguyễn Vân thiếu gia đồng ý lấy hạng nhất trong vũ quyết cho Mục gia ta thì ta sẽ dâng lên phụ lục. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Trong đó có hai vấn đề. Một, ta tuyệt đối không sửa họ Mục. Hai, dù ta đồng ý thì chỉ có thể làm hết sức, ai dám nói chắc chắn sẽ lấy được số một. Ha ha ha, Vân thiếu gia quá khiêm nhường, Nguyễn Vân thiếu gia làm hết sức thì chắc chắn sẽ là hạng nhất. Mục Trinh nhớ đến nhát kiếm Lý Vân Tiêu chém ra Hải Ma Hầu. Dù là cảnh thất cũng bị chấn nhiếp, uy năng như vậy e rằng thần sát thi khôi cũng khó đỡ được. Việc sửa họ thì không yêu cầu cứng nhắc, Vân thiếu gia tùy tiện chọn lấy một nữ nhân đẹp nhất trong Mục gia ta là thành nữ tế của Mục gia, việc dự thi sẽ dễ dàng. Tim Lý Vân Tiêu rung lên, vội nói. Sao làm vậy được, như thế chẳng khác nào hại người ta. Mục Trinh tùy ý nói. Ha ha ha, đại trượng phu có tam cung lục viện là chuyện bình thường. Những dòng chi tục phấn trên đại lục thiên vũ làm sao sánh bằng nữ nhân Mục gia ta. Sau khi Vân thiếu gia cưới về sẽ biết chỗ tốt, khi đó nếu không thích thì ly hôn là được, giết cũng không sao. Quan trọng là ứng đối thân phận dự thi. Tại Mục gia vận mệnh của nữ tử toàn do phụ mẫu sắp đặt, trưởng lão như Mục Trinh có thể tùy ý khống chế vận mệnh của bất cứ gia đình nào. Mục Trinh cho rằng chuyện này hoàn toàn không là vấn đề. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Nghĩ cách khác đi. Ta không làm việc thiếu đạo đức này được. Mục Trinh sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Mục Trinh cho rằng chuyện này vô cùng đơn giản, chẳng đáng gì, sao bỗng dưng thành thiếu đạo đức. Mục Trinh giải bày. Nếu vị nữ tử nào có phúc phận được Vân thiếu gia chọn chúng là đã cống hiến to lớn cho gia tộc, đó là phúc và vinh diệu của nàng ta. Lý Vân Tiêu nói. Không cần nhắc lại việc này nữa, ta sẽ không đồng ý, nghĩ cách khác đi. Mục Trinh hơi khó xử nói. Thế này rắc rối thật, liên nhân và ban họ là hai cách đơn giản nhất. Nhưng Vân thiếu gia yên tâm, rồi sẽ có cách, Nguyễn Vân thiếu gia đồng ý thì mọi chuyện dễ giải quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Được, ta đồng ý, nhưng trừ chân long chi kiếm ra ta còn muốn tùy ý chọn một vật khác. Mục Trinh nét mặt xa sầm nói. Cái gì?
Biểu tình của Mục Trinh trở nên rất khó xem. Xin Vân thiếu gia đừng quá tham lam, nếu mất hai chí bảo thì ích lợi hạng nhất phú quyết chẳng còn, vậy ý nghĩa ta mời Vân thiếu gia tham gia không còn nữa. Huống chi với thực lực của tử đệ Mục gia ta chưa chắc không lấy được hạng nhất. Lý Vân Tiêu bật cười, hắn biết Mục gia tuyệt đối không có hy vọng giành được hạng nhất, nếu không đã chẳng cố gắng lôi kéo. Tuy nhiên Lý Vân Tiêu không chọc thủng, hắn cười khẽ. Ta không cần biết, trừ chân long chi kiếm ra phải để ta tùy ý chọn lựa một món, không thì ta không làm. Mục Trinh tức giận quát. Vân thiếu gia quá tham lam, dù giành được hạng nhất thì Mục gia ta chỉ có tư cách lựa chọn phương án tối ưu nhất. Món thứ nhất đương nhiên phải chọn chân long chi kiếm, chờ qua từng vòng rồi lại chọn món thứ hai thì phẩm chất đã rất thấp. Vân thiếu gia muốn một lần lấy hai thứ tức là vật Mục gia ta sở hữu tính từ vòng thứ ba, vậy thì hạng nhất phú quyết còn ý nghĩa gì? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Nghe nói cũng rất có lý. Mục Trinh hừ mạnh. Tuy bí tàng chân long phong phú nhưng có nhiều tông môn ẩn thế, từng vòng lựa chọn chẳng còn bao nhiêu đồ tốt. Lý Vân Tiêu nói. Vậy ngươi trước tiên đưa phụ lục bí tàng cho ta xem thử. Mục Trinh trầm ngâm một lúc, tùy tay ném ra một ngọc giản. Lý Vân Tiêu nhận lấy đặt trên trán xem cẩn thận, thần thức quét qua từng cái. Thần hỏa giám, hình như là gương đồng, có thể phun phượng hoàng chân hỏa, là thuần canh chi kim chế tạo, thiên phượng liệt hỏa luyện chế ra. Tiềm long phù, chế tạo bằng sừng độc long địa hải, có thể né tránh lực lượng ngũ hành, tản ra long uy vô thượng. Thiên linh diệp, hình như lá cây, chí bảo ẩn thân, chỉ có một lá. Băng tàm, do khí âm băng vạn năm trong phốc huyệt thiên ngoại ngưng tụ thành, hình dạng như một con tầm ngọc. Chấm. Lý Vân Tiêu đọc từng món, không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Phụ lục gồm 1773 món chân bảo, trong đó có hơn 30 cái đẳng cấp chí bảo, cái nào cũng khiến Lý Vân Tiêu thèm thuồng. Giọng Sa Vưu run rẩy kinh kêu. Chân long chi kiếm, ma long giáp, long tinh, tiềm long phù, vũ quang bàn, hư không pháp luân. Sa Vưu đọc một chuỗi danh từ, hết sức kích động hét dầm lên. Mau, mau đồng ý hắn đi, điều kiện gì cũng được hết, chờ đến đất bí tàng rồi thì không theo ý họ được, chúng ta cướp về hết. Mục Trinh cười tủm tỉm hỏi. Như thế nào, có phải rất động tâm không kiềm chế được? Dường như Mục Trinh sớm đoán ra biểu tình của Lý Vân Tiêu, dù là ai nhìn thấy danh sách này đều có biểu tình như thế. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, đè nén lòng tham xuống. Chí bảo trong đó e rằng có nhiều thứ đã sớm mất đi, ví dụ xích long trượng, vũ quang bàn, chúng nó nằm trong tay Vạn Nhất Thiên nhưng vẫn được ghi vào phụ lục. Có một số khác Lý Vân Tiêu từng thấy ở Vạn Bảo Lâu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Vạn Nhất Thiên thật sự ôm nhiều cự bảo như thế, hèn gì Vạn Bảo Lâu có thể trở thành thương hội số một đại lục, kéo dài không suy. Lý Vân Tiêu không do dự nữa. Được, ta đồng ý với ngươi sẽ tham gia vũ quyết. Những bảo bối khác có thể thương lượng, nhưng chân long chi kiếm và một đống long tinh là thứ Lý Vân Tiêu phải có. Nếu Sa Vưu có thể hội tụ bốn thanh thế giới chi kiếm, lại được nhiều long tinh phụ trợ thì rất có thể nhảy lên thành tồn tại rất gần với chân long. Đạt đến trình độ chân long gần như là điều không thể, nguyên nhân không phải vì quy tắc thiên địa. Chỉ vì chân long là tinh hoa thiên địa dựng dục sinh ra, là sinh linh cường đại nhất, thậm chí có thể nói là giới lực ngưng tụ ra. Trừ phi Sa Vưu tu luyện thân hình và huyết mạch vượt qua chân long, nhưng điều này không thực hiện được. Sa Vưu kích động lên tiếng. Chỗ bí tàng đó rất có thể là không gian hạch tâm long vực chân long ngày xưa. Chỉ tính lực lượng của long vực đã là chí bảo vô thượng, vượt qua tất cả. Sa Vưu hưng phấn la lên. Chờ lão tử luyện hóa long vực hạch tâm này và thế giới chi kiếm thứ ba sẽ giết phong yếu ly cho ngươi, cướp lãnh kiếm băng xương về. Lý Vân Tiêu truyền âm. Đừng nghĩ lạc quan quá, những thế gia ẩn thế không phải ăn chay, người muốn một mình độc chiếm nhiều bảo bối sẽ không ai đồng ý. Sa Vưu hơi bình tĩnh lại, nói. Bây giờ đáng mừng là bọn họ chỉ nhìn chúng báu vật trong không gian, bỏ qua bản thân không gian. Ta nhất định phải có được hạch tâm long vực này. Thế giới chi kiếm và long tinh chỉ là thứ yếu, dù lần này không lấy được, nhớ kỹ chúng rơi vào tay ai là được, he he. Trọng bảo như thế ở ngay trước mắt. Lý Vân Tiêu biết Sa Vưu sẽ không tiếc mọi gái cướp cho bằng được. Mục Trinh mừng rỡ reo lên. Ha ha ha, ta biết ngay Vân Thiếu Gia sẽ đồng ý. Chuyện thân phận để ta lo, Vân Thiếu Gia chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi ứng chiến là được.
nhưng với thực lực của Vân thiếu gia thì có tu luyện hay không đều chẳng ảnh hưởng gì, ha 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 ha. Lý Vân Tiêu nói, khi nào vũ quyết bắt đầu? Mục Trinh trả lời, 7 ngày sau, mời Vân thiếu gia di giá đến Mục gia ta để tiện cùng đến đất vũ quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu, đang định nhích người thì chợt dừng bước, hỏi. Phải rồi, chắc không phải các người còn mơ ước thần khôi, thánh khí trên người ta đi. Mục Trinh cười khổ nói. Lúc trước không biết nội tình của Vân thiếu gia thì dĩ nhiên đỏ mắt với người mang thần khôi, giờ làm sao dám lỗ mãng. Dù dồn hết lực lượng Mục gia đi cướp cũng sẽ hao binh tổn tướng, nguyên khí tiêu hao lớn. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì tốt nhất. Nếu để ta phát hiện có cái gì không đúng thì đừng trách ta phất tay áo bỏ đi, thậm chí đại khai sát giới. Sát ý lạnh băng như có như không lại làm người Mục Trinh lạnh lẽo, gã vội nói. Không, tuyệt đối không hề. Sau đó Mục Trinh dẫn đường, hai người nhanh chóng biến mất trên khu vực biển. Mấy canh giờ sau, một góc biển cả, xuyên qua sương mù vô tận, hai người xuất hiện bên trên một hòn đảo lớn. Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên. Tứ hải tạo hóa thần kỳ hơn xa đại lục. Những thế gia ẩn thế rất biết cách chọn chỗ. Mới rồi đi qua sương mù vô tận, huyễn hoặc tinh thần người, bên trong có nhiều hạt bụi màu hồng. Mục Trinh lợi dụng những hạt hồng lực lượng không gian này xuyên qua nhiều lần mới đến không gian hòn đảo trước mắt. Vẻ mặt Mục Trinh đắc ý vuốt râu cười nói. Ha ha ha, Vân thiếu gia cảm thấy hòn đảo này như thế nào? Đảo rộng mấy ngàn mẫu, khí thế hùng vĩ. Sương mù do linh khí biến thành bao phủ đảo, cảnh tượng thần tiên. Lý Vân Tiêu vừa khen vừa châm chọc. Đúng là ghê gớm thật, mệt các ngươi tìm được linh sơn bảo địa như thế, còn nói gì mà tài nguyên tứ hảo cạn kiệt, muốn bá chiếm đại lục thiên vũ, thật là không biết xấu hổ. Mục Trinh rất là lúng túng. Ha ha ha, đừng nhắc chuyện xưng bá thiên hạ nữa. Vân thiếu gia cảm thấy đảo thông thiên của Mục gia ta so với bất động quy lâm của thi sát tông thì thế nào? Đảo thông thiên, cái tên hơi cuồng, bàn về bá khí, khí thế thì trên bất động quy lâm. Nhưng bất động quy lâm do xác rùa lớn luyện thành, nên nó thần kỳ hơn xa quý đảo. Hừ, thần kỳ cái con khỉ. Vẻ mặt Mục Trinh khinh thường cười khẩy nói. Chẳng qua tìm một con rùa to an cư, đảo thông thiên của Mục gia ta là một hòn đảo nhân tạo đích thực, hoàn toàn do vô số tiền bối Mục gia ta từng chút một kiến tạo ra. Lý Vân Tiêu giật mình. Hoảng sợ nhìn hòn đảo bên dưới. Đây là đảo nhân tạo. Mục Trinh thấy bộ dạng giật mình của Lý Vân Tiêu thì rất đắc ý. Ha ha ha, trong thiên hạ e rằng chỉ có duy nhất một hòn đảo này. Lý Vân Tiêu thật sự giật mình. Hắn từng thấy huyền khí loại yến trúc quy mô lớn kiểu này, ví dụ ngay trước trong chiến sự Đông Hải, La Thiên mang tòa thành lớn đến. Nhưng mặc dù tòa thành lớn đó hùng vĩ thật tuy nhiên kết cấu đơn giản, công năng rất ít. Chỉ có thể làm chỗ ở tạm thời. Còn trong đảo thông thiên này phân biệt rõ ràng, bố cục quy hoạch có trật tự. Sông núi ven hồ, cái gì cần có đều có, hèn gì nhìn qua cảm giác rất đẹp, thì ra do tay người tạo ra. Lý Vân Tiêu khen thật lòng. Mục gia đúng là giỏi thật. Người Mục gia trừ kiêu ngạo không biên giới ra, chỉ tính thuật khôi lỗi, thực lực thì đúng là sánh bằng 7 siêu thế lực. Mục Trinh đắc ý nói. Trừ phòng ngự mê vụ mới đi qua. Công sự phòng ngự trên đảo thông thiên này cũng là thiên hạ vô song, cho nên Mục gia không cần hộ vệ ở ngoài canh giữ. Đi theo ta. Mục Trinh bay xuống trước, một thứ như lệnh bài bị ném xuống dưới. Mảnh thép lăn vòng trên không trung, từng vầng sáng nhiều màu bắn ra. Một con đường chân không nối với hòn đảo, hai bên con đường là ánh sáng 7 sắc, cực kỳ xinh đẹp. Hai người dọc theo con đường đó thẳng hướng tận cùng, chớp mắt có 10 người xuất hiện bên cạnh. Cảnh giác nhìn bọn họ chằm chằm. Mãi khi thấy rõ mặt Mục Trinh thì 10 người cung kính hành lễ. Đội trưởng dẫn đầu hành lễ chào. Kính chào Trinh trưởng lão. Mục Trinh khẽ ừ, hỏi. Có thấy hai vị trưởng lão Nhất Thông, Nhất Quân trở về không? Đội trưởng đáp ngay. Mấy ngày trước hai vị trưởng lão đã quay về. Đội trưởng ngước đầu lên nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu. Mục Trinh nói. Vị này là khách quý ta mời đến. Lập tức chuẩn bị một bộ phòng khách quý cách thiên giai, ta đi gặp tộc trưởng đại nhân trước. Đội trưởng giật mình, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu. Quy cách thiên giai. Nét mặt Mục Trinh xa sầm, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, ngươi chất vấn mệnh lệnh của bổn tọa? Không dám. Đội trưởng vội cúi đầu nói. Thuộc hạ đi làm ngay.
đội trưởng quay sang dặn dò hộ vệ bên cạnh rồi vội rời đi. Mục Trinh đi đằng trước dẫn đường, cười nói. Mời Vân thiếu gia đi bên này, ta mang người đi gặp tộc trưởng đại nhân. Hộ vệ đứng một bên hết hồn, bọn họ chưa từng thấy Mục Trinh khách sáo như vậy. Thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ là lãnh tụ hai thánh địa trên đại lục Thiên Vũ? Bọn họ cho rằng dù là lãnh tụ của hai thánh địa cũng không đáng để trưởng lão Mục gia chiêu đãi như vậy, đãi ngộ quy cách thiên giai thì họ chỉ từng thấy thiên tiệm nhai Nam Khâu Vũ hưởng thụ qua. Lý Vân Tiêu theo Mục Trinh chậm rãi đi tới. Dường như vì khoe khoang đảo thông thiên xây dựng và hùng vĩ thế nào nên Mục Trinh cố ý dẫn hắn đi đường vòng, hầu như đi dạo một vòng hòn đảo rồi mới hướng tới dãy cung điện màu trắng vĩ đại. Thế là toàn đảo đều biết có khách quý đến, mọi người rất giật mình. Khiến Mục Trinh trưởng lão đích thân đưa đi dạo, bọn họ cả đời chưa từng thấy khách nhân như vậy. Cả đám suy đoán thân phận của Lý Vân Tiêu. Mục Trinh dừng bước cách cung điện màu trắng khoảng trăm trượng, nói. Xin Vân thiếu gia dừng bước, ta đi thông báo với tộc trưởng đại nhân trước. Mục Trinh lấy một khối ngọc bài ra, đánh vài ấn quyết rồi ném ngọc bài ra ngoài. Ngọc bài bay thẳng tắp vào cung điện, ánh sáng xanh xẹt qua. Sau đó ngọc bài bay ra, rơi vào tay Mục Trinh. Thần thức của Mục Trinh quét qua, vui vẻ nói. Tộc trưởng đại nhân sớm biết Vân thiếu gia và ta đến, đang chờ trong điện. Lý Vân Tiêu cũng rất tò mò, chủ Mục gia sẽ là loại tồn tại như thế nào. Hơn phân nửa là siêu phàm nhập thánh, thậm chí rất có thể là cao thủ hậu kỳ, nếu không rất khó áp chế cảnh thất của Thi Sát Tông, Thần Sát Thi Khôi. Tưởng tượng trải bằng bạch ngọc, cực kỳ thánh khiết. Hai người nhanh chóng vào trong điện. Bên trên đại điện rộng rãi có một nam nhân mặc áo gấm màu vàng đen ngồi ngay ngắn, thấy hai người đi vào thì đôi mắt như điện bắn ra tia sáng. Lòng Lý Vân Tiêu run lên, cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm, chân nâng lên khựng giữa không trung. Ánh mắt đó xuyên thấu như muốn nhìn bên trong lẫn ngoài của Lý Vân Tiêu. Lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hay chủ Mục gia cũng tu luyện diệu pháp linh mục. Nhưng Mục Trinh vì luyện thần thông này mà tự hủy hai mắt, chẳng lẽ đôi mắt của chủ Mục gia là đồ giả sao? Lý Vân Tiêu thuận thế đạp chân phải xuống, ngẩng đầu lên, nhìn hướng ánh mắt kia, chẳng chút e ngại. Lòng có chút run rẩy dần tan biến theo đại diễn thần quyết Lý Vân Tiêu âm thầm vận chuyển, đôi mắt hắn như sao nhìn thẳng chủ Mục gia. Giờ Lý Vân Tiêu nhìn rõ mặt mũi của chủ Mục gia, ngoại hình chỉ khoảng 40 tuổi, không giận mà uy, khí thế người quen ngồi trên cao rất là mạnh mẽ. Mục Trinh vội vàng tiến lên trước, cung kính bái kiến. Kính chào tộc trưởng đại nhân, ta đã mang Lý Vân Tiêu đến. Chủ Mục gia nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, mặt không chút biểu tình, mở miệng hỏi. Nghe nói người có thần khôi và thánh khí. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt, cảnh giác ngay, đôi mắt hắn lạnh băng. Chủ Mục gia giơ tay lên nói. Đừng lo, Mục Trinh đã hứa với ngươi là Mục gia sẽ không dòm ngó báu vật trên người của ngươi thì tất nhiên giữ lời, ta chỉ rất tò mò. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chỉ hy vọng như thế, nếu không mọi người khó nhìn mặt nhau. Sắc mặt Mục Trinh hơi trắng, lòng thầm căng thẳng, gã sợ hai người xung đột. Mục Trinh vội nói. Lời của Mục gia nhất ngôn cửu đỉnh, Vân thiếu gia cứ yên tâm. Chủ Mục gia hỏi. Không biết Vân thiếu gia có thể cho ta xem hai vật đó không? Ta tuyệt đối không có lòng mơ ước, đơn thuần muốn ngắm nó một chút. Lý Vân Tiêu nói. Xin lỗi, không thể. Chủ Mục gia không tức giận ngược lại mỉm cười nói. Vậy thì thôi, trước đó ta có nghe Nhất Thông, Nhất Quân nói về chuyện của Vân thiếu gia, thiếu niên tài giỏi, ngay cả cảnh thất cũng chưa chắc đánh lại Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói. Bọn họ quá khen. Chủ Mục gia cười nói. Ha ha ha, người Mục gia chưa bao giờ sẽ tùy tiện khen ai. Trinh trưởng lão cũng khen Vân thiếu gia không dứt miệng, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có Vân thiếu gia trợ giúp, ta nắm chắc phần thắng vũ quyết lần này. Mấy ngày nay Vân thiếu gia có thể tham quan đảo thông thiên của Mục gia, có nhu cầu gì cứ tùy thời nêu ra. Xem nơi này như nhà mình đi, tuyệt đối đừng xa lạ. Lý Vân Tiêu nói. Xin đừng mang đến áp lực lớn như vậy cho ta. Khi đó nếu thua thì ta còn mặt mũi nào gặp các vị. Ha ha ha. Mục Trinh cười to bảo. Vân thiếu gia đừng khiêm tốn, người dự vũ quyết có lẽ toàn là đệ tử trẻ của các phái, hạn định cốt linh dưới 30 tuổi. Nếu Vân thiếu gia cũng thua thì Mục gia ta tâm phục khẩu phục, không một câu oán hận. Trải qua chuyện Thi Sát Tông, Tuyết Chi Quốc,
Mục Trinh tin tưởng Lý Vân Tiêu gấp trăm lần. Trong tông môn ẩn thế trừ những đại cao thủ siêu phàm nhập thánh ra tuyệt đối không ai có thể thắng được Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Vậy chuyện thân phận. Chủ mục gia nói. Việc này không thành vấn đề, đừng lo. Nghe nói Vân Thiếu gia vẫn là luyện thuật sư cửu giai. Mục gia ta có chút nghiên cứu về đạo huyền khí, nếu không chê thì hai bên có thể giao lưu nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Nếu thế thì không còn gì tốt hơn, vừa lúc qua 7 ngày nhàm chán. Lý Vân Tiêu cực kỳ thưởng thức, động lòng thuật khôi lỗi của mục gia. Chủ mục gia ngẫm nghĩ, nói. Nếu vậy thì chờ 3 ngày sau đi, ta sẽ kêu các vị trưởng lão đều đến nghe giảng. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Chính thức vậy sao, đừng tạo áp lực quá lớn cho ta. Chủ mục gia mỉm cười nói. Sao ta không thấy Vân Thiếu gia có vẻ gì là bị áp lực? Mục gia chưa bao giờ thích tạo áp lực cho người. Vân Thiếu gia hãy chuẩn bị đi, đã lâu không giao lưu luyện. Khí với bên ngoài, bổn tọa rất mong chờ. Lý Vân Tiêu cười cười. Rất mong chờ. Chủ mục gia nói. Phải rồi, còn một chuyện muốn hỏi Vân Thiếu gia. Không biết với thực lực của Vân Thiếu gia có thể xếp thứ mấy trên đại lục Thiên Vũ? Chủ mục gia hỏi nhẹ nhàng nhưng không khí trong đại điện trở nên nặng nề, chỉ nghe tiếng hít thở khẽ khàng dài lâu của ba người. Lý Vân Tiêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói. Đại khái có thể xếp hạng 100 đi. Ha ha ha. Chủ mục gia bật cười nói. Vân Thiếu gia biết nói đùa thật, một vị cao thủ có thể trấn nhiếp cảnh thất mà xếp hạng thứ 100 trong đại lục Thiên Vũ. Ha 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 ha. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lý Vân Tiêu cười mà không nói. Chủ mục gia hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ bổn tọa cười có gì sai? Lý Vân Tiêu nói. Thiên hạ to lớn, rộng hơn tứ hải, vô số cường giả, người tài bà lớp lớp. Ta cho rằng xếp hạng 100 đã là đánh giá cao chính mình. Chủ mục gia, Mục Trinh biến sắc mặt, chìm trong suy tư. Lý Vân Tiêu mỉm cười, biết bọn họ đang suy nghĩ chuyện xưng bá đại lục, tạo chút áp lực tâm lý cũng tốt. Để cái gọi là thiên minh không dám hành động tùy tiện. Chủ mục gia nói. Trinh trưởng lão hãy đưa Vân Thiếu gia đi nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị đại hội giao lưu 3 ngày sau. Mục Trinh khom lưng nói. Tuân lệnh. Mục Trinh dẫn Lý Vân Tiêu rời đi. Lý Vân Tiêu đến trước cửa điện đột nhiên quay người nói. Phải rồi, tại hạ còn chưa biết danh hiệu của tộc trưởng đại nhân. Chủ mục gia đáp. Tên của bổn tọa là Trang. Lý Vân Tiêu cười cười. Trang sao, tại hạ nhớ rồi. Lý Vân Tiêu cùng Mục Trinh rời đi. Mục Trang ngồi một mình trong đại điện, nghiêng người dựa vào bên phải bảo tọa, tay chống cằm suy tư. Mục Trang lẩm bẩm. Hạng 100 sao, ha ha ha. Bảo tọa lóe ánh sáng, Mục Trang đã biến mất. Ra khỏi đại điện, Mục Trinh dần bình ổn cảm xúc căng thẳng. Mới rồi ngươi to gan thật, dám hỏi thẳng tên húy của gia chủ. Cũng tại ta không giới thiệu trước với ngươi, may mắn, tộc trưởng đại nhân không tức giận. Lý Vân Tiêu cười hỏi. Tức giận, hỏi một cái tên đã giận thì còn nói chuyện gì được. Mục Trinh ngẩn người, chỉ lắc đầu. Mục Trinh dẫn Lý Vân Tiêu đến đỉnh viện thấp thoáng hoa hồng lá xanh, đưa mắt nhìn to cỡ mấy mẫu, đáng ngạc nhiên là bên trong có phong cảnh tứ quý. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Bố cục phong cảnh này thật là xảo đoạt thiên công, độc đáo. Mục Trinh đắc ý nói. He he, nơi này chỉ có khách quý quan trọng nhất Mục gia mới cư ngụ được, gọi là Xuân Đình Nguyệt. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Xuân Đình Nguyệt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, thấy chữ rồng bay phượng múa trên lâu vũ phương xa viết một hàng câu thơ, đa tình chỉ có Xuân Đình Nguyệt, do vì ly nhân chiếu lạc hoa. Lý Vân Tiêu khen tận đáy lòng. Tên hay. Mục Trinh cười nói. Tên hay, phong cảnh càng tốt. Vân Thiếu gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì tùy thời kêu người hầu báo với ta, 3 ngày sau gặp lại. Tốt. Lý Vân Tiêu nhìn theo Mục Trinh rời đi, hắn bước vào Xuân Đình Nguyệt. Cảnh xuân hoa, thu nguyệt, hạ nhật, đông tuyết, không ngừng lưu chuyển, một bước một cảnh vật. Bước vào trong lầu các, mùi thơm ngát xông vào mũi. Hai hàng tỷ nữ xinh đẹp quỳ ngay ngắn, hai tay giơ tới trước, thân trên nằm sấp dưới đất, mông vểnh cao, đồng thanh kêu lên. Cung nghênh Vân Thiếu gia. Tỷ nữ mặc mỏng manh, thân hình như ẩn như hiện, phong tư thướt tha khác nhau, như mùi thơm rượu nguyên chất. Hiển nhiên đây là Mục gia cố ý sắp xếp, mặc cho Lý Vân Tiêu hái hoa.
Lý Vân Tiêu xoa thái dương, cười khổ nói. Cảnh đẹp như vậy hơn cả tứ quý, tiếc rằng bản thiếu gia không nhận nổi. Lý Vân Tiêu cười khẽ, biến mất tại chỗ, chỉ để lại các nữ nhân xoe tròn mắt đẹp, vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không tin sẽ có người bỏ bọn họ. Lý Vân Tiêu trực tiếp thi triển thuấn di tiến vào mật thất tu luyện trong Xuân Đình Nguyệt. Như Lý Vân Tiêu suy nghĩ, quả nhiên trong mật thất là ảo cảnh do trận pháp bài bố ra. Một mảnh đất bao la vô ngần, rất giống với nhà chết đất tu luyện Tân Diên Thành, có thể tùy thời thay đổi bối cảnh. Nhưng Lý Vân Tiêu không quan tâm những điều này, hắn trực tiếp vào giới thần bi. Đã tìm được cực bắc băng tinh, có thể biến á thần luyện cương trực tiếp tiến giai tới thần luyện cương thật sự. Viên Cao Hàn đã sớm chờ mất kiên nhẫn, vẻ mặt oán trách giận dữ nói. Còn có chuyện gì quan trọng hơn là luyện thần luyện cương? Làm lỡ lâu như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Hoàng đế không vội thái giám gấp, đi đi. Lý Vân Tiêu lắc người, hắn và Viên Cao Hàn xuất hiện bên ngoài cấm địa linh mục địch. Được cho phép, hai người cùng nhau đi vào. Bắc Quyến Nam đã sớm chờ sẵn. Viên Cao Hàn vội vàng khom người nói. Kính chào đại nhân. Linh mục địch nói. Ta đợi các người đã lâu, sao bây giờ mới đến? Viên Cao Hàn cúi đầu nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt đầy oán giận. Lý Vân Tiêu cười nói. Bận chút chuyện nên chậm trễ. Linh mục địch nói. Không sao, nếu không phải vì để ngươi lĩnh ngộ thuật đạo càng cao thì ta đã tự mình tu luyện. Viên Cao Hàn giật nảy mình, xem ra vị đại nhân vật bí ẩn này cực kỳ quan tâm Lý Vân Tiêu, ngẫm nghĩ thì đây là chuyện tốt. Thiên hạ rối loạn, Lý Vân Tiêu có thêm một phần lực lượng tương đương Viên Cao Hàn cũng được một phần sức mạnh. Lý Vân Tiêu vội nói. Đa tạ đại nhân. Linh mục địch nói. Bắt đầu đi. Hồn phách của linh mục địch chậm rãi bay ra từ hồ lô tiểu kim cương, không ngừng đá đánh trên thân hồ lô tiểu kim cương, mỗi lần đều có phủ ấn khắc vào. Linh mục địch nói. Hãy lấy sơn hà đỉnh của ngươi ra đi. Lý Vân Tiêu giật mình la lên. Đại nhân muốn dùng sơn hà đỉnh. Lý Vân Tiêu thấy kỳ lạ, lần trước luyện chế á thần luyện cương không dùng bất cứ đỉnh khí nào, lần này nâng cao đẳng cấp nên dễ dàng hơn mới đúng. Linh mục địch nói. Là ngươi dùng, không phải ta. Lần này luyện chế do ngươi làm chủ, Viên Cao Hàn là phụ, ta ở một bên chỉ điểm các ngươi. Hai người vừa kinh vừa mừng. Cái gì? Lý Vân Tiêu, Viên Cao Hàn giật mình không kịp trở tay. Linh mục địch nói. Nếu chỉ có một chút cực bắc băng tinh thì dĩ nhiên không thể lãng phí, phải do ta làm. Hiện tại có nhiều tài liệu, để các ngươi luyện tay cũng tốt. Thử dùng kim cương khôi này đi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Ta rất quý trọng khôi lỗi này, hay đổi thứ khác đi. Linh mục địch thản nhiên nói. Cực kỳ quý trọng thì phải tập trung hết sức vào luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì, không cần đổi. Giọng điệu linh mục địch nghiêm khắc không tha phản đối. Mặt Lý Vân Tiêu nhăn nhó, tuy chỉ nâng cao đẳng cấp chất liệu nhưng dù sao là tăng lên thần giai, nếu thất bại thì hồ lô tiểu kim cương sẽ báo hỏng. Viên Cao Hàn siêu kích động. Mau, mau lấy cái đỉnh của ngươi ra, còn chờ gì nữa? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nếu linh mục địch đã yên tâm để hắn luyện chế thì hơn phân nửa có nắm chắc. Lý Vân Tiêu vẫy tay một cái, sơn hà đỉnh hiện ra bên trên lòng bàn tay, không ngừng giải phong. Linh mục địch nhìn sơn hà đỉnh. Đăm chiêu không nói chuyện. Lý Vân Tiêu vỗ ra một luồng thần hỏa và thần phong, lực lượng phong hỏa làm đại đỉnh xoay nhanh bắn ra muôn vàn luồng sáng. Linh mục địch nhấc lên hồ lô tiểu kim cương ném vào trong, đánh ra hai ấn ký bay vào trán Lý Vân Tiêu, Viên Cao Hàn. Trong phút chốc một dòng tin tức truyền ra từ đầu óc. Linh mục địch nói, cứ làm theo lời nói trong đó, ta sẽ làm trợ thủ của các ngươi, chỉ cho phép thắng, không được thua. Vì nếu thua thì ta sẽ không cho các ngươi cơ hội học tập, luyện tập. Hai người lòng rung lên, cực kỳ cẩn thận. Viên Cao Hàn chưa bắt đầu lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi như tắm, nếu thua thì hồ lô tiểu kim cương sẽ hoàn toàn bị phế. Theo tin tức linh mục địch truyền ra, nâng huyền khí lên thần giai nếu thất bại, không có quy tắc thập phương tu sửa thì kết quả sẽ là hoàn toàn báo hỏng, hồ lô tiểu kim cương sẽ chết. Hai người như tiểu học sinh làm theo từng bước, cẩn trọng luyện chế. Ba ngày sau, đảo Thông Thiên, trong cơ quan các. Rất nhanh có bóng người vụt qua bay vào trong. Có 20-30 người nhanh chóng ngồi vào ghế, chín hư ả lầu các có một tử đỉnh bốc làn khói mờ. Mọi người ngồi xếp bằng hai bên,
nhắm mắt dương thần như đang chờ đợi cái gì. Trưởng lão Mục Văn tỏ vẻ bất mãn, oán trách với trưởng lão Mục Bạch Vanh ngồi cạnh mình. Tộc trưởng đại nhân quá xem trọng một tiểu tử bên ngoài, kêu 29 trưởng lão chúng ta cố gắng đến quan sát giao lưu, thật khó hiểu. Mục Bạch Vanh nhướng mày, buông xuống ấn quyết đang tu luyện, hừ lạnh một tiếng. Nghe nói có người bị tiểu tử kia hù sợ, khi quay về thì yêu ngôn hoặc chúng tộc trưởng, nói vô cùng kỳ diệu. Mục Bạch Vanh liếc lên trên, cố ý vô tình nhìn Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân ngồi phía trên bên phải, còn có Mục Trinh ngồi phía trên bên trái. Mặt Mục Văn lạnh băng cười khẩy nói. À, có thể hù sợ mấy vị trưởng lão của Mục gia ta, xem ra tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh. Mục Bạch Vanh cười nhạt, lười biếng nói. Ha ha ha, đó không phải bản lĩnh mà là trò lừa đảo, đáng thương, đáng buồn thật. Ba, bốn người bị lừa làm chúng ta cũng xui xẻo theo. Mục Văn nói. Vậy cũng tốt, hãy để chúng ta vạch trần tên lừa gạt này, nhưng làm vậy sẽ tổn hại nội bộ Mục gia đoàn kết. Mục Bạch Vanh khó hiểu hỏi. Sao lại là tổn hại đoàn kết? Mục Văn cười khẩy nói. Làm như vậy chẳng lẽ là có ba, bốn người mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi gặp mọi người. Mục Bạch Vanh cười to bảo. Ha ha ha, đó cũng là do ba, bốn người đó gieo gió gặt bão. Thêm nữa mất mặt với người nhà có sao, cái này gọi là ngã một lần khôn ra một chút, miễn cho về sau bọn họ đi ra bên ngoài mất mặt, khi đó mới thật sự là mất mặt, còn làm Mục gia ta cũng mất mặt. Ba người Mục Trinh nét mặt xa sầm, không run run đang định đánh người. Biểu tình của mọi người khác nhau, tuy đa số bất mãn bị triệu tập toàn bộ giao lưu kinh nghiệm luyện khí gì đó với người ngoài, nhưng cảm thấy Mục Văn, Mục Bạch Vanh nói chuyện hơi quá đáng. Trưởng lão Mục Thu nói. Các vị đừng oán trách quá, Lý Vân Tiêu là loại nhân vật nào rất nhanh sẽ biết. Tộc trưởng đại nhân mời mọi người đến tất cả có đạo lý. Trinh trưởng lão, Lý Vân Tiêu là trưởng lão mang đến đảo Thông Thiên, có thể nói trước cho mọi người biết rốt cuộc là thần thánh phương nào không? Cũng để mọi người có chuẩn bị tinh thần. Đúng đúng. Mọi người đồng ý đề nghị của Mục Thu, đều nhìn hướng Mục Trinh. Mục Trinh đặt hai tay trên đầu gối, sửa sang lại trường bào mới lên tiếng. Lý Vân Tiêu là loại người nào thì ta không muốn nói nhiều, nhưng có một điều khẳng định là các vị đang ngồi đây không ai là đối thủ của hắn. Mục Thu nhíu mày hỏi. Lời của Trinh trưởng lão quá võ đoán, Lý Vân Tiêu kia chẳng lẽ là siêu phàm nhập thánh? Mục Trinh ngẫm nghĩ, nói. Vũ đế trung giai cửu tinh. Ha ha ha. Mục Văn cười phá lên. Các vị đang ngồi ở đây có 6 người thực lực đến đỉnh cửu tinh, hơn 10 người là vũ đế trung giai cửu tinh. Chin H3D bị tiểu tử kia đánh đến ngu người sao? Mục Trinh không nhịn được nữa, lửa giận xông lên não. Mục Trinh bật dậy vỗ một trường, quát to. Mục Văn, bổn tọa nhịn ngươi lâu rồi. Trưởng phong bao la lướt qua đầu mọi người đập xuống góc cuối bên trái. Mục Văn đứng dậy. Hừ, đây cũng vậy. Mục Văn vươn cánh tay ra, 5 ngón đột nhiên kéo dài, bàn tay to cỡ bổ đoàn như viên thuẫn, mặt trên khắc bát quái trận. Trận phù nổi lên. Dầm. Trưởng của Mục Trinh vỗ vào thuẫn, trận phù tan nát, Mục Văn bị chấn bay ra cơ quan khác. Mục Văn cười nhạt lơ lửng trên cao, khiêu khích nói. Có giỏi thì đi ra đại chiến 300 hiệp, lão phu sớm gai mắt ngươi, nhưng không ngờ ngươi làm mất mặt đến ngoài đường, thật là sỉ nhục của Mục gia ta. Mục Trinh lạnh lùng nói. Chiến ngươi không cần 300 hiệp, chỉ 3 chiêu đủ tiễn ngươi đi nghĩa địa Mục gia gặp tổ tiên. Hai tay Mục Trinh khép trước mặt, cánh tay toát ra vô số cương đinh phát ra sóng âm giòn vang. Từng vòng âm luật dao động trên cánh tay Mục Trinh, có quy luật vang vọng. Hãy đỡ một khúc âm luật của bổn tọa, xoa kim kích thạch. Đinh 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 đinh. Vô số âm dung kích động, rậm rạp chồng lên nhau, nở rộ vô số sóng gợn trên không trung, khuếch tán ra ngoài lầu các, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tuy hướng sóng âm chủ công ở bên ngoài nhưng các trưởng lão trong cơ quan các đều biến sắc mặt, cảm giác màng tai đau nhói, vội vàng vận công áp chế. Mục Văn đứng trên trời, thân hình rung theo âm luật. Mục Văn biến sắc mặt cắn răng nói. Ai sợ ai? Cánh tay như thuẫn của Mục Văn tách ra 3 cái lỗ, có 3 con rắn đen chui ra. 3 con rắn đen lướt trên không trung táp tới. Nhưng chúng nó ngừng lại cách Mục Trinh 3 trước. Thân rắn run bần bật vặn vẹo theo âm luật dao động, chúng nó cũng không chịu nổi. Mọi người giật mình thầm nghĩ.
Chu Văn Hắc thủy xà của Văn trưởng lão là dị chủng thượng cổ, vạn kiếm khó bị thương vậy mà không chịu nổi âm luật này. Bọn họ lùi ra sau công kích sóng âm, lỗ tai cực kỳ khó chịu, áp lực lan tràn dưới đáy lòng nhưng dù sao không ở trong phạm vi công kích, không cảm nhận được sóng âm cường đại. Mục Bạch Phanh nghi ngờ nói. Xem ra tin đồn về Hắc thủy xà có chút khuếch đại. Một trưởng lão khác nói. Người Mục gia không tập trung nghiên cứu cơ quan khôi lỗi lại đi thuần dưỡng yêu thú gì đó, lẫn lộn đầu đuôi, đi chệch đường, hèn gì thực lực rút lui. Mục Thu trầm giọng nói. Không phải Hắc thủy xà kém, con rắn này mạnh hơn trước. Nhưng lần này Trinh trưởng lão cải tạo thân khôi càng cường đại. Xoẹt 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 xoẹt. Không trung liên tục vang tiếng nổ, ba con Chu Văn Hắc thủy xà liên tục thè lưỡi, người vặn vẹo dần cuộn tròn lại. Mục Văn hoảng hốt, mắt bắn ra tia giận dữ, quyết tuyệt nói. Hay cho Mục Trinh nhà ngươi, vì đối phó Hắc thủy xà của y ta mà chuyên môn luyện chế loại tà pháp này. Ta liều mạng với ngươi. Một tay Mục Văn bấm quyết, ba con Hắc thủy xà thuận thế vặn vẹo càng dữ hơn, gần như khoanh tròn. Hắc thủy xà như bơm không khí liên tục chướng căng, biến thành ba cục thịt to toát ra hơi thở khủng bố. Ha ha ha, chuyên môn tu luyện vì ngươi, thật là tự kỷ vô sỉ. Mục Trinh cười khẩy nói. Cái loại ngốc tự phụ nhà ngươi mà cũng là trưởng lão Mục gia, kéo thấp phong cách toàn Mục gia. Chết cho bổn tọa. Vẻ mặt Mục Trinh trào phúng nhưng trong đôi mắt xám lóe tia sáng ngày càng mạnh. Ba con Hắc thủy xà tiến vào trạng thái tự bạo, lực lượng mạnh mẽ thậm chí trên sức chịu đựng của Mục Trinh, phải giải quyết Hắc thủy xà trước khi chúng nó tự bạo. Hai tay Mục Trinh thay đổi ấn quyết, năm ngón khép lại vẽ vòng tròn trước mặt. Một vầng sáng chán lấp lóe bắn ra từ vòng tròn giữa đôi tay Mục Trinh, lực lượng khuếch tán sóng gợn lan sang bốn phía. Vang lên một tiếng bóc khẽ, một cánh tay vỗ vào cánh tay phải của Mục Trinh, nguyên cánh tay phải như chật khớp rũ xuống. Tất cả lực lượng bị tiêu sạch. Mục Trinh giật nảy mình, chưa thấy rõ ai đến, chỉ thấy một bóng người chớp lóe trên không trung. Thoáng chốc xuất hiện bên cạnh ba con Chu Văn Hắc thủy xà, ba chỉ điểm vào thân rắn. Trạng thái chướng to lập tức xẹp xuống như bị xì hơi, hình dạng cuộn tròn cũng từ từ giãn ra. Chợt nghe tập thể trưởng lão đồng thanh kêu lên. Cung nghênh tộc trưởng đại nhân. Mục Trinh, Mục Văn giật nảy mình, vội lùi vào trong cơ quan các, khom người hành lễ. Ánh mắt Mục Trang chậm rãi quét qua, lướt qua mọi người đi tới cuối đại điện, ngồi trên ghế cao. Mục Trang lên tiếng. Các vị trưởng lão không cần đa lễ. Mọi người đứng thẳng dậy. Chia ra hai bên ngồi xuống vị trí của mình, không dám nói nhiều. Mục Trang nói, hai vị trưởng lão Mục Trinh, Mục Văn thực lực đều tăng cao nhiều, đáng vui đáng mừng. Mục Trinh, Mục Văn hết hồn, ấp úng không biết nên nói cái gì. Mục Trang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hỏi. Các vị trưởng lão đã đến đầy đủ sao? Mọi người quét thần thức qua, còn hai ghế trống. Mục Thu chắp tay nói. Bẩm tộc trưởng. Còn hai vị trưởng lão Văn Sương, Ngọc Vinh chưa đến. Mục Trang khẽ thở dài. Hai vị trưởng lão đó mãi mãi sẽ không đến, đã chết trong nhiệm vụ ra ngoài lần này. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, xôn xao ầm ĩ. Có mấy trưởng lão sớm biết chuyện thì lặng im không lên tiếng, ngồi yên tại chỗ. Mục Thu giật mình giây lát sau trầm giọng hỏi. Tộc trưởng có biết là ai làm không? Mục Trang liếc qua Mục Trinh. Trinh trưởng lão hãy kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe đi. Mục Trinh gật đầu, khẽ thở dài. Lần này tộc trưởng đại nhân phái ta, Nhất Thông, Nhất Quân, Văn Sương, Ngọc Vinh, 5 người đi chấp hành nhiệm vụ, không ngờ gặp người của Thi Sát Tông. Trưởng lão Ngọc Vinh trúng kịch độc cưu sa huyền vũ của cảnh thất, đã biến thành thi khôi. Trưởng lão Văn Sương vì yểm hộ 4 người chúng ta rút lui nên chết trong tay cảnh thất. Mọi người nổi dập. Là cảnh thất làm. Trong cơ quan các tràn ngập căm hờn. Giết lên Thi Sát Tông, đánh chìm luôn con rùa to rút đầu của bọn họ. Đám người quỷ không ra quỷ, người không ra người đó lão phu gai mắt lâu rồi. Tộc trưởng đại nhân hãy mang chúng ta giết qua đi. Dám giết trưởng lão của Mục gia ta, trời đất khó tha. Trong thanh âm ồn ào, Mục Thu chậm rãi nói. Chắc cảnh thất sẽ không bỗng dưng giết người Mục gia ta. Trinh trưởng lão, có phải là có ẩn tình gì không? Mục Trinh nói, mấy người chúng ta không chọc vào hắn, chỉ tình cờ đụng chúng lúc hắn tức giận. Mục Thu nói, vậy thì không tha cho cảnh thất được.
Mục Trang nói. Đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng Thi Sát Tông không nhỏ, hiện tại lại cùng là thành viên Thiên Minh, không tiện động can qua lớn, phải bàn bạc kỹ, suy nghĩ sách lược vẹn toàn. Mục Thu nói. Các thành viên Thiên Minh không thể tàn sát lẫn nhau, hay bẩm báo chuyện này lên Thiên Giả, để Thiên Giả ra tay giải quyết. Mục Trang nói. Không được, nếu để Thiên Giả giải quyết thì sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không thể để Thi Sát Tông có lợi vậy được. Mục Thu ngẩn ra, vội nói. Thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Mục Trang nói. Không sao, chờ qua Vũ Quyết rồi nghĩ cách. Việc gấp bây giờ là thắng Vũ Quyết, đây cũng là lý do ta nhìn chúng Lý Vân Tiêu. Mọi người hầm nghi hoặc bàn tán. Lý Vân Tiêu kia thật sự có bản lĩnh lớn vậy sao? Đa số người không tin. Mục Bạch Vanh mở miệng nói. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay giao lưu luyện khí, người Mục gia ta đều đến hết nhưng Lý Vân Tiêu này thật lỗ mãng, bây giờ còn chưa thấy bóng người. Mọi người đều rất bất mãn, biểu tình khó xem, thật là làm họ mất mặt. Mục Trang nói. Hơn phần nửa là đang tu luyện đến điểm then chốt, thực lực của Lý Vân Tiêu cao một phần thì chúng ta càng nắm chắc hơn một phần. Trinh trưởng lão, 24 ngọc nữ tu luyện âm xá tố nữ công sao rồi? Mục Trinh nhíu mày nói. Hoàn bích chưa bị chạm vào. À, Mục Trang kinh ngạc nói. Thiếu niên thì huyết khí phương cương, hắn có thể cưỡng lại được hấp dẫn như vậy đúng là không đơn giản. Mục Trinh nói. Ta vốn định dùng nữ sắc mê hoặc hắn, miễn Lý Vân Tiêu động tâm là có thể xếp danh phận nữ tế của Mục Gia.ai ngờ Lý Vân Tiêu chỉ nhìn một cái rồi không lộ mặt nữa, ánh mắt của người này rất cao. Ta sắp đặt lại, định gả Huyền Sơn cho hắn. Cái gì, không được. Mục Bạch Vanh vừa kinh vừa gai hạn nói. Huyền Sơn là nữ tử thiên chi kiêu nữ trong hậu bối Mục gia ta, tư chất cao ngàn năm khó gặp, dù là phong hoa cũng không theo kịp. Hậu bối quan trọng như thế sao có thể dùng để liên nhân được? Mấy trưởng lão khác cũng hết sức phản đối, đồng lòng không chịu. Mục Trinh lạnh lùng nói. Bởi vì Huyền Sơn xuất sắc nên mới có thể níu giữ Lý Vân Tiêu được. Mục Bạch Vanh tức giận quát. Mục Trinh, người bị che mờ mắt rồi. Với tài năng của Huyền Sơn và phong hoa đủ sức giành hạng nhất Vũ Quyết, không cần thấp cổ bé họng xin xỏ người ngoài. Mục Trinh châm chọc lại. Vũ Quyết lần này không thể có sai sót, nếu Huyền Sơn và phong hoa không giành được hạng nhất thì trưởng lão Bạch Vanh dám gánh trách nhiệm này không? Nếu trưởng lão đồng ý chịu trách nhiệm thì chuyện Lý Vân Tiêu bỏ qua đi. Mục Bạch Vanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Làm sao Mục Bạch Vanh gánh nổi trách nhiệm này? Gã nhìn sang Mục Hoàng. Hoàng trưởng lão, Huyền Sơn là điệt nữ của người, trưởng lão cam nguyện như thế sao? Mục Hoàng ngồi ghế thấp nhất, cung kính nói. Tất cả lấy Mục gia làm trọng, nghe theo tộc trưởng đại nhân xếp đặt. Mục Bạch Vanh giật mình kêu lên. Tộc trưởng đại nhân cũng đồng ý. Mục Trang gật đầu, nói. Mục Trinh đã nói với ta không có ý kiến. Mục Bạch Vanh đứng bật dậy. Ha ha ha, các người điên hết rồi. Mục Bạch Vanh tức giận quát. Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý. Trừ phi Lý Vân Tiêu có thể đánh thắng ta, vậy ta sẽ câm miệng lại, không nói một lời. Nếu không ta tuyệt đối không đồng ý. Mục Trinh quát to. Ở trước mặt tộc trưởng không được vô lễ. Mục Bạch Vanh nhận ra ngay mình đã thất lễ, nhưng vẫn cực kỳ không phục. Mục Bạch Vanh cười khẩy nói. Ta không cố ý mạo phạm tộc trưởng đại nhân. Nhưng tên khốn Mục Trinh nhà ngươi dụ dỗ tộc trưởng thì bị tội gì? Sắc mặt Mục Trang thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, gã đã tức giận. Mục Trinh lạnh lùng cười. Dụ dỗ, là chính miệng ngươi nói chỉ cần Lý Vân Tiêu đánh thắng ngươi thì ngươi sẽ câm miệng, vậy bây giờ ngươi hãy điều tức chờ bị đánh đi. Vẻ mặt Mục Bạch Vanh châm chọc nói. Ha ha ha, lão tử ngồi đây chờ hắn, chỉ sợ Lý Vân Tiêu không dám tới. Mục Bạch Vanh là đại cao thủ đỉnh cửu tinh, bước vào cảnh giới này từ lâu, cao thủ đỉnh cao bình thường không đánh lại được. Mục Bạch Vanh tuyệt đối không tin một thiếu niên trung giai cửu tinh có thể thắng mình. Mấy trưởng lão khác cười bí hiểm, có ải Mục Bạch Vanh thì hơn phân nửa Lý Vân Tiêu sẽ té ngã, bọn họ cũng ôm một bụng tức giận với người này. Một thanh âm không hề hòa vang lên trong cơ quan các. Khụ khụ, xin lỗi, có chút việc nên đã tới chậm. Mọi người đều tập trung chú ý vào mâu thuẫn, không ai phát hiện Lý Vân Tiêu đến. Tất cả ánh mắt cùng tụ lại một chỗ, đa phần là lạnh băng hằn học.
Lý Vân Tiêu cảm nhận nhiều địch ý, thầm khó hiểu. Mục Trang cười ôn hòa nói. Vân Thiếu Gia đã đến. Mục Trang nhướng mí mắt. Sắc mặt của Vân Thiếu Gia không quá tốt, ba ngày nay tu luyện rất gian khổ phải không? Mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch như giấy, mơ hồ thấy mạch máu nổi lên chút sắc đỏ. Lý Vân Tiêu cười nói. Hơi khổ nhưng không sao. Mục Bạch Vanh nhe răng cười nói. Nói gì mà tu luyện gian khổ, chắc nghe lời chúng ta vừa nói sợ chết khiếp chứ gì. Nói, sợ chết khiếp. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi lại. Các người nói về cái gì, tại sao ta phải sợ? Hừ, con giả bộ, chết đi. Mục Bạch Vanh sớm ôm cục tức, giờ chính chủ đến thì không nhịn được nữa, tức giận tung một cú đấm. Trong không trung vạch một đường lửa, cú đấm sinh ra lửa cháy hừng hực to lớn, lửa chớp mắt nuốt Lý Vân Tiêu. Mục Trinh tức giận quát. Mục Bạch Vanh, dậu đổ bìm leo thắng không hay ho gì. Diệu pháp linh mục của Mục Trinh phát hiện Lý Vân Tiêu yếu ớt, thậm chí không phải yếu mà là rỗng, tinh thần lực hoàn toàn bị đào rỗng. Mục Trang nhíu mày, con người co rút, sợ Lý Vân Tiêu bị gì. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, lửa tán ra, ánh sáng vàng hiện ra. Cú đấm của Mục Bạch Vanh bị năm ngón tay như chảo của Lý Vân Tiêu đỡ lấy. Tất cả trưởng lão giật mình kêu lên. Cái gì? Mọi người đều nhìn ra Lý Vân Tiêu tinh thần mệt mỏi, biểu hiện của luyện khí quá độ, nguyên lực và thể lực tất nhiên cũng bị ảnh hưởng nặng. Mục Trang khẽ kêu. A! À, khóe môi Mục Trang cong lên, trái tim treo cao thả xuống, bộ dáng tràn đầy hứng thú. Mục Bạch Vanh cũng hết hồn, chợt nhớ Mục Trinh đánh giá người này thế nào, không dám ỷ y nữa. Quyền thế không ngừng tăng uy lực nhưng vẫn bị năm ngón tay Lý Vân Tiêu kiềm chặt, không thể tiến tới nửa phần. Mục Bạch Vanh quát to. Hoành hoang. Đùi phải giơ lên đá một cái. Lý Vân Tiêu cười khẽ, hai ngón tay trái khép lại điểm vào khiếu huyệt trên chân Mục Bạch Vanh. Quỳ xuống. Hai ngón tay điểm vào huyệt kỳ lạ của đối phương nhưng tay Lý Vân Tiêu hơi đau như đập trúng cục gạch, một vòng sáng bừng lên. Lý Vân Tiêu trợn to mắt nói. Chân giả. Mục Bạch Vanh hét to một tiếng. Bà nội ngươi mới là chân giả. Chân trái lượn vòng như roi dài đá vào đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đạp bước chân lùi ra sau, hai tay vung hóa thành vô số quyền ảnh. Vang tiếng bùm bùm liên tục, hai người lao vào nhau đánh túi bụi. Toàn là chiêu thức cứng rắn va chạm, không chút kỹ xảo. Mỗi lần đều bừng lên sóng khí cường đại giạt sang hai bên. Các trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt, cái nhìn về Lý Vân Tiêu liên tục thay đổi. Lý Vân Tiêu vừa đánh vừa lùi, thế chân của đối phương cương mãnh không gì sánh được, như vô số thiết chùy đập tới. Ban đầu Lý Vân Tiêu tưởng là hai cái chân giả nhưng về sau phát hiện không đúng, chân là thật nhưng khiếu huyệt trên chân dường như trải qua cải tạo đặc biệt, kim cương bất hoại, điểm yếu biến thành ưu thế. Bùm 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 bùm. Chân pháp của Mục Bạch Vanh càng đá càng nhanh, như dông tố bão bùng, càng như tâm tình của chính Mục Bạch Vanh. Hai người rất nhanh rời chiến tuyến ra ngoài lầu các, trên bầu trời toàn là dao động sóng khí. Đã có nhiều tử đệ Mục gia đứng xa quan sát, biểu tình kinh sợ. Mục Bạch Vanh hét to, chân như rìu chiến đá xuống. Có giỏi thì đừng trốn. Chân phong hóa ra cầu vồng trong không trung, uy thế kinh thiên. Lý Vân Tiêu xì cười xoay người thụt lùi, chào phúng. Tại sao ta không trốn? Chẳng lẽ đứng yên chờ ngươi đá sao? Ầm 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 ầm. Cú đá hụt, Mục Bạch Vanh tức giận la lối, đôi chân như roi liên tục phung, phát điên đá liên hồi. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, biết đây là một bộ chân pháp lấy loạn đá nhanh, nhìn như không có thứ tự nhưng cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên Lý Vân Tiêu không hoảng loạn, ung dung đỡ mỗi đòn công kích của đối phương. Cộng thêm thân pháp của Lý Vân Tiêu không ngừng thụt lùi giảm lực, dù có đấu thêm 300 hiệp cũng không thua. Mục Trinh nhìn, lòng thầm mừng, với ánh mắt của Mục Trinh đương nhiên biết Lý Vân Tiêu đã ở thế bất bại. Các trưởng lão khác nhíu mày. Từ đầu đến cuối ói toàn là Mục Bạch Vanh không ngừng công kích, còn Lý Vân Tiêu chỉ đỡ đòn, vậy tính ra Mục Bạch Vanh đã thao. Con người Mục Trang co rút nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu toàn thân tỏa ánh sáng vàng, ngẫm nghĩ, khẽ thì thầm. Sao thần thông này giống bất diệt kim thân của ngạo trường không quá? A, 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 bùm 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 bùm. Chân pháp của Mục Bạch Vanh càng lúc càng mau, rất nhanh chỉ còn lại tàn ảnh. Vũ giả dưới vũ đế cao giai không thể bắt kịp bóng dáng Mục Bạch Vanh, Lý Vân Tiêu,
chỉ thấy ánh sáng vàng và bóng sáng không ngừng thấp thoáng. Mục Trang không nhìn được nữa, lên tiếng. Bạch Vanh trưởng lão, dừng tay. Mục Bạch Vanh đã đánh đến điên, đánh mãi đối phương không gục. Rõ ràng địch thủ tinh thần lực cạn kiệt, ngay trước mặt tất cả người Mục gia thì Mục Bạch Vanh còn mặt mũi nào. Ta muốn giết ngươi. Mục Bạch Vanh nhập ma, chân pháp đá mạnh hất Lý Vân Tiêu văng ra. Một cái bóng sau lưng Mục Bạch Vanh chợt lóe, xuất hiện một khôi lỗi vóc dáng giống Mục Bạch Vanh y như đúc. Đôi mắt Mục Bạch Vanh tóe lửa, hai tay không ngừng bấm quyết. Khôi lỗi cũng thi triển ra ấn quyết, phối hợp khăng khít. Cuối cùng bốn trưởng chạm vào nhau, song quyết hợp nhất. Một vòng ấn to hiện ra trên bầu trời, ánh sáng vàng vô biên. Mọi người giật mình kêu lên. Là thần thông siêu mạnh của Bạch Vanh trưởng lão, Thiên Cơ Ấn. Đây là thần thông áp đáy hòm của Mục Bạch Vanh, không đến phút cuối liều đấu sống chết thì tuyệt đối không dùng. Xem ra Mục Bạch Vanh đã tức giận đến ngụ đầu. Mục Trang nổi giận, đập bàn đứng dậy cao giọng quát. Mục Bạch Vanh. Mục Bạch Vanh đã giết đỏ mắt, cắn răng nói. Tộc trưởng đại nhân đừng ngăn cản ta, chờ ta giết hắn rồi sẽ xin tộc trưởng xử tội bất kính sau. Thiên Cơ Ấn to cỡ mấy mẫu trên bầu trời, bao phủ một phương thiên địa. Tử đệ Mục gia ở phía xa cảm nhận hơi thở đó sợ hãi liên tục thụt lùi để tránh bị lan đến. Trong đó có một nam nhân mặt mày bất phàm, chính là Mục Phong Hoa. Gã nhìn hai người chiến đấu, mặt không chút máu. Ngày xưa tại Hồng Nguyệt Thành lần đầu gặp gỡ, tuy tư chất của Lý Vân Tiêu siêu tuyệt nhưng Mục Phong Hoa vẫn có tự tin chiến đấu thì thắng thua là 50-50. Phần thắng 50 đó đã là nhục nhã lớn lao đối với thiếu niên thiên tài của Mục gia như Mục Phong Hoa. Vì có thể hoàn toàn nghiền nát đối phương, Mục Phong Hoa trở về Mục gia rồi luôn bế quan khổ tu, dùng cách tàn nhẫn nhất hành hạ chính mình. Mục Phong Hoa cho rằng khi gặp lại thì phần thắng sẽ là trên 90%, bây giờ gặp mới biết phần thắng là số 0. Đệ đệ của Mục Phong Hoa là Mục Phong Tuấn mặt trắng bệch, thỉnh thoảng dụi mắt. Hoàn toàn không dám tin thiếu niên trước mắt là đối thủ ngày xưa đánh một trận với mình. Mục Trinh sốt ruột xoay vòng vòng, nếu Lý Vân Tiêu bị thương thì. Vũ quyết chỉ còn lại 3 ngày là tới. Nếu Lý Vân Tiêu ở trạng thái đỉnh cao, dù Mục Bạch Vanh mạnh mấy thì Mục Trinh không lo gì. Mục Trinh liếc hướng Mục Trang, thấy mặt gã âm trầm nhưng không ra tiếng ngăn cản nữa. Thiên Cơ Ấn to lớn co rút trên bầu trời đảo thông thiên, lực lượng khủng bố thông qua ấn quyết áp xúc lại. Độ tinh thuần liên tục cô đọng tăng cao cuối cùng rút nhỏ còn cỡ bánh xe, đây là cực độ Mục Bạch Vanh có thể làm được. Mục Bạch Vanh hét to một tiếng. Chết đi! Thiên Cơ Ấn đột nhiên giáng xuống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mục Bạch Vanh, cười khẩy nói. Hừ, đừng tưởng chỉ có Mục gia các ngươi mới có khôi lỗi, bản thiếu gia cũng có. Trán Lý Vân Tiêu lấp lóe rải sáng, hồ lô tiểu kim cương bay ra, toàn thân màu hắc kim. Ánh mặt trời chiếu xuống người hồ lô tiểu kim cương lấp lánh ánh sáng chín sắc. Mục Trang nhướng cao mày, thẫn thờ kinh kêu. Thần luyện cương. Mục Trinh dùng mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Trong đầu Mục Trinh chợt lóe tia sáng, đã hiểu lý do tại sao Lý Vân Tiêu bị cạn kiệt tinh thần lực nhiều như vậy. Mới lấy được cực bắc băng tinh mà Lý Vân Tiêu đã luyện ra thần luyện cương. Tâm tình kinh sợ của Mục Trinh khó tả, như sóng không ngừng vỗ bờ biển. Người ngây ngẩn, thẫn thờ. Nhưng không ai chú ý Mục Trinh thẫn thờ, vì Mục Trang hét một câu thần luyện cương làm tất cả rướn cổ, xoe tròn mắt nhìn chằm chằm. Hồ lô tiểu kim cương chớp mắt đến trước Thiên Cơ Ấn, con người co rút, bày ra tư thế, một đòn kim cương quyền tung ra. Trên nắm tay dâng lên phong vân, không gian bị quyền lực kéo xoay tròn, có một đóa hoa nhỏ màu trắng phập phềnh trong đó. Tim Mục Trinh rớt cái bịch, nhìn kỹ lại. Đóa hoa nhỏ màu trắng đó là chiêu thần thông khủng bố lúc trong Tuyết Chi Quốc, linh mục địch đối phó Thái Sơ Chân Quyết của Phong Yếu Ly. Ầm 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 ầm. Hồ lô tiểu kim cương nghiêng tới trước, cả người cùng với kim cương quyền chui vào Thiên Cơ Ấn. Thiên địa nổ tung như sụp đổ, nguyên đảo thông thiên bùng nổ tầng mây vòng xoáy, bên trong là lỗ hổng đen thui. Tầng sương mù trên bầu trời bị giạt ra xa vài dặm. Trung tâm dao động năng lượng, Mục Bạch Phanh căng thẳng nhìn đằng trước. Không biết Lý Vân Tiêu đã chết chưa? Đột nhiên con người Mục Bạch Vanh co rút, một bóng đen bay ra xuất hiện trước mặt, năm ngón tay bóp cổ họng Mục Bạch Vanh xách lên cao. Răng rắc, Mục Bạch Vanh nghe xương cổ mình vỡ vụn, trong lòng tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Chỗ hiểm toàn thân Mục Bạch Vanh trải qua chế tạo đặc biệt,
xương cổ họng cứng còn hơn kim loại vậy mà bị bóp nát vụn được ngay. Mục Bạch Vanh vội thúc giục ấn quyết trong tay, Khôi Lỗi bên cạnh giơ tay công kích, năm ngón tay vươn ra dao bén chém thẳng xuống. Hồ Lô Tiểu Kim Cương không hề né tránh, mặc cho dao bén chém vào người mình, lại tung ra một đòn kim cương quyền. Bùm! Năm đầu ngón tay Khôi Lỗi đứt lìa, kim cương quyền đánh trúng ngực nó lõm sâu xuống, bị đẩy lùi ra xa mấy trượng. Mục Bạch Vanh hoảng hốt, Khôi Lỗi của mình so với đối phương dù là về công kích, phòng ngự, linh tính vân vân đều kém xa cả con phố. Dầm! Hồ Lô Tiểu Kim Cương đẩy lùi Khôi Lỗi, nắm đấm tay trái đánh vào ngực Mục Bạch Vanh, đập nát toàn bộ xương sườn, nội tạng vỡ, ngụm máu xen lẫn mảnh vụn nội tạng phun ra. Hơi thở và khí thế của Mục Bạch Vanh vỡ tan, tự tin mạnh mẽ cũng nát đầy đất. Mục Bạch Vanh thành con chó cụp đuôi. Hiển nhiên Hồ Lô Tiểu Kim Cương không định giết Mục Bạch Vanh, sau khi bóp nát xương cổ của Mục Bạch Vanh thì nó đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt Mộc thỉnh thoảng lóe qua linh tính nhưng tổng thể vẫn rất chất phác. Dư âm năng lượng dần tán đi, bốn bóng người hiện ra trong không trung. Lý Vân Tiêu bình yên đứng tại chỗ, hắn thậm chí không nhúc nhích cái nào. Khôi Lỗi của Mục Bạch Vanh cách xa cả chục trượng, dường như bị tổn thương. Chính giữa là Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Mục Bạch Vanh dán sát nhau. Thoạt trông Mục Bạch Vanh già đi cả trăm tuổi, té chi rũ xuống, mắt cho tàn. Vô số tiếng hút không khí liên tục vang lên, có tiếng la kinh hoàng, dường như khó tin, không chấp nhận được cảnh tượng trông thấy trước mắt. Mấy vị tồn tại cường đại của Mục gia đã sớm nhìn rõ tất cả. Bọn họ rất giật mình, thở dài thườn thượt. Bốp, bốp, bốp. Một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên. Mục Trang vỗ tay trước hết, khen ngoại. Cuộc chiến rất đặc sắc, rung động lòng người, khiến người mở rộng tầm mắt. Lúc trước ta chỉ tin tưởng Vân Thiếu gia 7 phần, hiện tại là 10 phần 10. Mục Văn Kinh kêu. Tộc trưởng đại nhân, Lý Vân Tiêu bị thương nặng trưởng lão Bạch Vanh. Trong mắt Mục Văn tràn ngập bất mãn. Mấy trưởng lão đều thấy không ổn nhưng mở miệng khen lại là Mục Trang, nên không ai dám nói nhiều. Có nhiều người nhíu mày. Mục Trang quét mắt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Mục Văn. Mục Trang lạnh lùng nói. Mục Bạch Vanh là tự gieo gió gặt bão. Mục Văn hút ngụm khí lạnh. Y ngắn. Đôi mắt sắc lạnh của Mục Trang làm Mục Văn run sợ, vội lùi xuống không dám cào nhau nữa. Đẳng cấp tôn ti trong Mục gia cực kỳ nghiêm khắc, lời của tộc trưởng là vô thượng quyền uy. Bốn chữ gieo gió gặt bão đã định tính cho Mục Bạch Vanh, không ai dám nói thay cái gì dùm nữa. Mục Trang lạnh lùng nói. Mục Bạch Vanh phớt lờ lời của bổn tọa, cực kỳ vô lễ, vốn nên bị phạt. Nhưng nghĩ tình hiện tại Mục Bạch Vanh bị thương nặng, bổn tọa tha cho một lần. Mang Mục Bạch Vanh xuống dưới trị liệu đi. Lý Vân Tiêu vốn không muốn giết người, hắn búng tay một cái. Hồ Lô Tiểu Kim Cương ném Mục Bạch Vanh ra ngoài. Lập tức có tử đệ Mục gia bay ra đón lấy Mục Bạch Vanh, mang đi xuống. Mục Trang mỉm cười nói. Vân Thiếu gia tu vi kinh người, khiến đám già chúng ta được mở rộng tầm mắt, mời vào trong ngồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Bên trong có nhiều trưởng lão như vậy sẽ không nguy hiểm gì đi. Lỡ như thêm vài người khiêu chiến e rằng bản thiếu gia không sống ra khỏi được. Mục Trang ấp úng cười. Ha ha ha, Vân Thiếu gia thật biết nói đùa. Mục Trang lạnh lùng nói. Các vị trưởng lão nghe rõ đây, ai còn dám vô lễ với Vân Thiếu gia thì bổn tọa sẽ đích thân ra tay giải quyết hắn. Các trưởng lão đều im lặng không dám hó hé câu nào. Lý Vân Tiêu thu về Hồ Lô Tiểu Kim Cương, lắc mình vào cơ quan các. Mục Trang rất nhiệt tình, tự mình tiến lên kéo Lý Vân Tiêu ngồi ghế chính bên cạnh mình, thân thiết như bằng hữu lâu ngày không gặp. Các trưởng lão rất giật mình, vị trí ngồi bên cạnh tộc trưởng toàn là cự phách một phương, đại cao thủ siêu phàm nhập thánh. Tuy rằng Lý Vân Tiêu đã chứng minh thực lực của mình nhưng còn cách vị trí này rất xa. Lý Vân Tiêu thì tỏ ra đương nhiên, như thể hắn vốn nên ngồi ở đó. Đám trưởng lão lại tức giận, nhưng vì có vết xe đổ nên không dám tùy ý lỗ mãng. Mục Trang nói, mới rồi Vân Thiếu gia dùng Khôi Lỗi rất kỳ lạ, cực kỳ linh động như có sinh mệnh. Quan sát kỹ thì không có ngoại hồn phụ thể, chẳng lẽ tự sinh ra linh thức? Lý Vân Tiêu cười nói. Có linh tính, ta thì thấy thứ đó quá ngốc. Vẻ mặt Mục Trang khao khát nói. Ha ha ha, Vân Thiếu gia thật là tham lam, nên biết muốn Khôi Lỗi sinh ra linh tính khó khăn hơn huyền khí đơn thuần rất nhiều. Mục Trang hỏi tiếp. Ta thấy chất liệu Khôi Lỗi đó bất phàm,
chẳng lẽ là thần luyện cương? Mọi người gióng tai lắng nghe. Lý Vân Tiêu chớp mắt hỏi. Thần luyện cương, đó là cái gì? Mục Trang nghẹn lời. Cái này. Mục Trang nhìn vẻ mặt của Mục Trinh là biết ngay Lý Vân Tiêu giả ngu, gã cười nói. Đó là thân hình màu hắc kim kia, thỉnh thoảng có thần quang chín sắc phản chiếu ra. Lý Vân Tiêu cười nói. À, thì ra đó là thần luyện cương, đa Mục Trang đại nhân phổ cập kiến thức, không thì ta không biết. Mục Trang cười cười, không vạch trần. Theo Mục Trinh trưởng lão nói thì lúc trước khôi lỗi của Vân Thiếu Gia chỉ là tài liệu cứng bình thường, không biết Vân Thiếu Gia làm sao nâng cấp nó lên được. Lý Vân Tiêu biết ý đồ của Mục Trang là muốn nghe luyện phương của thần luyện cương. Lý Vân Tiêu đánh trống lảng. Được cực bắc băng in rồi ta liền luyện chế thứ này, ai ngờ sinh ra hiệu quả thần ý như vậy. Chậc chậc, đúng là kỳ lạ. Mục Trang cười tủm tỉm nói. Xem ra Vân Thiếu Gia đúng là người có phúc, không biết thử thế nào, dùng nguyên liệu nào. Lý Vân Tiêu giả bộ trầm tư trả lời. Bất động lệ, thanh dương thạch, huyền vũ trướng, thê hoàng lưu. Ây, nhiều quá, trong một lúc không nhớ hết được. Mục Trang, các trưởng lão vãnh tia lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ. Cả đám nhíu mày lộ vẻ khó chịu. Lý Vân Tiêu nói. A, à, phải rồi, Mục Trang đại nhân nhận ra thần luyện cương hay vì Mục gia cũng có thứ đó. Mục Trang nói. A à thì, ta từng đọc trong sách cổ, không ngờ được thấy đồ thật, rất may mắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Nghe bảo Mục gia có ba thuật khôi lỗi, ta đã thấy Mục Nhất Quân trưởng lão thi triển tát đậu thành binh, không biết hai thần thuật khác là gì. Mục Trang chửi thầm tiểu hồ ly, không moi được chút gì từ miệng hắn ngược lại thăm dò gã. Mục Trang rộng rãi nói. Ba thần thuật khôi lỗi của Mục gia đúng là có thể so với thần kỹ, nhưng phải có thiên phú cực mạnh mới luyện được. Thiên phú của Nhất Quân trưởng lão vừa lúc thích hợp tát đậu thành binh, nhưng thần ý này chỉ xếp thứ ba trong ba thần thuật khôi lỗi. Mục Thu không kiềm được xen lời. Tộc trưởng đại nhân, ba thần thuật khôi lỗi là tuyệt mật của Mục gia, không thể truyền ra ngoài. Mục Trang cười xòa. Không sao, Vân Thiếu gia không phải người ngoài. Lý Vân Tiêu cười nói. Tại hạ thật là vinh hạnh quá. Mục Trang nói. Thần thuật khôi lỗi xếp thứ hai có tên là Lục Đinh Lục Giáp. Lục Đinh Lục Giáp, do 12 khôi lỗi tổ hợp, có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tim Lý Vân Tiêu đập nhanh, lộ vẻ giật mình. Lục Đinh Lục Giáp, Lý Vân Tiêu hoảng sợ kêu lên. Thập nhị đô thiên thần sát trận, một trong ba đại hung trận thượng cổ. Mục Trang nhướng mày, cảm thấy phản ứng của Lý Vân Tiêu hơi quá lớn. Mục Trang gật đầu, nói. Đúng vậy, tiếc rằng Lục Đinh Lục Giáp này rất khao bài bố. Nguyên Mục gia không ai có thể tu luyện được thuật khôi lỗi Lục Đinh Lục Giáp. Lý Vân Tiêu lặng im. Ngày xưa bên ngoài thành Tân Diên, trên tụ hội nhỏ sát Hàn Quân Đình, Lý Vân Tiêu gặp nam nhân Mục gia từng chiêu ra 12 khôi lỗi xấu xí chính là Lục Đinh Lục Giáp. Nếu có uy năng này thì ngày đó hơn phân nửa Lý Vân Tiêu đã tiêu đời, có thể thấy được nam nhân áo lam biết Lục Đinh Lục Giáp nhưng không tu luyện. Thập nhị đô thiên thần sát trận mà chỉ xếp thứ hai, không biết xếp thứ nhất là vật gì. Mục Trang cười nói. Ha ha ha, thần thuật khôi lỗi xếp hạng nhất là bí mật lớn nhất Mục gia, chỉ có các đời tộc trưởng mới hiểu, thứ lỗi không thể lộ ra ngoài. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Ta rất có hứng thú với hai thần thuật khôi lỗi này, không biết có thể cho ta xem yếu quyết được không? Các trưởng lão xôn xao. Mục Trinh nhảy cẫng lên, tức giận quát. Vân Thiếu gia, yêu cầu này không chỉ là quá mức, nó đúng là vô lý. Những người khác cũng hùng hổ, nói thẳng là Lý Vân Tiêu không biết tốt xấu. Mục Trang giơ hai tay ra hiệu mọi người yên lặng lại, lên tiếng. Hai thần thuật khôi lỗi này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, trừ phi Vân Thiếu gia ở rể Mục gia, hơn nữa họ Mục. Lý Vân Tiêu cười khổ. Mục Trang nói. Chỉ cần Vân Thiếu gia đồng ý suốt đời vào Mục gia thì tùy ý Vân Thiếu gia chọn một trong hai thần thuật khôi lỗi. Bên dưới càng sao động. Tiếng la ó phản đối càng dữ hơn. Bọn họ cực kỳ tức giận, phản đối kịch liệt. Lý Vân Tiêu nói. Trên người ta còn có vài loại thần thông lợi hại không thể tu luyện đến mức tận cùng, chờ ta luyện thành hết rồi tính đi. Mục Trang biết Lý Vân Tiêu đang từ chối khéo, thế là mỉm cười nói. Ta cũng rất hứng thú với luyện phương thần luyện cương của Vân Thiếu Gia, không biết Vân Thiếu Gia có thể bỏ thứ yêu thích. Mục Gia cất chứa phong phú, chắc chắn sẽ có vật làm Vân Thiếu Gia vừa lòng.
Lý Vân Tiêu nói. Ha ha ha, nếu Mục Trang đại nhân sửa họ Lý, ở rể Lý gia ta thì tại hạ lập tức dâng lên. Toàn trường giật mình. Cái gì? Tập thể nổi giận. Tiểu tử này vô lễ, nên tru. Chết cũng chẳng đáng tiếc, nên bị xử vạn đao. Ngay cả Mục Trinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân cũng lộ vẻ tức giận. Nguyên lầu các tràn đầy sát khí, tiếng la ó liên tiếp dâng lên yêu cầu giết Lý Vân Tiêu. Lửa giận đầy trời bao vây nhưng Lý Vân Tiêu bình tĩnh như không, cứ cười tủm tỉm. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp. Mục Trang đại nhân thấy sao? Ha ha ha. Mục Trang biến sắc mặt mấy lần sau cùng cười to bảo. Vân thiếu gia quả nhiên khác với người thường. Mọi người cực kỳ tức giận. Mục Văn lạnh lùng nói. Tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này bất kính như vậy tuyệt đối không thể tha cho. Mục Thu cũng lên tiếng. Lời Lý Vân Tiêu vừa nói đúng là rất vô lễ, lão phu cũng cảm thấy không thể nhân nhượng, nếu không uy nghiêm Mục gia ta để đâu. Mục Trang liếc mọi người, thản nhiên nói. Nếu vậy thì hai vị trưởng lão Văn, Thu, cứ làm theo ý của các người đi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay đây, mời hai vị mang hắn xuống thi hình. Mục Văn, Mục Thu ngây ra, mặt Mục Văn đỏ au, Mục Thu thì nhíu mày trầm ngâm. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thể hiện thực lực trừ bản thân siêu cường đại gia, hồ lô tiểu kim cương càng gần như thân bất tử. Ngay cả thiên cơ ấn của Mục Bạch Vanh cũng không thể tổn thương hắn một ly, trong đại đường này trừ Mục Trang ra không ai đánh lại Lý Vân Tiêu. Có lẽ tập thể trưởng lão ra tay chắc chắn sẽ thắng, nhưng một đám trưởng lão Mục ra vây công một thiếu niên thì mất mặt càng dữ hơn. Chỉ mình Mục Trinh biết dù tất cả cùng vây công Lý Vân Tiêu chưa chắc thắng được. Mục Trinh thở dài thườn thượt. Lời Vân thiếu gia vừa nói không ổn, mong rằng đừng đùa như vậy nữa. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Hy vọng các vị trưởng lão cũng đừng vui đùa kêu bản thiếu gia sửa họ, nếu không cực hình mà các vị vừa nêu sẽ ứng nghiệm. Tất cả trưởng lão xoe tròn mắt nhưng không dám lên tiếng nữa. Mục Trang không đứng ra thì bọn họ không có năng lực làm gì. Mục Trang cười nói. Lúc trước bổn tọa không xui hết kỹ, hy vọng Vân thiếu gia đừng trách. Mọi người choáng váng, người xin lỗi lại là tộc trưởng của họ. Đám trưởng lão luôn tâm cao khí ngạo thật khó chấp nhận điều này. Lý Vân Tiêu nói. Không sao. Lý Vân Tiêu đứng lên bảo. Bản thiếu gia hơi mệt, nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin về trước nghỉ ngơi. Ba ngày sau Vũ Quyết lại gặp. Mục Trang nói. Vân thiếu gia hãy tĩnh dưỡng cho khỏe đi, mong sẽ tỏa sáng trong Vũ Quyết. Lý Vân Tiêu hóa thành sấm sét, tia chớp biến mất trong đại điện. Mọi người tim rung lên, hoàn toàn không bắt giữ được tốc độ. Mắt Mục Trang hấp hái tia sáng, trầm ngâm. Bên dưới nổ tung, tiếng la lối ồn ào không dứt, các loại cảm xúc bất mãn chút ra, hận không thể đuổi theo Lý Vân Tiêu lột da rút gân. Mục Trang nghe mọi người tức giận, cứ giữ im lặng, không tuyên bố tan họp ai đi đường nấy. Mục Trinh khẽ kêu lên. Tộc trưởng đại nhân. Mục Trang lấy lại tinh thần. À, sao vậy? Mục Trinh sửng sốt, nhíu mày hỏi. Không biết ý nghĩ của tộc trưởng đại nhân thế nào? Có sắp xếp gì không? Mục Trang mắt lóe tia sáng nói. Các ngươi cảm thấy Lý Vân Tiêu này như thế nào? Mục Trang không hỏi còn đỡ. Câu hỏi càng làm tiếng mắng chửi, oán giận dữ dội hơn. Các trưởng lão lại mắng chửi tưng bừng, đa số là một đống từ cuồng vọng, vô tri, không thể nói lý, đáng chết, tội không thể thứ. Mục Trang kiên nhẫn lắng nghe, chờ bọn họ mắng xong hết mới hỏi ba người dưới tay. Mục Trinh, Nhất Thông, Nhất Quân, ba người tiếp xúc với Lý Vân Tiêu sớm nhất, các người thấy thế nào? Mục Trinh nói, ta đồng ý những lời các vị trưởng lão đã nói. Nhưng còn thêm một điều, đó là thực lực mạnh sâu không lường được. Mục Nhất Thông lên tiếng. Thêm một điều, thiên phú cao khó thể đánh giá. Mục Nhất Quân gật gù. Ngày xưa lúc cứu Quảng Nguyên ở Đông Hải tiểu tử này thậm chí không phải vũ đế cao giai, mới 2 năm đã trưởng thành đến mức này, cực kỳ đáng sợ. 2 năm sao? Ánh mắt Mục Trang đăm chiêu, các trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt. 2 năm từ vũ đế trung giai trưởng thành đến trình độ hiện nay. Không thể hình dung bằng từ đáng sợ được, hoàn toàn là yêu nghiệt, thậm chí yêu nghiệt cũng không thể hình dung. Mục Thu nói, có khi nào hai vị trưởng lão sai lầm rồi không? Hoặc ngày xưa hắn vốn là vũ đế cửu tinh chẳng qua che giấu thực lực. Mục Nhất Thông nói, hiện tại huynh đệ chúng ta đã nhìn không thấu tu vi của hắn, ngày xưa thì liếc mắt hiểu thấu ngay.
Hơn nữa đại chiến mấy trận với truy binh Quảng Hiền, sao có thể sai lầm được? Mọi người câm nín, cùng nhau đại chiến đồng sinh cộng tử, rất khó che giấu thực lực không bị phát hiện. Mục Trang trầm giọng nói. Trình trưởng lão, người mới nói thực lực của hắn sâu không lường được. Theo trưởng lão thì đã sâu tới mức nào? Cứ nói thẳng đừng ngại, không cần băn khoăn cái gì. Cái này. Mục Trinh khó xử, liếc hai huynh đệ Mục Nhất Thông. Mục Trinh phồng lên can đảm nói. Theo ý kiến hẹn hẹp của ta thì sức chiến đấu cá nhân của Lý Vân Tiêu đã vượt qua siêu phàm nhập thánh bình thường, đại cao thủ như Cảnh Thất cũng không đấu lại hắn. Cả đại sảnh xôn xao, mọi người chất vấn, không tin. Mục Văn hầm hừ. Mục Trinh, dù muốn tôn lên sự lợi hại của người mà ngươi tiến cử cũng không cần nâng hắn đến mức không hạn cuối này đi. Mục Trinh rất bực bội, tức giận quát. Mục Văn, vừa rồi đánh chưa đủ phải không? Lão phu tùy thời phụng bồi. Mục Văn lạnh lùng nói. Muốn thì chơi tới cùng, dù Mục Văn ta không đánh lại ngươi nhưng ít ra vẫn còn cốt khí và tự trọng. Mục Nhất Thông đứng ra nói. Ta đồng ý với phán đoán của Trinh trưởng lão. Mục Nhất Quân liếc Mục Văn. Ta cũng vậy. Đa số trưởng lão xoe tròn mắt. Ba người Mục Trinh ở trong đám trưởng lão có danh vọng, thực lực rất mạnh. Ba người cùng đánh giá như vậy, dù chênh lệch cũng sẽ không chệch quá xa. Mục Trang mở miệng hỏi. Ba vị trưởng lão cho rằng Lý Vân Tiêu so với ta thì sao? Lầu Các yên lặng, không có thanh âm phát ra, mọi tầm mắt tập trung vào ba người. Mục Trinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân biến sắc mặt, toát mồ hôi đầm đìa, vội vàng đáp. Tất nhiên là không bằng. Mục Trang mặt không biểu tình nói. À, ba người thật lòng nghĩ vậy sao? Lòng bàn tay Mục Trinh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thì là, dù Lý Vân Tiêu không địch lại nhưng rất gần với thực lực của tộc trưởng đại nhân. Bảo bọn họ nói Lý Vân Tiêu mạnh hơn Mục Trang thì tuyệt đối không bao giờ dám nói ra, dù trong lòng Mục Trinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân thật sự nghĩ vậy. Mục Trang từ từ khép mắt. Xem bộ dạng của ba ngươi thì ta đã hiểu suy nghĩ trong lòng các ngươi thế nào. Mục Trinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân run rẩy, cúi đầu không dám nói lời nào. Một kiếm của Lý Vân Tiêu ở Bất Động Quy Lâm mang đến rung động quá mạnh cho bọn họ. Chính Cảnh Thất cũng bị chấn nhiếp tại chỗ, Mục Trinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân càng khắc cốt ghi tâm. Mục Trang mở mắt ra, con người trong trẻo. Dù là siêu phàm nhập thánh cũng khác biệt thực lực rất lớn với nhau, đây là sự thật không thể chối cãi. Vùng trời này tuy đã mất quy tắc thập phương, cảnh giới không cách nào bước vào đệ thập giai, nhưng 10 vạn năm qua có nhiều cường giả sức chiến đấu sớm đến thần cảnh. Thậm chí cường giả thần cảnh bình thường cũng không đánh lại đám người đó. Cao thủ đỉnh trong đại lục Thiên Vũ gọi những vị tuyệt đại cường giả này là Đăng Phong Tạo Cực. Tất cả trưởng lão nín thở, tập trung lắng nghe. Có được lực lượng như thần cảnh, Đăng Phong Tạo Cực. Mục Văn giật mình kêu lên. Ý của tộc trưởng đại nhân chẳng lẽ Lý Vân Tiêu là? Mục Trang lắc đầu, nói. Yên tâm, theo miêu tả của ba vị trưởng lão thì Lý Vân Tiêu còn chưa đến đẳng cấp Đăng Phong Tạo Cực. Theo ý ta thì trong phạm vi thế gia ẩn thế chỉ có ba người có thể là Đăng Phong Tạo Cực. Mục Trinh vội hỏi. Là ba người nào? Biểu tình Mục Trang nghiêm túc nói. Ưu tiên hàng đầu tất nhiên là Thiên Giả đại nhân. Mọi người giật mình, thân phận Thiên Giả quá bí ẩn, bọn họ đã gặn hỏi mấy lần nhưng Mục Trinh cắn chặt môi không nói. Nay xem ra ít nhất Thiên Giả mạnh hơn Mục Trinh mới khiến Mục Trinh tâm phục. Mục Trang nói. Thứ hai là Địa Giả. Hai vị thiên địa tôn giả đại nhân có lẽ chính là đỉnh của thế giới này. Trong mắt Mục Trang tràn đầy ngưỡng mộ. Mục Trinh nhíu mày hỏi. Còn một người nữa là ai? Trong lòng Mục Trinh không đồng ý quan điểm của Mục Trang, vì tại Tuyết Chi Quốc đã chứng kiến thực lực của Phong Yếu Ly. Lực lượng khủng bố đó thậm chí có thể giết cường giả thần cảnh. Mục Trang trầm ngâm một lát sau, nói. Người thứ ba thì bản thân ta cũng không xác định. Nhưng dù không phải Đăng Phong Tạo Cực cũng kém không xa, đó là Nam Khâu Vũ. Cái tên thốt ra, mọi người gật gù, rất là phục. Mục Thu khẽ thở dài. Tiếc rằng hai vị thiên địa tôn giả không thể hợp tác với nhau, không thì dễ dàng càn quét đại lục Thiên Vũ. Mục Trang nói. Lúc trước ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ xem ra có lẽ chúng ta đã đánh gái thấp thực lực đại lục Thiên Vũ. Tùy tiện ra một Lý Vân Tiêu như yêu nghiệt đã đủ càn quét tông môn ẩn thế. Khó tìm địch thủ. Chẳng lẽ cần phải là thiên địa tôn giả hay thiên tiệm nhai ra tay mới chế ngực được hắn sao?
Mục Văn nói. Tộc trưởng đại nhân đừng nghe Mục Trinh nói bậy bạ, với sức mạnh của tộc trưởng dư sức trấn áp Lý Vân Tiêu. Những người khác cũng gật gù hết sức đồng ý quan điểm này. Mục Trang cười nói. Bổn tọa tự biết sức mình, không ngông cuồng tự phụ như các ngươi. Tuy ta nắm chắc thắng Cảnh Thất cũng sẽ rất khó khăn. Với cá tính của Cảnh Thất, nếu không phải lực lượng siêu mạnh thì không thể trấn nhiếp hắn dược. Kinh khủng nhất là hiện tại Lý Vân Tiêu mưu cói có tu vi trung giai cửu tinh. Mọi người dùng mình, đáy lòng lạnh lẽo. Bọn họ đã quên mất điểm quan trọng này, không chỉ có chuyện còn tuổi tác kia. Lý Vân Tiêu suy nghĩ xa hơn, đám cao thủ trong thánh khí, nếu dốc hết lực lượng đủ đối kháng bất cứ đại thế lực nào. Mục Trinh thầm nghĩ, tộc trưởng đại nhân vì phòng ngừa các trưởng lão nổi mơ ước, lòng tham nên không nói ra chuyện Lý Vân Tiêu có thần khôi, thánh khí, giờ nghĩ kỹ đã làm đúng. Nếu có người tham kết thành tử địch với Lý Vân Tiêu sẽ là tai nạn, buồn cười đám trưởng lão bảo thủ này chưa xem rõ tình thế. Mục Trang nói, nếu cứ để hắn phát triển thế này e rằng lúc bước vào siêu phàm nhập thánh sẽ có thực lực đăng phong tạo cực. Với tư chất của Lý Vân Tiêu, bước vào siêu phàm nhập thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta thậm chí cảm giác được không còn bao xa. Mọi người cảm nhận sự nặng nề, trong đại điện rộng rãi cực kỳ áp lực. Mục Trang nhìn bộ dạng nặng trĩu ưu tư của mọi người, bật cười nói. Mọi người đừng quá gánh nặng tâm lý, các người đừng quên hiện tại Lý Vân Tiêu chung trận tuyến với chúng ta, nếu thuận lợi sẽ là nữ tế của Mục gia, đây là chuyện rất tốt. Mọi người nghe xong nỗi lòng phức tạp, cơ mặt Mục Văn co giật. Mục Trang không nhiều lời nữa, đứng dậy hóa thành luồng sáng bay đi. Các trưởng lão đứng lên, xì xầm khe khẽ. Mục Văn cảm giác ánh mắt sắc bén của Mục Trinh liếc qua thì biến sắc mặt, vội vàng hóa thành độn quang chuồn mất. Mục Trinh hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi như thằng nhãi này chạy nhanh. Mục Trinh cũng rời đi, không tâm tình tranh đấu với Mục Văn. Lý Vân Tiêu xuất hiện mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho mọi người, lần lượt quay về khổ tu. Lý Vân Tiêu trở về Xuân Đình Nguyệt, đi vào mật thất, liên tục bày ra mấy kết giới. Sau khi xác nhận không sơ sót gì, Lý Vân Tiêu lấy khôi lỗi lục đinh lục giáp ra, cẩn thận quan sát. Một trong ba hung trận thượng cổ, đại vãng sinh cực lạc trận, chỉ 1% uy lực đã sánh bằng siêu phàm nhập thánh, nếu có thể hoàn chỉnh bày ra thập nhị đô thiên thần sát trận thì đúng là hoành hành vô kỵ dưới vòm trời này. Lý Vân Tiêu cầm một chiếc chữ vật giới chỉ, là thứ nam nhân Mục gia ngày xưa để lại, bên trên có khắc chữ Mục Trần. Không biết Mục Trần có phải tên của nam nhân áo lam không? Nhưng bên trong ghi chép đạo khôi lỗi không phải người bình thường, hơn phân nửa không thuộc sở hữu của nam nhân. Bên trong có một ngọc giản tóm tắt về thuật khôi lỗi, quy tắc chung, suy đoán hướng phát triển tương lai. Lý Vân Tiêu đã sớm xem qua, lúc ấy cảm thấy rất mới mẻ độc đáo kỳ lạ, có thể phát triển khôi lỗi thành chủng tộc mới, có linh trí không kém gì nhân loại. Bây giờ đọc lại, lòng Lý Vân Tiêu máy động. Trong ngọc giản của Mục Trần tự nhận đã luyện chế ra một khôi lỗi hoàn mỹ nhất tên là Ngự Thiên Nghệ, chất liệu vượt bật nhưng không nói kỹ càng. Cái gọi là ba thần thuật khôi lỗi của Mục gia, tát đậu thành binh, lục đinh lục giáp tuy thần kỳ nhưng không xác minh tư tưởng khôi lỗi của Mục Trần. Có khi nào Mục Trần luyện chế Ngự Thiên Nghệ liên quan tới thuật khôi lỗi đời thứ nhất không? Nếu đúng vậy thì Mục Trần tuyệt đối không phải nam nhân áo lam đã chết. Lý Vân Tiêu suy tư một lúc không có kết quả thì gác sang một bên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lục đinh lục giáp. 12 khôi lỗi này cũng do Mục Trần tạo ra, toàn là đẳng cấp cửu giai. Khôi lỗi khoác chiến y, tay cầm huyết khí khác nhau, biểu tình giống y như thật, khuôn mặt khác nhau. Lý Vân Tiêu bắt lấy một khôi lỗi cầm trong tay, kích cỡ 3 tấc nhưng rất nặng. Trước ngực và sau lưng tiểu nhân khắc hai chữ triện cổ là tên đinh giáp. Trong ngọc giản ghi chép trên người 12 tiểu nhân đều có một bộ thần thông, nhưng làm sao khởi động, thi triển ra, kết trận như thế nào thì lại làm Lý Vân Tiêu bó tay. Lý Vân Tiêu mở ra thần thức thăm dò người tiểu nhân. Thần thức liền bị một lực lượng chặn lại, không thể xâm nhập. Lý Vân Tiêu thầm mừng, nổi hứng lên, chỉ sợ điều tra không ra khác lạ, có điều lạ chứng minh có manh mối. Nhưng hiện tại tinh thần lực của Lý Vân Tiêu cạn kiệt. Cưỡng ép ngưng tụ một chút thần thức đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lý Vân Tiêu buộc phải buông bỏ, tu luyện đại diễn thần quyết để phục hồi lực lượng trước. Đột nhiên ánh sáng đỏ lóe lên bên ngoài cửa truyền tin tức có điều khác lạ xảy ra. Lý Vân Tiêu nhíu mày lộ biểu tình cực kỳ khó chịu, có kẻ dám quấy rầy hắn tu hành. Lý Vân Tiêu đi ra mật thất,
đến phòng khách Xuân Đình Nguyệt. 12 nữ nhân xinh đẹp đứng hai bên. Một nữ nhân nâng bàn ngọc thướt tha tiến lên, khom người nói. Vân Tiêu công tử, đây là tộc trưởng và Mục Trinh đại nhân đưa tới ngọc thần đan, đan dược cực phẩm dưỡng thần xúc tinh. Giọng nói của nữ nhân rất động lòng người, mơ hồ toát ra quyến rũ, một nụ cười khuynh nhân thành. Nữ nhân hai hàng cũng cười rộ lên, bách mị chúng sinh, một mảnh xuân quang vô hạn. Lý Vân Tiêu chợt cảm thấy hoảng hốt, tim đập nhanh. Bỗng thanh âm cực kỳ dâm tà vang lên trong não Lý Vân Tiêu, Sa Vưu nói. He he, động lòng dâm rồi phải không? Lý Vân Tiêu dùng mình, tỉnh táo lại ngay. Lý Vân Tiêu cắn chót lưỡi, mắng. Cười làm ta nổi da gà. Đây là bởi vì tinh thần lực của Lý Vân Tiêu cạn kiệt nên sức chống cự loại mỹ thuật này bằng không, toàn dựa vào định lực của bản thân. 24 nữ nhân xinh đẹp cùng dùng mỹ thuật thì thái giám cũng không chịu nổi. Nữ nhân nâng khay ngọc hé môi phun hương thơm, mặt ửng hồng, phong tình quyến rũ. Khi thấy đôi mắt Lý Vân Tiêu từ mờ mịt biến trong trẻo thì nữ nhân rất thất vọng, dáng vẻ trở nên đoan trang. Nữ nhân hai bên bộ dáng hiền thục ôn huệ, không còn vẻ quyến rũ như trước. Lý Vân Tiêu cười khổ, nếu không nhờ Sa Vưu lên tiếng phá rối thì hắn đã trúng chiêu. Nhưng ngẫm lại trúng chiêu cũng không có gì xấu, mắt Lý Vân Tiêu liếc qua người các nữ nhân, nuốt nước miếng, đột nhiên rất muốn bị trúng chiêu. Đa tạ ý tốt của hai vị đại nhân Mục Trang, Mục Trinh giúp ta. Lý Vân Tiêu cầm lấy hồ lô màu vàng trên khay ngọc, đổ ra 7 viên đan dược như ngọc, tròn trải linh động. Lý Vân Tiêu nuốt hết vào miệng. Nữ nhân đó giật mình kêu lên. A, à, khen vuông che môi nhỏ, nữ nhân xoe tròn mắt. Trong mắt bọn họ thì đan dược đẳng cấp này nuốt một viên sẽ bị nổ tan xác chết, Vân Tiêu một lần nuốt vào 7 viên nhưng vẫn bình yên như không, xem bộ dáng dường như chưa đủ. Lý Vân Tiêu chép miệng, cười nói. Không tệ, quả nhiên là linh đan diệu dược, tinh thần lực của bản thiếu gia đã phục hồi 2/3. Các nữ nhân vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì. Bên ngoài Xuân Đình Nguyệt bỗng vọng vào giọng nữ nhân cực kỳ sắc bén. Lý Vân Tiêu, ra tay đi, ta muốn chiến đấu với ngươi một trận. Các nữ nhân biến sắc mặt, giật mình nhìn ngoài cửa. Vân Tiêu công tử là khách nhân thiên giai của Mục gia, vô cùng tôn quý. Không biết là ai mà dám tìm đường chết như vậy. Một bóng người lấp lóe, trực tiếp xông vào. Nữ nhân trước mặt Lý Vân Tiêu đứng đầu các nữ nhân, nàng giận quát. Là ai mà to gan như vậy? Nữ nhân bay ra ngoài nhưng bị một trưởng lực ập đến chấn hộc máu, té trong đại sảnh. Các nữ nhân rối loa, tức giận tấn công kẻ xâm nhập. Du Yến Ảnh nha trưởng. Nữ nhân xâm nhập mặc áo đỏ, thân pháp rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh trong không trung. Nữ nhân khẽ quát, quanh thân ngưng tụ một vách tường sắt đột nhiên nổ tung hóa thành vô số trưởng ảnh, trông như bươm bướm bay. Ầm 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 ầm. 20 nữ nhân lao lên bị chúng trưởng văng ra bốn phía, kêu rên đau đớn. Nữ nhân áo đỏ quét mắt qua thấy các nữ tỳ mặc lộ liễu, té xuống đất thì lộ ra xuân quang vô hạn, làm nàng đỏ mặt. Nữ nhân khinh bỉ nói. Quả nhiên là thứ dâm loạn. Nữ nhân lăng không chộp một thanh kiếm đâm hướng Lý Vân Tiêu. Keng! Hai ngón tay Lý Vân Tiêu kẹp thân kiếm giữa đầu ngón tay, hắn hoàn toàn không hiểu ra sao. Nàng là ai? Nói bậy bạ cái gì? Tại sao muốn giết ta? Nữ nhân áo đỏ liều mạng dùng sức rút kiếm ra nhưng không được, lòng hoảng hốt, vừa gấp vừa tức quát mắng. Biết rõ còn hỏi, hôm nay ta đến giết ngươi. Nữ nhân bị thương trong đại sảnh cố gượng người dậy nói. Nàng tên Mục Uyển Sơn, là tôn nữ của Mục Hoàng trưởng lão. Lý Vân Tiêu nhớ đến Mục Hoàng, lần đầu tiếp xúc Mục gia là Mục Hoàng mang theo Mục Phong Hoa, Mục Phong Tuấn xuất hiện ở thành Hồng Nguyệt. Mới rồi cũng gặp trong cơ quan các. Nhưng hai người không tiếp xúc nhiều thêm nên lười chào hỏi nhau. Mục Uyển Sơn tức giận quát. Dâm tặc buông tay, nếu không buông ra ta sẽ giết ngươi. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Nếu giết được ta còn cần la om sòm vậy sao? Nếu nàng còn gọi ta là dâm tặc thì bây giờ ta sẽ làm chuyện dâm cho nàng xem. Mục Uyển Sơn sợ hãi mặt trắng bệch, không dám nói thêm nữa. Đôi mắt oán hận trừng Lý Vân Tiêu như hai lưỡi dao đâm xuống. Lý Vân Tiêu nói, có phải nàng và ta trước đó có hiểu lầm gì không? Ta thề là tuyệt đối chưa từng dâm nàng, hy vọng nàng bình tĩnh lại tìm ra hung phạm. Mục Uyển Sơn xấu hổ, gò má nóng rực, tức phát khóc.
vô sỉ, lưu manh. Mục Uyển Sơn không dám mắng chữ dâm tặc nữa. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đi đi, đừng để hung phạm trốn. Tay Lý Vân Tiêu búng nhẹ thân kiếm. Keng. Mục Uyển Sơn cảm giác áp lực đè cánh tay, nguyên tay phải tê dại, trường kiếm bay ra. Mục Uyển Sơn và kiếm bị đánh văng ra xa bên ngoài Xuân Đình Nguyệt. Mục Uyển Sơn bò dậy, người dính đầy bùn, gào khóc. Hu hu hu. Mục Uyển Sơn cảm thấy thiên địa bao la, có mình nàng cô đơn, chẳng bằng chết cho rồi. Mục Uyển Sơn giơ trường kiếm lên định cắt cổ. Đột nhiên một bóng người lao tới trước mặt Mục Uyển Sơn, là Lý Vân Tiêu. Mục Uyển Sơn sợ hãi vội thụt lùi, trường kiếm chĩa vào Lý Vân Tiêu. Mục Uyển Sơn sợ hãi hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu nói. Đừng sợ, ta sẽ không ngăn nàng tự sát, ta chỉ muốn hỏi một việc, nàng có từng nghe cái tên Mục Trần? Mắt Mục Uyển Sơn hoang mang lặp lại. Mục Trần. Mục Uyển Sơn la lên. Khôi lỗi chân nhân Mục Trần đại nhân. Lý Vân Tiêu nghe thế mừng rỡ kêu lên. Đúng là vị Mục Trần đại nhân này, nàng quen không? Mục Uyển Sơn lạnh lùng nói. Mục Trần đại nhân là khôi lỗi sư xuất sắc nhất lịch sử Mục gia, cho nên kính xưng là khôi lỗi chân nhân. Là đại nhân vật mấy vạn năm trước, mỗi tử đệ Mục gia đều biết. Thì ra là vậy. Đã chứng thật suy đoán trong lòng Lý Vân Tiêu, nam nhân áo lam tuyệt đối không phải Mục Trần. Khôi lỗi sư lợi hại nhất trong lịch sử Mục gia, ha ha ha, thú vị. Mục Uyển Sơn hét to. Cái gì thú vị, đồ khốn, lưu manh này, ta sẽ không theo ngươi. Lòng Mục Uyển Sơn chịu uất ức, nước mắt rơi như mưa. Trong tộc gả nàng cho Lý Vân Tiêu chưa từng gặp mặt, gia gia luôn yêu thương nàng đồng ý ngay, vô số tử đệ trừ tuổi ngày thường theo đuổi nàng thì như người chết, không ai đứng ra. Trong thiên địa dường như chỉ còn lại mình nàng, Mục Uyển Sơn uất ức thút thít. Lý Vân Tiêu nói. Ta đã nói là nàng nhận sai người, nếu chính mình không tìm được hung thủ thì báo cho Mục Trinh biết đi, để Mục Trinh tìm giúp nàng. Còn nữa, trên đời này không có cửa ải nào không qua được, chuyện gì cũng nên suy nghĩ thoáng chút, đừng tự sát. Ta nói hết lời, có nghe hay không là chuyện của nàng. Lý Vân Tiêu nói xong biến mất trước mặt Mục Uyển Sơn. Mục Uyển Sơn ngơ ngác đứng tại chỗ nửa ngày, hùa kiếm chém lia lịa. Chém chết tên khốn kiếp, lưu manh. Vô lại nhà ngươi. Chém một lúc rồi lòng tự sát cũng mất, Mục Uyển Sơn hết muốn khóc, nàng dậm chân bay đi nhanh. Mục Uyển Sơn không biết rằng cái tên, khốn kiếp, lưu manh, vô lại, chỉ có tiếp xúc cùng nàng trong khoảng thời gian này. Về sau Lý Vân Tiêu quân lâm thiên hạ, thành tựu danh tiếng vạn cổ, sáng chói như sao trên bầu trời. Mục Uyển Sơn thì chỉ có thể dưới trời đêm yên lặng nhìn chăm chú bầu trời sao nhớ đến ngày hôm nay, để lại tiếng thở dài xa xăm. Lý Vân Tiêu quay về Xuân Đình Nguyệt, đơn giản chữa thương cho các nữ nhân rồi vào trong mật thất tiềm tu. Ba ngày sau, một luồng sáng đó liên tục nhấp nháy trên cánh cửa. Lý Vân Tiêu mở đôi mắt ra, dù chưa hoàn toàn phục hồi tinh lực nhưng cũng gần đủ. Mục Trang, mấy vị trưởng lão trên đảo Thông Thiên đã chờ từ lâu. Thấy Lý Vân Tiêu bay đến, tập thể đứng lên nghênh tiếp. Mục Trang cười to bảo. Xem Thiên Đình Vân thiếu gia no đủ thì ta cũng yên tâm. Lý Vân Tiêu chắp tay cười nói. Đa tạ tộc trưởng đại nhân ban đan dược cho. Mục Trang cười. Chỉ là việc nhỏ. Mục Trinh từ phía sau đứng ra, nói. Việc Uyển Sơn ta đã nghe nói qua, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, dám quấy rầy Vân thiếu gia tu luyện. Ta đã ra lệnh người trách phạt nàng. Uyển Sơn, còn không mau đi ra xin lỗi Vân thiếu gia. Mục Uyển Sơn vẫn mặc áo đỏ bước ra từ đám đông, mặt không biểu tình cứng ngắc nói. Uyển Sơn xin lỗi Vân thiếu gia. Thái độ của Mục Uyển Sơn chọc giận Mục Trinh, đang định trách mắng thì Lý Vân Tiêu ngăn lại. Chuyện nhỏ này ta đã quên, đại nhân đừng trách nàng. Mục Uyển Sơn sửng sốt, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Mục Trinh hừ mạnh, còn không mau đa tạ Vân thiếu gia. Biểu tình của Mục Uyển Sơn lại trở nên lạnh băng, không tình nguyện nói. Đa tạ Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu cười cười. Không để ý, chỉ thấy khó hiểu. Mục Trinh nói. Mọi người đều chuẩn bị xong, hiện tại xuất phát đi. Lý Vân Tiêu hỏi. Giải quyết vấn đề thân phận xong chưa? Khụ khụ khụ. Mục Trinh hắng giọng nói. Chúng ta tuyên bố với bên ngoài Vân thiếu gia là nữ tế của Mục gia ta, cưới Uyển Sơn.
Lý Vân Tiêu há hốc mồm đủ nhét dưa hấu vào. Vẻ mặt Mục Uyển Sơn xấu hổ và giận dữ, gò má nóng ran, hốc mắt ửng đỏ. Mục Uyển Sơn đứng trong đám người lại khóc mếu. Cái này, rốt cuộc Lý Vân Tiêu đã hiểu sự việc, hắn từ chối ngay. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Mục Uyển Sơn ngạc nhiên, lòng dao động thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn chưa từng biết việc này. Mục Trinh vội nói. Ai già, đây là kế tạm thời, bất đắc dĩ vậy thôi, chuyện cụ thể thì chờ qua rồi hãy tính. Lý Vân Tiêu kiên quyết không chịu. Mục Trang mở miệng nói. Vân thiếu gia, hiện tại là tên đã trên dây không thể không bắn. Với tư chất của Uyển Sơn phối với Vân thiếu gia cũng không đến nỗi không xứng. Chờ qua cửa này, nếu Vân thiếu gia không chịu thì chỉ có danh dự của Uyển Sơn bị tổn hại. Mục Trinh nói. Dù hiện tại Vân thiếu gia không đồng ý thì thanh danh của Uyển Sơn cũng không còn, Vân thiếu gia không thể để nàng hy sinh danh dự uổng công đi. Hốc mắt Mục Uyển Sơn ửng đỏ không kiềm được rơi lệ. Thì ra lúc trước ta đã hiểu lầm Vân thiếu gia. Vân thiếu gia không cần thấy gánh nặng tâm lý, việc này là tự ta muốn. Vì gia tộc, hy sinh chút ít này có là gì? Lý Vân Tiêu tức giận nói. Hay cho Mục Trinh nhà ngươi, tiên trảm hậu tấu, tên đã trên dây mới cho ta biết. Mục Trang khẽ thở dài. Chuyện thiên hạ sao có thể cái nào cũng như ý, phải bỏ nhỏ chọn lớn. Lý Vân Tiêu tức giận hừ nói. Việc này các ngươi tự dàn xếp đi, sau vũ quyết ta và Mục gia các ngươi không liên quan gì nữa. Mục Trinh thấy Lý Vân Tiêu tức giận thì không dám nói nhiều, trực tiếp ra lệnh khởi hành. Đi đảo La Phù. Lâu Vũ nơi mọi người đứng đột nhiên rung rinh. Lý Vân Tiêu nhướng mày, chợt phát hiện Lâu Vũ không ngừng vươn cao, bên dưới thỏ ra hai chân như người máy. Hai đầu gối khôi lỗi hơi cong, chợt nhảy bật lên, ầm ầm lao vào mây mù, rất nhanh tới bên trên biển cả. Tiếp theo khôi lỗi vươn hai tay ra, đơn giản bấm quyết, thân thể to lớn hiện ra mấy trận pháp chợt lóe biến mất trên mặt biển. Lý Vân Tiêu thấy bốn phía tối đen, đã vào đường hầm truyền tống không gian. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Khôi lỗi tự mang truyền tống trận, cái này, sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu chưa từng nghe nói có thể khắc truyền tống trận trên người rồi truyền tống bản thân đi. Ha ha ha, Mục Trang cười to bảo. Vân thiếu gia cảm thấy cơ khôi di động này của Mục gia ta thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Cơ khôi di động, rất là độc đáo, bá khí, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao có thể trực tiếp vào đường hầm không gian. Mục Trang giải thích rằng. Đường hầm không gian này luôn tồn tại, vì an toàn cho đảo Thông Thiên, tránh cho ngoại địch từ trong đường hầm cưỡng ép đột phá nên trong đả không có truyền tống trận, che lối vào đường hầm không gian ở trên bầu trời khu vực biển. Vừa rồi cơ khôi di động tìm được lối vào trong. Lý Vân Tiêu nói, vậy đây là một truyền tống đơn hướng đơn giản. Mục Trang đáp, đúng rồi, đi thông đảo truyền tống trung chuyển lớn nhất thế gia ẩn thế, là đảo Đại Luân gần Thiên Tiệm Nhai. Đó là đảo chuyên môn truyền tống, gần như đi thông tất cả môn phái ẩn thế. Đảo Đại Luân. Lý Vân Tiêu hiểu ngay muốn đi Thiên Tiệm Nhai phải thông qua đảo Đại Luân trung chuyển. Lý Vân Tiêu nói. Đất Phú Quyết lần này ở đảo La Phù, một mảnh tĩnh mịch, vạn vật không sinh, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hơn nữa tầng nham thạch cực kỳ rắn chắc, thích hợp làm nơi vũ quyết nhất. Lý Vân Tiêu gật đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng nhập định, phục hồi lực lượng. Lý Vân Tiêu phất là việc bên ngoài. Mục Uyển Sơn cắn môi son, thấy Lý Vân Tiêu âng nhìn mình thì nàng thở phào, nhưng lòng bỗng mất mạc, cảm giác làm nàng giật mình. Cơ khôi di động vững vàng trong đường hầm, mất tốc độ nhất định sau vài canh giờ mới lao ra đường hầm. Một khu vực biển sáng sơ rua hiện ra, trên bầu trời trôi nổi rất nhiều đốm đen, chiến hạm đủ mọi hình dạng không ngừng lên xuống trên đảo Đại Luân. Cơ khôi di động lại bấm quyết. Thân thể bỗng nhiên vào tới trước như quả cầu lửa to lớn xẹt qua không trung rơi xuống đảo Đại Luân. Trên đảo dường như không có phòng ngự gì, quả cầu lửa rớt xuống một góc đảo, bắn lên lửa ngập trời nhưng rất nhanh bị dập tắt. Đám người Lý Vân Tiêu ở trong kết giới phòng ngự nên không bị ảnh hưởng gì, chỉ thấy hơi rung. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Ta nhớ phòng ngự của đảo này rất mạnh, tại sao cơ khôi di động có thể trực tiếp đáp xuống và còn gây ra tiếng động lớn như vậy? Mục Trang nghi hoặc hỏi. Vân thiếu gia từng đến đảo này. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Từng tới. Lý Vân Tiêu im lặng không nói tiếp. Mục Trang thầm nghi ngờ, đáp. Phòng ngự trên đảo đúng là rất mạnh,
do Thiên Tiệm Nhai phái người trực tiếp khống chế. Dù sao là trạm trung chuyển lớn nhất trong toàn tông môn ẩn thế, không thể có chút sơ sẩy. Nhưng khi Cơ Khôi di động ra khỏi đường hầm đã liên lạc với thủ vệ trên đảo, nên họ mở phòng ngự ra cho chúng ta đáp xuống. Lý Vân Tiêu hiểu ra. Thì ra là vậy. Mục Trinh cười nói. Tuy đảo Đại Luân lớn nhưng tấc đất như vàng, khu vực đáp này là chỗ thuộc về Mục gia ta, mỗi năm phải cung phụng 30 ức trung phẩm nguyên thạch tiền thuê. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nhiều vậy, chỉ đưa ra địa bàn đảo Đại Luân chẳng phải là Thiên Tiệm Nhai Phú Khả Địch Quốc rồi. Đưa mắt nhìn nguyên hòn đảo rộng cỡ mấy vạn mẫu. Mục Trinh cười nói. Ha ha ha, không phải tất cả tông môn đều thuê đất. Thu nhập chủ yếu trên đảo Đại Luân vẫn dựa vào phí truyền tống, điểm tốt của việc thuê đất là miễn phí truyền tống. Cơ Khôi di động đứng dậy từ mặt đất, giang hai chân tiến lên trước, đi tới nơi khác trên đảo Đại Luân. Lý Vân Tiêu khuếch tán thần thức bao tùm nguyên hòn đảo. Đảo Đại Luân giải rác hàng ngàn trận pháp, mấy chục vạn người tới lui. Số lượng tông môn ẩn thế nhiều hơn Lý Vân Tiêu dự đoán, cũng cỡ nửa vực đại lục Thiên Vũ. Cơ Khôi di động rất nhanh đến trước một giết người to lớn đủ chứa thân hình khổng lồ của nó. Trước trận có khoảng 10 hộ vệ đang vội vàng bày nguyên thạch. Một người cao giọng quát. Nhanh lên đi, là người Mục gia, đi đảo La Phù. Cơ Khôi di động đã bước vào giữa trận pháp. Người chỉ huy lớn tiếng hét. Mục đích, đảo La Phù, chi phí là 9.500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tiếng nói dứt, trận pháp to lớn phát ra ánh sáng trắng nuốt lấy Cơ Khôi di động biến mất trên đảo Đại Luân. Cảnh tượng quanh Lý Vân Tiêu thay đổi, lại tiến vào đường hầm không gian. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi. Chẳng phải bảo thuê đất sẽ miễn phí truyền tống sao? Tại sao còn muốn hơn 9.000 vạn phí dụng? Mục Trinh giải thích nói. Phí đó là phí tiêu hao năng lượng truyền tống, phí quản lý giết người, phí kiến thiết đảo Đại Luân, phí phụ truyền tống vật vượt qua tiêu chuẩn giá trị. Chúng ta đi đường chuyên dụng không cần xếp hạng nên có cả phí đường riêng. Lý Vân Tiêu. Chấm. Lần này tốc độ truyền tống rất nhanh, không lâu sau đã vào khu vực biển đảo La Phù. Mảng lớn lục địa hiện ra, là đảo to nhất trước giờ Lý Vân Tiêu được thấy. Nhưng một mảnh hoang vắng, không có bất cứ cây cối sinh linh. Trên đảo khắp nơi là kỳ nham quái thạch, khe núi trụi lùi nhấp nhô, thoạt trông cao thấp không bằng phẳng, liên miên kéo dài. Có mấy trăm bóng người đã đứng trên đảo, khá nhiều môn phái kéo đến. Cơ Khôi di động vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người chú ý. Nhiều người kinh kêu. Là Mục gia. Đám đông trên đảo tản ra như đàn kiến, sợ bị quả cầu lửa to Mục gia ngộ thương. Ầm 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 ầm. Quả cầu lửa to đáp xuống đất, biến về hình dạng Cơ Khôi di động, thùng thùng đi sang một bên. Cơ Khôi di động tràn đầy bá khí nhưng không ai dám nói gì. Trong đám người vang lên nhiều tiếng kinh kêu. Là Mục trang chủ Mục gia, đích thân hắn đến. Phú quyết lần này liên quan quá lớn, các đại thế lực không dám lơ là. Trưởng môn Huyết Nha cung, Đan Dương tông cũng đích thân đến. Có người khinh thường nói. Xì, hai tiểu môn tiểu phái làm sao so sánh với Mục gia được. Người khinh thường đó vẻ mặt trào phúng chợt dùng mình, cảm giác như bị rắn độc theo dõi, vội vàng quay đầu đi. Hơn 10 người áo đen đứng phía sau, mỗi người mặc áo thêu con quạ đỏ to lớn, lạnh băng chừng người kia. Người đó sợ hãi run cầm cập, răng va vào nhau. Cung chủ Huyết Nha cung, Mi Hoành khuôn mặt âm trầm từng bước một đi tới. Vị bằng hữu này dường như rất hiểu Huyết Nha cung chúng ta, qua đi, chúng ta nói chuyện chơi đi. Hơn 10 người theo sau Mi Hoành, khí thế cường đại như núi cao đè ép. Vũ giả đứng cạnh người kia đều biến sắc mặt bay ra xa. Khu đất trống chỉ còn một mình người đó. Người đó sợ hãi run rẩy, mếu máo. Ta sai rồi. Người đó biết không thể may mắn thoát khỏi, bỗng nhiên cắn răng hóa thành độn quang phi trốn. Mi Hoành giơ tay lên bắn ra một luồng huyết quang, trên bầu trời có tiếng quả kêu, oa. Người kia bị huyết quang đánh trúng, kêu thảm một tiếng thân thể nổ tung, nổ thành một đoàn huyết vụ rơi từ trên trời xuống. Mi Hoành hừ lạnh một tiếng. Tuy Huyết Nha cung ta là tiểu môn tiểu phái, nhưng không thích kẻ xa lạ lắm miệng. Giết người xong Mi Hoành biến thành luồng sáng bay hướng Cơ Khôi di động. Mấy luồng sáng khác cũng bay theo, tổng cộng 4 người đáp xuống trước Lâu Vũ, xin bái kiến Mục Trang. Gồm có Sài Tuấn của Đan Dương Tông, Dương Thiên Bằng của Phần Nguyệt Tông, Thang Huy Giả của Phi Long Tông,
Mi Hoành của Huyết Nha Cung. Bốn người đều là chủ một phái, hiện tại cung kính đứng trước mặt Mục Trang. Kính chào Mục Trang đại nhân. Mục Trang mỉm cười nói. Chỉ có bốn phái các người đến đây sao? Xem ra ta tới khá sớm. Trừ bốn phái ra trên đảo toàn là tán tu ẩn cư ở hải ngoại, vì linh khí hải ngoại hơn xa đại lục nên có nhiều tán tu hơn. Tuy bọn họ không được ích lợi gì nhưng quan sát phú quyết, tham gia thịnh hội cũng là kinh nghiệm hiếm có. Sai Tuấn cười nói. Còn có Tử Viêm Cung, Thiên Vương Cung, bọn họ thuộc người địa minh, hơn phân nửa sẽ không đi cùng chúng ta. Mục Trang gật đầu, nói. Các vị chuẩn bị cho vũ quyết thế nào rồi? Bốn người nhìn nhau, cười khổ. Dương Thiên Bằng nói. Chúng ta chỉ làm nền. Mục Trang nói. Vũ quyết tổng cộng ra 12 danh ngạch, dù là đi vĩnh sinh chi giới hay bí tàng chân long đều có hậu đãi. Với lực lượng bốn phái các ngươi muốn vào 12 hạng đầu không khó khăn gì. Trong mắt bốn người lóe tia chiến ý, dù không bắt mắt nhưng Lý Vân Tiêu dễ dàng bắt được. Xem ra bốn phái quyết tâm trùng kích 10 hạng đầu. Mắt Mi Hoành đảo tròn nhìn Mục Phong Hoa đứng trong đám người, cười hỏi. Không biết Phong Hoa công tử chuẩn bị như thế nào, có mấy phần nắm chắc đoạt giải quán quân. Mục Phong Hoa biến sắc mặt, im lặng. Mục Trang cười nói. Lần này người xuất chiến không phải Phong Hoa. Cái gì? Bốn người giật mình, ánh mắt khó hiểu quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Chỉ có tuổi tác, khí chất của Lý Vân Tiêu phù hợp yêu cầu vũ quyết, nhưng khuôn mặt rất xa lạ. Sai Tuấn hỏi. Chẳng lẽ là ngoại viện Mục gia mời đến? Mục Trang cười gật đầu, nói. Ánh mắt bốn vị rất sắc bén, đúng rồi. Bốn người nhìn kỹ Lý Vân Tiêu hơn, thấy hắn bình tĩnh như không. Vẻ mặt thản nhiên không sợ, càng xem càng giật mình. Sai Tuấn nói, tiền cược cho vũ quyết lần này quá nặng, các phái đều ra hết thủ đoạn. Cuộc tranh giành xếp hạng sẽ vô cùng kịch liệt, theo ta được biết thì Long Nha Sơn Trang cũng tìm ngoại viện. Vì cho người kia thân phận mà Trang chủ Tuyệt Thiên Hàn gả đôi nữ nhi song sinh yêu thương nhất cho tiểu tử kia. A, à, biểu tình Mục Trang nghiêm túc nói, thực lực của Long Nha Sơn Trang không thể khinh thường. Ta cũng từng gặp đôi nữ nhi song sinh, đúng là quốc sắc thiên tư. Tuyết Thiên Hàn nỡ bỏ vốn như vậy, người ngoại viện e rằng không đơn giản. Mặt ngoài Mục Trang dao động nhưng trong lòng chẳng hề lo lắng. Mặc kệ trong vũ quyết này đối phương tìm ngoại viện gì đều không thể nào thắng được Lý Vân Tiêu. Nghĩ đến đây Mục Trang nhoẻn miệng cười, cầm trà thơm lên nhấp một ngụm, hắn rất thơm, đáy lòng vui như hoa nở. Sai Tuấn nói. Theo ta được biết thì ngoại viện đó tên là Lý Vân Tiêu, cao thủ ghê gớm nhất mới nổi lên của Đại Lục Thiên Vũ. Phụt, Mục Trang phun ngụm trà vào khuôn mặt của Sài Tuấn, ho sặc sụa. Người Mục gia đều xôn xao, cùng nhìn hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Ngươi nói ngoại viện đó tên gì? Sài Tuấn đáp, thì là Lý Vân Tiêu. Trán Lý Vân Tiêu nổi gân xanh. Có biết lai lịch của người này không? Sai Tuấn trả lời, người này là nhân vật thiên tài gần đây mới nổi lên trong Đại Lục Thiên Vũ, nghe nói có nhiều cường giả đều thua trong tay hắn. Mấy năm trước Bắc Hải Vương Chữ Nhuận Tường tại cuộc chiến thành Hồng Nguyệt đã thua vào tay người này. Nghe đồn hắn phong lưu phóng khoáng, hoang dâm háo sắc, thấy nữ nhi song sinh của Tuyệt Thiên Hàn liền đầu phục, suýt sửa họ Tuyệt. Lý Vân Tiêu cảm giác ánh mắt quái dị của người Mục gia, toát mồ hôi lạnh tức giận nói. Sai Tông Chủ. Ta các hạ hãy đem đệ tử quản lý tình báo trong môn ra chém đi, nếu không quý phái sớm muộn gì sẽ chết trong tay tình báo. Sai Tuấn ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu ra sao. Mi Hoành cười khẩy nói. Kẻ háo sắc dâm đãng như vậy thì có bản lĩnh gì? Hơn phân nửa lão già Tuyệt Thiên Hàn bị hố. Mục Trang liếc hướng Mục Trinh như đang hỏi Lý Vân Tiêu trước mắt là hàng thật không? Sẽ không có vấn đề gì. Mục Trinh toát mồ hôi. Vội vàng gật đầu, bảo đảm không giả. Mục Trang thở phào, nhưng ngẫm lại mặc kệ người trước mắt là thật hay giả, chỉ cần đồng ý xuất chiến thay Mục gia là được, là giả cũng chẳng sao. Sai Tuấn vội nói. Chuyện này tuyệt đối không thể lơ là, ta chia sẻ tình báo vì để mọi người có chuẩn bị tâm lý, người bốn phái chúng ta không trông chờ chiến thắng Long Nha Sơn Trang, vị công tử này hãy cẩn thận chút. Phải rồi, không biết quý tính đại danh của công tử là gì? Cơ mặt Lý Vân Tiêu co giật, không biết nên trả lời ra sao. Mục Uyển Sơn nhìn bộ dạng của Lý Vân Tiêu không kiềm được bật cười, lập tức nhận ra mình thất lễ, vội che môi, mặt đỏ rực.
Mục Uyển Sơn liếc trộm xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình thì thầm thở phào. Mục Trinh hắng giọng. Khụ khụ. Mục Trinh giới thiệu. Vị này chính là thiếu niên anh hùng Lý Vân Tiêu tại thành Hồng Nguyệt đã đánh bại Nhuận Tường. Sài Tuấn. Chấm. Trưởng môn ba phái khác nhìn nhau, dương mắt ngó Sài Tuấn. Sài Tuấn cảm thấy người dính đặc, ướt đẫm mồ hôi. Sài Tuấn giơ tay lau mặt, bực tức nói. Chờ lão tử trở về sẽ chém đệ tử quản lý tình báo trong môn ngay, nếu không giết người này sớm muộn gì bản tông sẽ bị hắn hại chết. Mục Trang nói. Cũng không thể nói vậy, không chừng có kẻ giả mạo. Mọi sự thật chờ một lúc sẽ biết. Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy kỳ kỳ. Ngày xưa tại thành Vĩnh Tương có người giả mạo Lý Vân Tiêu lừa nữ nhi của thành chủ, lần này lại gặp phải, cứ thấy kỳ lạ. Hơn nữa thực lực thành chủ thành Vĩnh Tương không cao, tạm thời bị lừa còn có lý. Theo lý thuyết nếu Long Nha Sơn Trang lợi hại như vậy thì không đến mức bị lừa mới đúng, chuyện này là sao? Lý Vân Tiêu rất hoang mang. Sài Tuấn gật gù đồng ý. Nếu không có lý do đặc biệt thì ta nhất định sẽ chém hắn. Lúc này người trên đảo La Phù biến nhiều lên. Lằn danh biển phương xa chợt dậy sóng như có bức tường đẩy tới trước. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn kỹ, mỉm cười. Trung tâm sóng biển có một con rùa to lớn tiến nhanh tới trước. Bất động quy lâm của Thi Sát Tông, tuy rằng cũng là một hòn đảo nhưng so với đảo La Phù thì kém xa. Chờ con rùa đến gần mọi người đều thấy rõ ràng, kinh kêu. Là bất động quy lâm của Thi Sát Tông. Không ngờ Thi Sát Tông mang luôn hang ổ đến, có thể thấy lần này quyết tâm trong vũ quyết. Thi Sát Tông luôn rất bí ẩn, không biết trong môn có cao thủ thế nào. Nhưng chắc chắn cuộc tranh đoạt ba hạng đầu sẽ hấp dẫn đây. Mọi người khá là kích động, vũ quyết lần này là thịnh thế hiếm có trong tông môn ẩn thế mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm qua. Đang lúc mọi người tập trung tinh thần nhìn con rùa to từ xa lao nhanh tới thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số chiếc lá xanh tăng thêm sức sống cho hòn đảo hoang vu, rạt rào sinh cơ. Có người kinh kêu. Đây là... Người đó vụt ngước lên nhìn, thấy một chiếc lá to chậm rãi rơi xuống. Đằng trước chiếc lá có một đóa hoa hồng to, phối hợp với nhau rất hợp. Trong la cây truyền ra nhiều tiếng nữ nhân cười khúc khích, là một chiếc chiến hạm. Đầu hạm có ba nữ nhân lái. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói. Trong đám người có kẻ kêu lên. Là người Phù Diêu cung của đảo Thiên Diệp. Người mục gia biểu tình cực kỳ khó xem nhìn chằm chằm, dường như người của hai phái có mâu thuẫn lớn. Lý Vân Tiêu mở thần thức ra không kiêng nể gì quét qua. Quả nhiên khi đụng vào chiến hạm lá xanh thì thần thức bị lực lượng vô hình chặn lại, không thể dò ngó bên trong. Lý Vân Tiêu thu thần thức về, không tốn công vô ích. Chiến hạm lá xanh chậm rãi đáp xuống, điệu thấp đáp xuống một ngọn núi. Ba nữ nhân Phù Diêu cung nhìn mọi người, khe khẽ thì thầm, thỉnh thoảng che miệng cười. Mục Trinh hừ lạnh một tiếng. Hừ, cười cái gì cười, một đám gà mái. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, lời này thốt ra từ miệng cao thủ đức cao vọng trọng như Mục Trinh làm người ta bất ngờ. Người Mục gia không thấy giật mình, trừ Mục Trang vẻ mặt bình thường ra những người khác lộ địch ý. Giờ phút này, bất động quy lâm bơi đến gần đảo La Phù, sóng biển lớn từng đợt vỗ vào bờ. Con rùa to đậu lại cách bờ vài dặm xa, không nhúc nhích. Người Thi Sát Tông không vội vã lên bờ, bất động quy lâm mở ra phòng ngự, không ai dòm ngó bên trong được. Mắt Mục Trinh âm trầm. Hừ, ai nấy ra vẻ bí ẩn. Nợ máu của trưởng lão Văn Sương, Ngọc Vinh phải được trả lại bằng máu. Nghĩ đến lúc trước bị cảnh thất truy sát, cúi đầu khom lưng xin tha. Chạy trốn không tôn nghiêm là Mục Trinh tức hộc máu. Bốn người Sài Tuấn giật mình. Có chuyện gì? Bọn họ không hiểu hai phái xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác trên người Mục gia toát ra sát khí, Mục Trang cũng sắc mặt âm trầm. Mục Nhất Thông lạnh lùng nói. Cảnh thất giết hai vị trưởng lão Văn Sương, Ngọc Vinh của Mục gia ta. Bốn người giật mình kêu lên, lòng dậy sóng. Cái gì? Mọi người đều là người Thiên Minh. Mục gia và Thi Sát Tông có cân nặng rất lớn trong Thiên Minh. Nếu hai phái mâu thuẫn sinh tử thì rắc rối to, không chừng những tiểu môn tiểu phái như bọn họ sẽ bị lan đến. Bốn người liếc nhau, rất tất là lo lắng. Người trên đảo La Phù ngày càng nhiều, hầu như toàn bộ tông môn ẩn thế bị kinh động, các đại thế lực lần lượt lên sân. Trong đó Lý Vân Tiêu chú ý nhất là người Long Nha Sơn Trang, đám người này cưỡi chiến hạm được truyền tống đến, từ bên ngoài không nhìn ra trạng thái được.
thân hạm điêu khắc một cái răng nanh rồng to âm u đáng sợ. Nghe nói Nguyên Sơn Trang giấu trong chiếc nanh rồng to lớn này, phiêu bạt không chỗ cố định, rất khó tìm được. Đám người không ngừng ầm ĩ. Bốn tông chủ Sài Tuấn xin phép đi, chào hỏi tông môn khác. Chỉ có đại phái như Mục Gia, Đảo Thiên Diệp, thì sát tông là vững vàng như núi chờ môn phái khác đến bái kiến. Đột nhiên đám người ồn ào xô trào, mọi người liên tục kêu la. Một vũ giả hét to. Ngạo gia, người Ngạo gia đến. Vũ giả rướn cổ nhìn mặt biển, cực kỳ kích động. Trên đảo La Phù bỗng chốc yên lặng, mọi người cùng nhìn ra biển. Người Mục gia cũng sợ hãi rung động, không thể không nhìn thẳng. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, thấy trên biển lóe ánh sáng vàng, ba vũ giả đạp sóng lướt tới, chạy nhanh trên biển cả. Tốc độ nhanh không thua gì bay. Oa, đẹp trai quá. Chẳng lẽ bọn họ từ Ngạo gia trực tiếp chạy đến đây? Rất có thể, Ngạo gia chủ yếu luyện thể thuật, chạy nhanh trên biển cũng là một loại tu luyện. Không biết Ngạo trường không có đến không? Thiên hạ đệ nhất cường giả, thật mong chờ được gặp mặt. Các loại bàn tán xôn xao, cảm xúc kích động bị đẩy lên cao trào. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, làm gì có bóng dáng Ngạo trường không? Trong ba người có hai là béo gầy đầu đà, một nam nhân trẻ tuổi người phát ánh sáng vàng, hơn phân nửa là thí sinh. Thanh niên Ngạo gia ước chừng khoảng 20 tuổi, người tỏa ánh sáng vàng rực, chắc là do luyện bá thiên luyện thể quyết. Đồng thuật của Lý Vân Tiêu quan sát thân thể thanh niên đã mở ra lục môn, khí cơ nội liếm, hít vào thở ra làn da săn chắc có độ, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Diệu pháp linh mục của Mục Trinh nhận ra chút ít, căng thẳng hỏi. Vân thiếu gia thấy sao? Lý Vân Tiêu nói. Rất mạnh, thân thể của người này đủ sức để đối kháng đại cao thủ đỉnh cửu tinh. Cái gì? Người Mục gia giật nảy mình, bộ dạng không tin được. Mục Trinh nói. Tuy ta có thể nhìn thấy khí thế cực mạnh nhưng không ngờ sẽ cường như thế. Vân thiếu gia có nắm chắc không? Thật ra trong lòng Mục Trinh cho rằng Lý Vân Tiêu tất thắng, nhưng dù sao vũ quyết lần này quá quan trọng, Mục Trinh căng thẳng hai tay toát mồ hôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đánh rồi mới biết. Mọi người lộ vẻ thất vọng, bọn họ rất hy vọng câu trả lời khẳng định thắng chắc. Mục Trang cũng hơi thất vọng, vẫn gượng cười nói. Vân thiếu gia đừng khiêm tốn. Trừ phi Ngạo trường không đích thân đến, nếu không trên đảo La Phù này không ai là địch thủ của Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu cười khổ, toàn Mục gia đánh giá cao thực lực của hắn toàn do một kiếm ma chủ phổ gây ra. Lúc tại thành Hồng Nguyệt, ma chủ bám người Lý Vân Tiêu, tồn tại đăng phong tạo cực như quỷ vương cũng bị hai kiếm lục đạo ma binh chém giết, hải ma hầu bình thường có là gì. Nhưng nếu dựa vào sức một mình Lý Vân Tiêu e rằng không địch lại hải ma hầu. Mục gia vô cùng tin tưởng thành lập trên nhát kiếm kia, đánh giá thực lực của Lý Vân Tiêu rất cao. Đầu đà mập đạp nước biển vọt người lên đảo, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to. Ha ha ha, náo nhiệt thật, còn không mau đến tham kiến hậu bối thiên tài của Ngạo gia ta. Thanh niên và đầu đà gầy cũng lên đảo theo. Thanh niên tỏ ra xấu hổ, mặt ửng hồng, không vô sỉ không mặt mũi như đầu đà béo gầy. Đầu đà gầy quát to. Như thế nào, một tòa đảo La Phù to lớn mà không có ai ra tiếp đãi sao? Thanh âm vang vọng trên không trung bao phủ nguyên hòn đảo, chấn nhiều người khí huyết sôi trào. Mọi người biến sắc mặt, tất cả đều lui ra, cố gắng cách xa ba người. Trời biết đám người này khi nổi điên sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ có người Ngạo gia mới dám cản rỡ la lối như thế, nếu tông phái khác làm vậy sớm bị người đánh chết. Đầu đà mập hầm hừ. Không chút lễ phép gì cả. Mọi người câm nín, đảo La Phù vốn là đảo hoang, không bóng người, lấy đâu ra tiếp đãi. Đột nhiên chiếc chiến hạm trên trời vọng xuống thanh âm. Nếu ba vị không chê có thể vào Bích Lạc Các của ta, thượng đẳng linh tử, linh quả khoản đãi. Đầu đà mập hét lên. Thiên tiệm nhai đâu, sao không thấy người của bọn họ, là kẻ chủ trì mà không thấy bóng dáng, vậy chẳng bằng để hai ta chủ trì. Tông chủ Bích Lạc Các. Ân Chỉ cười nói. Từ hai vị chủ trì là tốt nhất, sao không thấy Ngạo trường không đại nhân? Đầu đà mập cười tủm tỉm nói. Loại so tài nho nhỏ này còn cần công tử nhà ta ra mặt. Đứng sau lưng ta là thiên tài trẻ tuổi nhất của Ngạo gia ta, Ngạo Vô Tâm, đệ nhất vũ quyết lần này. Mọi người nhìn hướng Ngạo Vô Tâm, không ngừng đánh gái. Ngạo Vô Tâm cảm giác hàng ngàn thần thức quét người mình, mặt đỏ hồng.
hiển nhiên thanh niên này lần đầu tiên rời khỏi Ngạo gia, tỏ ra hết sức căng thẳng. Đột nhiên một thanh âm kéo dài từ xa vọng lại. Ngạo gia chỉ phái hai sống bảo các ngươi đến đây, xem ra không chút coi trọng vũ quyết lần này. Cùng với thanh âm kia là biển cả dậy sóng lớn rẽ sang hai bên. Trong sóng biển có một con ngựa trắng cộp cộp tiến lên trước, ngựa kéo chiếc xe châu quang bảo khí, vô cùng hoa quý. Hai bên sóng biển bị lực lượng lôi kéo tách ra, để xe ngựa như dẫm trên đất bằng. Mọi người thấy tình hình này thì nghiêm nghị hẳn lên. Vì dấu hiệu trên xe là Thiên Tiệm Nhai. Đầu Đà Mập tức giận quát. Ngươi là ai? Dám nói năng bậy bạ. Có tin là hai chúng ta xé xác ngươi ra không? Mọi người chán nổi gân xanh, chỉ có hai sống bảo này dám chống đối Thiên Tiệm Nhai, dù Ngạo Trường không có mặt cũng không lỗ mãng như vậy. Người trong xe không để bụng, không lên tiếng nữa. Ngựa trắng đạp bước mấy cái leo lên đảo La Phù, mọi người vội né ra nhường đường. Xe ngựa đi khoảng hai dặm, đến mảnh đất bằng mới ngừng lại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Vũ quyết lần này liên quan đến danh ngạch vào vĩnh sinh chi giới, phân phối bảo tàng chân long vậy mà Nam Khâu Vũ không tới, hay có chuyện càng quan trọng hơn? Mục Trăng nghiêm túc nói. Ngạo Trường không cũng không đến, chẳng lẽ Ngạo gia thật sự không xem trọng? Bảo tàng chân long là do Ngạo Trường không tạo áp lực nên Phù Diêu Cung mới lấy ra. Lý Vân Tiêu lòng máy động nói. Chẳng phải nói là địa giả tạo áp lực sao? Đại nhân có thể xác định địa giả là Ngạo Trường không? Mục Trang lắc đầu, nói. Không chắc chắn nhưng 8/9 là vậy. Cửa xe ngựa mở ra, ba lão nhân áo trắng bước xuống. Thiên Tiệm Nhai có Hữu Cầm Phi, ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ. Ba người đều là tóc bạc da hồng, mặt cười tủm tỉm. Đầu Đà Mập gắt gỏng la lên. Thì ra là ba lão ôn quỷ các ngươi, dám mắng hai huynh đệ ta. Ba lão nhân nhìn nhau, đều bật cười, không tức giận. Hữu Cầm Phi lớn tiếng nói. Vũ quyết hôm nay do ba người chúng ta chủ trì và công chính, dựa theo cách cũ quyết đấu ra 12 người xuất sắc, sau đó tiến hành cuộc chiến xếp hạng cửa thứ hai. Cuộc chiến xếp hạng lần này khác với trước kia. Quy tắc cụ thể thì chờ quyết đấu ra 12 cường giả sẽ do ba người chúng ta công bố. Cái gì, quy tắc thay đổi? Mọi người sao động, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Đầu Đà Mập hét to. Ai cho phép các ngươi đổi quy tắc? Đổi quy tắc có thông qua mọi người chúng ta đồng ý chưa? Mọi người ủng hộ lời của Đầu Đà Mập, la ó phản đối. Hữu Cầm Phi sớm đoán được cảm xúc của mọi người, mỉm cười nói. Chuyện vũ quyết vốn do Thiên Tiệm Nhai tổ chức và bình phán, nếu ai bất mãn thì có thể không tham gia, chúng ta có ép các người tới sao? Cái này, mọi người nghẹn lời, xẹp hơi. Đầu Đà Béo gầy cũng nghẹn họng. Hữu Cầm Phi nói. Vậy được rồi đi, thích tham gia thì tham gia, không tham gia mời biến đi. Thiên Tiệm Nhai sửa quy tắc không có gì kỳ, quan trọng là có công bằng, công chính hay không, các vị sợ gì? Giọng Ân Chỉ từ chiến hạm vọng xuống. Chỉ cần công bằng công chính thì tỉ thí thế nào đều được. Hữu Cầm Phi cười nói. Có mỗi tông chủ Bích Lạc Tông là hiểu lý lẽ. Nếu các vị không có thắc mắc gì thì như quý trước, bắt đầu rút thăm đi. Hữu Cầm Phi lấy một quả cầu thủy tinh ra, tỏa ánh sáng màu lam trong suốt ném lên trời. Quả cầu kêu răng rắc nứt ra, bùm một tiếng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bay đi bốn phương tám hướng. Những mảnh vỡ tự động tìm tòi, ngưng tụ thành các quả cầu nhỏ. Có khoảng 100 cái. Một đám vũ giả trên đảo La Phù bay lên cao chộp hướng những quả cầu nhỏ. Mục Trang nói. Đây là rút thăm, Vân Thiếu gia có thể tự động bắt một cái. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, trong các quả cầu nhỏ đánh số thứ tự, tất cả đều thành đôi thành cặp. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi. Nếu có một ít dãy số đơn lẻ thì sao? Mục Trang cười nói. Vậy thì trực tiếp thăng cấp. Mỗi lần vòng thứ nhất đều có nhiều vũ trực tiếp thăng cấp. Lý Vân Tiêu gật gù, với diệu pháp linh mục của hắn thấy rõ ràng dãy số trong tất cả quả cầu nhỏ. Thấy số 77 rơi vào biển, Lý Vân Tiêu lăng không hút chộp số 77 khác vào tay. Khi tất cả quả cầu nhỏ biến mất, Hữu Cầm Phi nói. Hễ tông môn nào không có số là không có tư cách tham gia vũ quyết, giờ xin các vị hãy giơ số lên đi. Ông Dương Vũ. Vương Thiên Lộ đứng sau lưng Hữu Cầm Phi hai tay bấm quyết, đánh ra màn sáng trên bầu trời. Trên màn sáng to hiện ra 200 dãy số, đánh dấu rõ ràng các loại tuyến đường thăng cấp. Hữu Cầm Phi nói. Giờ mời mọi người rời khỏi sân,
theo số thứ tự vũ quyết lần lượt vào sân. Ba chúng ta sẽ xác định tư cách của bọn họ, thế ai làm trái sẽ bị xóa bỏ tư cách. Nhiều vũ giả bay lên cao, đứng bên trên khu vực biển đảo La Phù quan sát. Cơ Khôi di động cong hai chân nhảy lên, đứng sừng sững trên góc trời. Trong khoảnh khắc nguyên hòn đảo chỉ còn ba người Thiên Tiệm Nhai. Hữu Cầm Phi nói. Số một lên sân. Hữu Cầm Phi kêu ba người không thấy ai, vậy là hai quả cầu nhỏ số một đều rơi vào biển. Số hai. Vừa dứt lời có hai người đáp xuống, liếc nhau, đều toát ra định ý rất lớn. Hữu Cầm Phi nói. Hai người số hai, đúng rồi. Chắc các người cũng biết rõ quy tắc vũ quyết, ta lặp lại lần nữa, phải đấu đến khi nào một bên nhận thoát hoặc chết mới thôi. Và trưởng môn nòng tông môn của mình môn ra mặt nhận thua cũng tính là thua. Trừ tìm người giúp ra, trong cuộc so tài có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn, không hạn chế gì. Hai người gật đầu, biết rất rõ quy tắc. Hai bên kiêng dè nhìn đối phương, cẩn thận di chuyển bước chân, tìm cơ hội ra một kích sấm sét. Lý Vân Tiêu liếc sơ, nói. Nam nhân áo đen bên trái thắng, so tài đẳng cấp này rất chán, ta đi nghỉ ngơi một lúc. Người Mục gia sửng sốt, còn chưa bắt đầu so tài làm sao nhìn ra thắng thua được. Thực lực của hai người đều là vũ đế nhị tinh, nam nhân áo đen bên trái chỉ có thực lực sơ giai, bên phải là vũ đế nhị tinh cao giai. Nếu phán đoán từ tu vi thì bên phải thắng mới đúng. Mục Uyển Sơn cực kỳ tò mò, không kiềm được muốn hỏi nhưng Lý Vân Tiêu đã nhắm mắt lại. Xếp bằng lơ lửng trên cao, tu luyện. Mục Uyển Sơn ngại ngùng không hỏi, chuyển lực chú ý vào cuộc quyết đấu bên dưới. Mục Trang mỉm cười nói. Ta cũng cho rằng nam nhân áo đen bên trái thắng. Mục Trang mỉm cười hỏi. Trinh trưởng lão, vừa rồi có thấy rõ những dãy số không? Mục Trinh trả lời. Đã thấy rõ, ghi nhớ mỗi dãy số rơi vào nhà ai? Mục Trang nói. Rất tốt. Vậy trưởng lão nói xem Vân Thiếu Gia sẽ gặp cường địch nào. Mục Trinh mỉm cười nói. Vốn không có đối phó mạnh, những tông môn cường đại lúc lấy số cố ý né chúng ta. Trước khi đến cuộc chiến 12 cường thì những người có thực lực vào 12 cường như Đảo Thiên Diệp, Long Nha Sơn Trang đều không trong hàng chiến đấu. Mục Trang bật cười nói. Những tông phái này xem như thông minh, chắc chỉ có Vân Thiếu Gia tùy ý lấy số, những phái khác tính toán tỉ mỉ rồi mới chọn dãy số. Mục Trinh mắt lóe tia sáng kiên quyết nói. Vậy là phái khác cũng biết thực lực, quyết tâm của ta, không có e ngại gì nữa, thế không thể đỡ. Người Mục gia nhếch môi cười, tự tin tràn đầy. Mục Uyển Sơn liếc trộm Lý Vân Tiêu, Mi Thanh Mục Tú, anh Tư Hiên ngang, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng giữa hư không, bất động như núi, làm tim Mục Uyển Sơn đập nhanh. Đột nhiên một tia sáng bay nhanh tới, rơi vào Cơ Khôi di động, là Thang Huy Dạ tông chủ Phi Long Tông. Biểu tình của Thang Huy Dạ rất tệ, cứ thở dài lắc đầu. Mục Trinh hỏi. Huy Dạ đại nhân, sao vậy? Thang Huy Dạ cười khổ nói. Trinh trưởng lão biết rõ còn cố hỏi. Lúc lấy số bị Mi Hoành giành số 10 trước, ta chỉ lấy được số 21, e rằng vòng sau sẽ bị đào thải, không hy vọng vào 12 cường. Mục Trinh cười nói. Huy Dạ đại nhân đừng vội than thở, mọi chuyện đều có khả năng. Thang Huy Dạ biểu tình cực kỳ khó xem lắc đầu, nói. Trinh trưởng lão không cần an ủi ta. Thang Huy Dạ nhìn một chiếc chiến hạm trên trời, là Bích Lạc Tông. Thang Huy Dạ lại thở dài. Bích Lạc Tông lấy số 23, người hai phái sẽ gặp nhau ở trận sau, Thang Huy Dạ biết mình thua chắc. Quyết đấu trên đảo La Phù đã phân ra thắng bại, quả nhiên nam nhân áo đen chiến thắng. Nam nhân áo đen mừng rỡ cúi đầu hướng ba người Hữu Cầm Phi. Cười to bay về tông môn của mình. Trong môn phái hân hoan tiếng chúc mừng. Nam nhân bị thua thì mặt trắng bệch hầm hực quay về, cảm giác ánh mắt sắc bén của trưởng môn, đồng bạn vẻ mặt châm chọc. Nam nhân xanh mặt cúi đầu, không dám lên tiếng. Tuy Lý Vân Tiêu nhắm mắt tu luyện nhưng để lại một luồng thần thức trên đảo La Phù, thầm nghĩ, những tông môn ẩn thế này mà ẩn cái khỉ gì, cũng như tông phái thế tục trên đại lục Thiên Vũ, cường giả trên hết, ích lợi là vua, cực kỳ theo lợi. Tông môn số thứ tự là 3 chỉ có một người, trực tiếp thăng cấp, người kia vui mừng quá đỗi. Nhưng rất nhanh vũ giả số 23 mặt xám cho, không chút máu. Vì Hữu Cầm Phi hét số 4 thì con rùa to đậu ngoài đảo La Phù lung lay một chút, một luồng sáng bay nhanh trên bất động quy lâm rơi xuống đảo. Người có số 23 lòng chìm xuống đáy cốc,
điều này nghĩa là dù bọn họ vào vòng thứ ba cũng sẽ bị đào thải vì gặp thi sát tông. Ánh mắt mọi người nhìn Đào La Phù, nhìn thân hình trẻ tuổi kia. Hữu Cầm Phi nhíu mày nói. Cảnh Thất đại nhân, xin hãy rời đi, để đệ tử Dự Hy lên sân là được. Cảnh Thất mặt không biểu tình nói. Ta là người dự thi của thi sát tông. Cái gì? Một lời kinh thiên động địa, trên bầu trời khu vực biển đều sao động. Người Mục gia biến sắc mặt, Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lộ vẻ nghi hoặc. Người thứ nhất la làng là Đầu Đà Mập, gã không kiêng nể gì lớn tiếng châm chọc. Bà nội nó người còn ra mặt không? Lão Cương thì mấy trăm tuổi rồi còn gì, mau xuống đi. Mục Trang hầm hừ nói. Cảnh Thất, da mặt của ngươi dày y như can tài nhà ngươi. Mấy đại tông chủ khác cũng biểu lộ bất mãn, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Hữu Cầm Phi nét mặt xa sầm nói. Cảnh Thất đại nhân, xin đừng gây rối nữa, xuống đi. Cảnh Thất đứng im không nhúc nhích, nói. Tuổi của bổn tọa trong vòng 30, phù hợp quy tắc dự thi, tại sao không thể tham gia? Bốn phía yên lặng, sau đó là tiếng cười điếc tai. Cảnh Thất ở trong tông môn ẩn thế nổi danh không chỉ 30 năm. Nhưng rất nhiều người không cười, Mục Trang nằm trong số đó. Mắt Mục Trang bắn ra tia sáng, kinh kêu. Không, không lẽ? Con người Lý Vân Tiêu co rút hỏi. Tiêu chuẩn giám sát tuổi đệ tử dự thi chẳng lẽ là cốt linh? Mục Trang đáp. Đúng là cốt linh, mặc cho người có tài thông thiên triệt địa, trừ phi thoát hoán cốt, nếu không tuyệt đối không thể sửa đổi cốt linh. Cảnh Thất dựa vào cái gì nói mình chưa đến 30 tuổi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Có cách sửa chữa cốt linh chẳng qua rất hiếm hoi. Ít ra Lý Vân Tiêu biết Đại La Kim Cốt của Vi Thanh là một trong những công pháp nghịch thiên có thể sửa cốt linh. Hữu Cầm Phi không cười, biến sắc mặt nói. Hai vị, xin hãy kiểm nghiệm. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ đứng sau lưng Hữu Cầm Phi cùng biến sắc mặt, lắc người đứng hai bên Cảnh Thất. Hai người quát to. Cảnh Thất đại nhân, đắc tội. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ hai tay bấm quyết cùng đánh ra vài ấn quyết không ngừng vỗ vào người Cảnh Thất. Cảnh Thất đứng im không nhúc nhích mặc kệ hai người ra tay. Cốt linh của người bình thường có thể nhìn ra ngay nhưng cao thủ tuyệt thế thường có cách che giấu, khiến người không nhìn rõ ràng hoặc nhìn lầm. Kiểm nghiệm trực tiếp gần người bảo đảm tuyệt đối chính xác, dù là cường giả thần cảnh cũng không che giấu được. Một lát sau sắc mặt ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ như lớp băng lạnh, biểu tình cực kỳ khó xem. Tim mọi người rớt cái bịch, dự cảm không may nổi lên trong lòng. Hữu Cầm Phi có dự cảm. Mặt vàng như nến hỏi. Hai vị đại nhân, sao rồi? Môi ông Dương Vũ mấp máy, dường như không muốn nói ra. Cuối cùng ông Dương Vũ lắc đầu, khẽ thở dài. Đúng là chưa đến 30 tuổi, cốt linh chính xác là 23. Cái gì? Phán đoán làm tứ phương chấn động, mặt biển tĩnh La Ựng cũng dâng trào sóng dữ đổ ập bốn phía. Mục Trang hoàn toàn biến sắc mặt, không chỉ người Mục gia. Trong phút chốc mặt ai nấy đều khó xem, ngơ ngẩn. Cảnh Thất trực tiếp dự thi thì làm sao đánh? Ân Chỉ hừ mạnh. Cảnh Thất, làm người không thể quá vô sỉ. Cảnh Thất lạnh lùng nói. Bổn tọa luôn tuân theo quy định so tài M, à thiên tiệm nhai đặt ra, sao gọi là vô sỉ? Ân Chỉ đại nhân nói quy tắc này vô sỉ sao? Cố ý xúi dục mọi người không tuân theo quy tắc. Còn người Hữu Cầm Phi co rút, la lên. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Người tu luyện thi sát thuật, luyện bản thân thành thi sát nên cốt linh thân thể vĩnh viễn ngừng lại vào năm người tu luyện thần thông này, 23 tuổi. Lỗ hổng, cách trắc nghiệm cốt linh có lỗ hổng. Hữu Cầm Phi thốt lời mọi người mới hiểu thì ra là như vậy. Cảnh Thất lạnh lùng cười. Có lỗ hổng hay không liên quan gì ta? Ta chỉ muốn biết thiên tiệm nhai các ngươi tự mình đắt ra quy định có còn giữ nó hay không? Ba người thiên tiệm nhai hoàn toàn biến sắc mặt, cực kỳ khó xử. Cảnh Thất cười khẩy nói. Nếu không cần giữ quy định vậy thì sát tông ta sẽ rút khỏi vũ quyết ngay. Công bằng công chính gì toàn là rác, dù thắng hạng nhất, chỉ cần các ngươi nói một câu là đạp đổ mọi hứa hẹn, ha ha. Hữu Cầm Phi biến sắc mặt mấy lần, rốt cuộc cắn răng nói. Được, lão phu tuyên bố, Cảnh Thất có tư cách dự thi. Xôn xao. Kết quả này khiến người bất ngờ rồi lại trong dự đoán, rộ lên tiếng ồn ào và xì mũi. Mọi người rất tức giận. Ân Chỉ tức giận hừ mạnh. Ta hiểu quyết tâm bảo vệ quy định của ba vị đại nhân nhưng để Cảnh Thất dự thi là rất hoang đường.
Hữu Cầm Phi nói. Lão Phu biết hoang đường, nhưng dù quy tắc có lỗ hổng cũng không thể một lời hủy bỏ, không thì làm sao dùng quy tắc phục người. Sau vũ quyết lần này thiên tiệm nhai sẽ chỉnh sửa quy tắc lại. Tuy mọi người vẫn cứ xì mũi nhưng dần bình tĩnh lại. Cách trắc nghiệm cốt linh đã là thủ đoạn kiểm tra tuổi công bằng nhất, thiên tiệm nhai không cố ý để cảnh thất lọt cửa mà thật sự bị bất đắc dĩ. Nếu tùy ý thay đổi quy tắc thì nguy hại rất lớn. Hơn nữa đa số người đến xem náo nhiệt, biến đổi bất ngờ thì xem mới thích, chỉ mong cứ cao trào lên xuống. Cuối cùng với đa số thí sinh thì dù cảnh thất không dự thi, với thực lực của thi sát tông tiến vào 12 hạng đầu không thành vấn đề, không ảnh hưởng thứ hạng của bọn họ. Người nên lo la ứng là những kẻ muốn giành hạng nhất. Quả nhiên mấy đại tông phái còn lại bất mãn. Đầu đà béo gầy nhảy cẫng lên, bất mãn hét to. Quá hoang đường, quá tấm màn đen. Ánh mắt Hữu Cầm Phi lạnh lùng nói. Đầu đà béo gầy, có kiêu cũng nên biết chừng mực, còn dám nói bậy bạ thì lão phu sẽ chế phục hai người trước. Đầu đà béo gầy định chửi mắng nhưng bị Ngạo Vô Tâm kéo lại, cố gắng ngăn cản bọn họ. Đầu đà gầy thấy rất mất mặt, gò má đỏ rực. Hữu Cầm Phi nói tiếp. Có ai là số 4 không? Mời lên đảo Vũ Quyết, nếu không đến xem như tự động bỏ quyền nhận thua. Một nam nhân đứng ở góc trời biển, ném số 4 trong tay xuống đảo La Phù, bùm một tiếng vỡ nát. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nhận thua, thế này làm sao đánh? Đánh cái khỉ gì? Nam nhân này thấy số 4 là thi sát tông liền biết mình thua chắc nên bây giờ bỏ cuộc không gánh nặng. Cảnh thất lạnh lùng nói. Nhận thua thì nhận thua, lại nhải kêu la khó nghe. Nam nhân biến sắc mặt, trực giác nguy hiểm lan tràn trong lòng, gã sợ hãi định chạy trốn. Cảnh thất giơ tay lên, cách không vỗ trưởng. Họa từ miệng mà ra, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi, tại sao có nhiều người cứ không hiểu. Không chút báo trước. Vũ giả kia mới chạy ra trăm trượng thì thân thể bùm một tiếng thành thịt vụn rơi đầy trời. Người trong các tông môn sắc mặt trắng bệch như giấy. Những đệ tử dự thi run cầm cập, thầm nghĩ nếu gặp cảnh thất tuyệt đối không lên đảo, trực tiếp nhận thua mới là thượng sách. Nếu không ăn một trưởng e rằng không có cả cơ hội nhận thua. Mục Trang lạnh lùng nói. Cảnh thất, đồ cuồng ma giết người, người kia đã nhận thua sao ngươi còn xuống tay giết chóc, đây là vi phạm quy tắc. Hữu Cầm Phi đại nhân, xin hãy chế hành hắn. Cảnh thất cười to bảo. Ha ha ha, Mục Trang, người hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Quy định là sau khi một phe nhận thua thì không được xuống tay giết người. Nhưng vừa rồi người kia nhận thua rồi không ở trên đảo La Phù nữa, đã qua thời gian quyết đấu, ta có giết hắn chỉ là ân oán cá nhân, không liên quan gì Vũ Quyết. Hay vì hắn nhận thua thì suốt đời ta không thể giết hắn sao? Hữu Cầm Phi gật đầu, nói. Quyết đấu ra thắng thua rồi rời khỏi đất quyết đấu thì không còn trong thời gian Vũ Quyết, không bị quy tắc chế ước. Mục Trang biểu tình cực kỳ khó xem, bóp nát tay vịn bảo tọa. Mục Trang trầm giọng hỏi. Vân thiếu gia có nắm chắc thắng hắn không? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chờ đấu mới biết. Mục Trang sắc mặt âm trầm, mắt hấp háy không biết suy nghĩ cái gì. Trong cơ khôi di động của Mục gia tràn ngập không khí áp lực. Vốn nắm chắc số 1 bây giờ tăng tiến bố. Mục Trang chợt lạnh lùng cười. Các vị yên tâm, chúng ta vẫn là hạng nhất. Mọi người sửng sốt, không biết tại sao Mục gia chắc chắn như vậy. Mắt Mục Trang bắn ra sát khí, lạnh lùng nói. Vừa rồi Hữu Cầm Phi đã nói không phải thời gian Vũ Quyết thì không bị cưu tắc chế ước. Cảnh thất giết hai vị trưởng lão của Mục gia ta, món nợ này phải tính với hắn trước chung kết 12 cường. Mọi người giật mình sau đó hoảng hốt hiểu ra. Mục Trinh mừng rỡ reo lên. Ha ha ha, thừa dịp trước chung kết giết cảnh thất. Lý Vân Tiêu câm nín, tính toán cơ quan, vận động màn che, thật là ngoài trời có trời, núi này có núi khác cao hơn. Thế giới này quả nhiên chỉ dựa vào sức mạnh thì không đi đâu được. Mục Trang lạnh lùng nói. Giết hắn không quá hiện thực, nhưng ít ra phải tổn hại nặng cảnh thất. Hơn phân nửa người của tông phái khác cũng vui vẻ thấy điều này. Ta đi rồi về. Mục Trang lắc người biến mất trong cơ khôi di động. Lý Vân Tiêu biết Mục Trang đi tìm trợ thủ, sức một mình Mục Trang nếu cảnh thất vì giữ lại thực lực né tránh không chiến thì gã cũng bó tay. Nhưng nếu có hai cường giả siêu phàm nhập thành ra tay thì nắm chắc tổn hại nặng cảnh thất là rất lớn. Trải qua sóng gió cảnh thất, Vũ Quyết tiếp tục diễn ra. Khi đến lượt Bích Lạc Tông, một thiếu nữ áo trắng chậm rãi bay ra khỏi chiến hạm,
nhẹ nhàng đáp xuống đảo La Phù. Khuôn mặt thiếu nữ cực kỳ thanh tú non nớt, mọi người thấy mặt nàng rất xa lạ, ngạc nhiên. Ba người Hữu Cầm Phi sửng sốt liếc mắt qua, thực lực của thiếu nữ chỉ cỡ vũ quân. Trên cơ khôi di động, người Lý Vân Tiêu run rẩy hoảng sợ nhìn thiếu nữ kia, cực kỳ khó tin lắp bắp. Cái gì, nàng. Người Mục Gia vốn lấy làm lạ với thiếu nữ này, giờ nhìn biểu tình của Lý Vân Tiêu càng lạ lùng hơn. Mục Trinh nhíu mày hỏi. Vân thiếu gia biết tiểu nữ hài này. Biểu tình của Lý Vân Tiêu cực kỳ trầm trọng gật mạnh đầu. Mục Trinh hỏi. À, vậy tiểu nữ hài là ai, thực lực thật sự chỉ là vũ quân sao? Bích Lạc Tông có ý gì? Với diệu pháp linh mục của Mục Trinh chỉ nhìn ra thiếu nữ đó có thực lực vũ quân, tuyệt đối không sai lầm. Lý Vân Tiêu nhìn thiếu nữ thật lâu, chậm rãi nói. Thật sự chỉ là vũ quân, nhưng sức chiến đấu của nàng ấy không dưới ta. Cái gì? Người Mục Gia trợn mắt há hốc mồm. Mục Trinh ngây người, lau mồ hôi lạnh trên trán, ngại ngùng hỏi. Vân thiếu gia đang đùa. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm trọng khiến người Mục Gia biết hắn tuyệt đối không nói giỡn, tâm tình mỗi người cực kỳ trầm trọng. Mục Trinh la lên. Không thể nào, sức chiến đấu không dưới Vân thiếu gia, vậy chẳng phải là sức chiến đấu siêu phàm nhập thánh. Một vũ quân mà có sức chiến đấu siêu phàm nhập thánh. Tim Mục Uyển Sơn rung lên, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu. Thiếu niên này là siêu phàm nhập thánh sao? Nỗi lòng Mục Uyển Sơn kinh sợ và phức tạp. Lý Vân Tiêu nói. Trong một chốc khó nói rõ ràng, vòng sau khi nàng ấy đối đầu với cao thủ Phi Long Tông liền biết. Lý Vân Tiêu không muốn nói nhiều nhưng mắt luôn theo dõi thiếu nữ đó. Vì ngày xưa trên Đông Hải, thiếu nữ này chính là Tiểu Hồng, Hồng Thạch Chi Linh nhận Lý Vân Tiêu làm ca ca. Khi ấy Tiểu Hồng thu nạp Nghê Thạch, kết hợp thành thân Nghê Hồng hoàn mỹ, sau đó bị đế dạ nhập xác bắt đi, từ đó mất tích. Không ngờ nàng xuất hiện tại đây, còn là thí sinh của Bích Lạc Tông. Đột nhiên tiếng cuồng cười vang lên. Ha ha ha, tốt quá, tốt quá. Thang Huy Dạ bay về cơ khôi di động, vui vẻ nói. Phi Long Tông ta có thể vào 12 hạng đầu rồi, thật là gặp hạo được phúc, không ngờ Bích Lạc Tông phái một tiểu nữ hài vũ quân ra sân. Thang Huy Dạ chợt thấy sắc mặt người Mục Gia khó xem, kinh ngạc hỏi. Các vị làm sao vậy? Mục Trang đại nhân đi đâu rồi? Mục Trinh lắc đầu, nói. Tộc trưởng đại nhân có việc rời đi một lúc, Huy Dạ đại nhân đừng mừng quá sớm. Huy Dạ đại nhân không cảm thấy Bích Lạc Tông phái một tiểu nữ hài dự thi là rất kỳ lạ sao? Không chừng mặt ngoài nữ hài tử này là vũ quân nhưng có sức chiến đấu cực mạnh. Thang Huy Dạ nói. Đúng là hơi lạ, nhưng tu vi vũ quân thì dù sức chiến đấu cường đại cỡ nào cũng có hạn. Theo ta thấy Bích Lạc Tông vì bồi dưỡng người nối nghiệp đời tiếp theo nên mới nhường cơ hội cho nữ hài này. Mục Trinh nhíu mày im lặng, cùng chung suy nghĩ với Thang Huy Dạ. Nhưng lời Lý Vân Tiêu nói khiến Mục Trinh buộc phải tin, dù không tin thiếu nữ kia có lực lượng siêu phàm nhập thánh nhưng ít nhất nàng ta không đơn giản. Trên bầu trời khu vực biển quanh đảo La Phù xôn xao, tiếng thổn thức la hét. Nhiều người thầm hối hận, sớm biết Bích Lạc Tông đưa ra một tiểu nữ hài dự thi thì bọn họ đã liều lĩnh cướp số 23 rồi. Mi Hoành Huyết Nha Cung cơ mặt co giật ai á ẩn liếc Thang Huy Dạ trong cơ khôi di động, hừ lạnh một tiếng. Ba người Thiên Tiệm Nhai ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng chằm chằm mới tin là mình không nhìn lầm. Tiểu Hồng hơi căng thẳng, ấp úng nói. Ta là số 23. Hữu Cầm Phi cười khổ nói. Ta biết, có số 23 không? Lúc trước thấy Bích Lạc Tông cướp số 23 thì ai dám tự sát đi giành? Nên không ai đáp. Chán Hữu Cầm Phi nổi gân xanh, phất tay nói. Tiểu cô nương, thăng cấp vòng sau. Tiểu Hồng mừng như điên. Liên tục khom người vái chào. Đa tạ ba vị gia gia. Tiểu Hồng vui vẻ bay vào chiến hạm Bích Lạc Tông. Mọi người nghẹn lời ngước nhìn bảng đối chiến trên màn sáng. Vòng tiếp theo tiểu cô nương sẽ đấu với Vu Thánh Kiệt của Phi Long Tông, cả đám thầm hâm mộ Phi Long Tông may mắn. Thang Huy Dạ rất vui vẻ, cười ngoác miệng tận mang tai. Phù Diêu Thánh Cung được chú ý cũng phái tuyển thủ dự thi ra. Là nữ đệ tử tên Thanh Ti mà Lý Vân Tiêu từng gặp ở Đông Hai, chính là thần thông thánh thể đời này của Phù Diêu Thánh Cung. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, lúc trên Đông Hải thiếu nữ là Vũ Đế Đỉnh Bát Tinh, hiện tại quả nhiên đột phá, tu vi cảnh giới ngang ngửa hắn, lên trung giai cửu tinh. Biểu tình Mục Trinh trầm trọng nói.
tuy nàng này không mạnh bằng Vân thiếu gia nhưng không thể khinh thường, nếu gặp phải hy vọng Vân thiếu gia chú ý cẩn thận. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Tuy nàng này chỉ có tu vi trung giai cửu tinh nhưng e rằng sức chiến đấu đã đến đỉnh. Theo ta thấy thực lực của nàng chưa chắc dưới Ngạo Vô Tâm. Thánh thể của Phù Diêu Thánh Cung quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ nhân đáp xuống đảo La Phù, mỉm cười nói. Người dự thi của Phù Diêu Thánh Cung, Trình Thanh Ti kính chào ba vị đại nhân. Hữu Cầm Phi xem xét Trình Thanh Ti mấy lần, vẻ mặt khen ngợi vuốt râu cười nói. Quả nhiên là tư chất chắc tuyệt, tuyệt đại giai nhân. Theo lão phu thấy nếu không có ai đó mặt dày vô sỉ thì số một vũ quyết lần này sẽ quyết định giữa ngươi và Ngạo Vô Tâm. Trình Thanh Ti mỉm cười nói. Mặc kệ ai đệ nhất, có thể chiến đấu một trận với Cảnh Thất đại nhân, và cả Vô Tâm ca ca là ta đã rất vui vẻ. Ngạo Vô Tâm ở phía xa mặt đỏ ửng, ngại ngùng núp sau lưng đầu đà mập, rất là thẹn thùng. Trình Thanh Ti không thăng cấp trực tiếp, có tên xui xẻo cướp được dãy số giống nàng, kiên trì lên đảo. Trình Thanh Ti hỏi. Người cảm thấy ta là hạng nữ lưu dễ ăn hiếp phải không? Người kia vội vàng lắc đầu phất tay nói. Trong phút chốc Thanh Ti đại nhân chiết sát ta. Trình Thanh Ti hỏi. Vậy tại sao ngươi lấy cùng số với ta? Người kia vẻ mặt cay đắng, nói. Tại hạ thực lực thấp, đâu thấy rõ nhiều số, tùy tiện chộp một cái. Người xung quanh cười ồ lên. Ha ha ha. Có thể trong thời gian ngắn phân biệt tất cả con số. Cố gắng né thoát móng vuốt cường giả thì bản thân đều là tông phái có thực lực nhất định. Trình Thanh Ti bị chọc cười, nàng buồn cười nói. Vậy ngươi lại đây để ta đánh ngã đi. Người kia nóng nảy vội thụt lùi ra sau, phân bua. Ta nhận. Chữ thua, chưa thốt khỏi môi đã bị Trình Thanh Ti một đấm đánh trúng ngực, té xỉu trên đảo. Trưởng môn của môn phái người đó vội đứng dậy hét to. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Trưởng môn bay xuống đảo La Phù, mang đệ tử đó đi. Hữu Cầm Phi nói. Trình Thanh Ti thăng cấp. Không lâu sau đến lượt số 77, mọi người tập trung nhìn vào cơ khôi di động, đáng tiếc có kết giới phòng ngự, bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong. Lý Vân Tiêu nhảy ra, đáp xuống rảo, ném xó thứ tự qua. Tại hạ là Lý Vân Tiêu, người dự thi của Mục gia lần này. Lý Vân Tiêu. Tuy cái tên này vang vọng đại lục thiên vũ nhưng không nổi trong tông môn ẩn thế, ít ai biết. Nhưng người biết tiếng đều hoàn toàn biến sắc mặt. Cảnh Thất ngồi xếp bằng trong cung điện chắn tại Bất Động Quy Lâm chợt mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn. Hữu Cầm Phi biến sắc mặt, nghiêm túc nói. Lý Vân Tiêu, ta có nghe thấy tên tuổi của Vân Tiêu công tử, nhưng dường như công tử không có tư cách tham gia vũ quyết lần này. Một luồng sáng đáp xuống đảo La Phù, là Mục Trang. Mục Trang gật nhẹ đầu với ba người Thiên Tiệm Nhai, cười nói. Vân Tiêu công tử cưới Uyển Sơn của Mục gia ta làm thê, chính thức đại biểu Mục gia ta xuất chiến. Mọi người giật nảy mình. Cái gì? Mục Uyển Sơn rất nổi tiếng trong thế gia ẩn thế, là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng nhiều thiếu niên bạch mã. Nếu tùy tiện nói cái tên thì hơn phân nửa mọi người không tin, nhưng kêu ra tên Mục Uyển Sơn thì tập thể lặng im. Hữu Cầm Phi nhìn hướng cơ khôi di động. Ánh mắt như xuyên thấu. Mục Uyển Sơn, có thật không? Hai vai Mục Uyển Sơn run run, người run rẩy. Hàng trăm ngàn người đều nhìn sang, chờ đợi câu trả lời của Mục Uyển Sơn. Mục Trinh nhướng mày, quát. Uyển Sơn. Mục Uyển Sơn cắn chặt môi, khó khăn nói. Đúng vậy, hắn là phu quân của ta. Câu nói này bê như thể Mục Uyển Sơn dùng hết sức lực cả đời, nói xong nàng kiệt sức, thấy vô cùng oan ức, lệ rơi như mưa. Mục Trinh an ủi nàng. Tình thế ép người, vì gia tộc làm ra chút hy sinh này có là gì? Hơn nữa người trong tộc đều biết ân tình này của ngươi, nếu có ai vì điều này mà phỉ báng, ghét bỏ ngươi thì lão phu là người thứ nhất chém hắn. Trong chiến hạm lá xanh truyền ra tiếng hừ lạnh. Thủ đoạn của Mục gia giỏi thật, hy sinh một Mục Uyển Sơn kéo về ngoại viện cường đại như vậy, chậc chậc, thật là không đơn giản. Tuy lời nói tranh trao nhưng mọi người không còn lời nào để nói. Mục Trang lạnh lùng trừng lại. Liên quan gì đám gà mái các ngươi? Trong Phù Diêu Thánh Cung truyền ra tiếng hét giận dữ. Ngươi, vô sỉ. Lý Vân Tiêu nhận ra ngay thanh âm này đến từ trưởng lão Bế Nguyệt Tu đã gặp ở Đông Hải. Mục Trang cười khẩy nói. Nói ta vô sỉ, ngươi chưa có tư cách đó, gà mái già, bây giờ Vi Thi Thi không ở,
có tin là bổn tọa xé miệng ngươi ra không? Mọi người chán nổi gân xanh, chủ một phái, cao thủ tuyệt thế đương thời lại mắng lung tung gà này mái nọ, thật là mất thân phận, nhưng không ai dám nói gì. Không biết Bế Nguyệt Tu đã tức hộc máu hay bị gì mà không cãi lại. Trong Bất Động Quy Lâm, Cảnh Thất từ từ thu về hơi thở, thu lại tầm mắt. Lòng bàn tay Cảnh Thất xẹt qua không khí đằng trước, một quan tài bằng ngọc hiện ra lượn vòng trước mặt rồi ngừng lại bên cạnh Cảnh Thất. Dường như quan tài mang đến cảm giác an toàn cho Cảnh Thất, tâm bình tĩnh lại. Cảnh Thất tiếp tục xếp bằng tu luyện. Trên đảo La Phù, Trán Hữu Cầm phi nổi gân xanh nói. Nếu vậy xem như ngươi hợp cách. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cùng Mục Trang bay về Cơ Khôi Di Động. Lý Vân Tiêu nhìn chiến hạm Long Nha Sơn Trang, hắn rất muốn biết người giả mạo hắn là người như thế nào. Mục Trinh vội hỏi. Tộc trưởng đại nhân, chuyện sao rồi? Mục Trang gật đầu, nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại chưa biết quy tắc mới của Thiên Tiệm Nhai, 12 cường quyết chiến như thế nào, nếu có cơ hội liền ra tay đối phó Cảnh Thất. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Bây giờ kẻ hù lớn nhất e rằng không phải Cảnh Thất. Mục Trang kinh ngạc hỏi. Vậy là ai? Trình Thanh Ti sao? Mục Trinh nhanh chóng kể lại Tiểu Hồng ra sân, phán đoán của Lý Vân Tiêu. Mục Trang biến sắc mặt hỏi. Ngươi xác định sức chiến đấu của tiểu nữ hài kia không dưới ngươi? Lý Vân Tiêu thở dài. Hơn phân nửa là vậy, nhưng nàng cũng khó thắng được ta. Mục Trang sắc mặt âm trầm nói. Sao có thể như vậy? Mới rồi ta có thấy tiểu nữ hài đó, thật sự chỉ có 16 tuổi, thật sự là vũ quân. Lý Vân Tiêu nói. Việc này nói rất dài dòng, hơn nữa dính líu rất lớn, thứ lỗi tại hạ không thể nói thẳng. Nhưng tại hạ sẽ cố gắng giành đệ nhất. Lý Vân Tiêu dám chắc Bích Lạc Tông để Tiểu Hồng dự thi vì phát hiện thực lực thật sự của nàng. Rất có thể đế giả ẩn núp trong người Tiểu Hồng. Nếu lần này gặp gỡ thì Lý Vân Tiêu phải tìm cách cứu Tiểu Hồng ra. Dù có phá hỏng quy tắc so đấu, khiến Sa Vưu ra tay cũng không tiếc. Hơn nữa sự việc liên quan ma chủ, Linh Mục Địch sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong Bích Lạc Tông, Tiểu Hồng cười tủm tỉm chìm trong vui sướng thăng cấp, lẩm bẩm không ngừng. Tiểu Hồng làm được, Tiểu Hồng nhất định sẽ làm được. Ân Chỉ cười khổ gật đầu, nói. Đương nhiên Tiểu Hồng làm được, ta rất có lòng tin với Tiểu Hồng. Bốn phía ánh mắt quái dị nhìn Ân Chỉ. Ân Chỉ cười khổ, để tay lên ngực tự hỏi chính mình cũng không tin. Người Bích Lạc Tông biểu tình cực kỳ khó xem, một nam nhân đôi mắt sắc bén hừ mạnh, năm ngón tay kêu răng rắc. Vốn nên là gã tham chiến, lại đột nhiên đổi thành một nha đầu không hiểu ra sao. Mấy ngày nay nguyên tông môn đều lén thảo luận nha đầu này là nữ nhi riêng của tông chủ Ân Chỉ. Dù vậy cũng không nên tùy hứng trong vũ quyết quan trọng. Ân Chỉ có khổ không nói nên lời. Là một vị đại nhân đề cử tiểu cô nương này cho Ân Chỉ, gã không thể cãi lại. Ân Chỉ biết tin đồn âm thầm trong môn, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên. Tiểu Hồng siết chặt nắm tay, kiên quyết gật đầu. Tiểu Hồng nhất định sẽ cố gắng. Tiểu Hồng biết mọi người có ý kiến với Tiểu Hồng nhưng Tiểu Hồng nhất định sẽ cố gắng. Ân Chỉ cười vuốt trán Tiểu Hồng khích lệ, lòng thì thầm nghĩ, người mới chỉ là vũ quân, cố gắng có ích gì. Một lão nhân đứng sau lưng Tiểu Hồng nói. Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy chuyện Mục Trang bàn vừa rồi rất không ổn. Mới rồi nhìn lây số là biết bọn họ quyết tâm nắm chắc hạng nhất nên mới không kiêng nể gì lấy số. Chúng ta, khụ khụ, lấy hạng nhất hơi khó khăn. Khụ khụ, không cần làm giá y cho người, đắc tội Cảnh Thất. Ân Chỉ mỉm cười nói. Ta chỉ bảo là hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội tổn hại nặng cương thi chết tiệt kia cũng tốt, miễn cho ra mặt hắn luôn dày như vậy. Cộng thêm Mục Trang hứa hẹn thù lao làm ta hơi động tâm. Tuy vũ quyết lần này chúng ta, khụ khụ, hơi khó khăn, khụ khụ, nhưng như vậy cũng tốt, không bị gánh ảng tâm lý. Cứ xem bọn họ tranh đoạt, tranh thủ kiếm lợi từ trong đó là được. Lão nhân gật đầu, nói. Tông chủ đại nhân nghĩ được như vậy thì ta yên tâm, chỉ sợ Mục Trang đem chúng ta làm thương dùng. Ân Chỉ cười nói. Có bị làm thương lợi dụng hay không cũng chẳng sao. Quan trọng là lấy được ích lợi tương ứng, thế thì có làm thương cũng vừa lòng. Lão nhân lên tiếng, lòng nhẹ hẳn ra. Tông chủ đại nhân cao kiến. Cuộc chiến số thứ tự diễn ra theo thứ tự, đã hơn 20 trận, kéo dài một ngày một đêm. Tới sáng hôm sau đến lượt Long Nha Sơn Trang ra sân. Mọi người đưa mắt nhìn sang,
một người từ bên trong bay ra, đáp xuống đảo La Phù. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn kỹ, giật bắn người, kinh kêu. Là hắn, sao, sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu há to mồm có thể nhét quả dưa hấu vào, người cứng ngắc. Trên đảo La Phù, cái người lười biếng cười tủm tỉm, đao vàng treo bạc, châu quang bảo khí chính là Ngô Đại Thành, ngày xưa trong thành Vĩnh Tương giả mạo Lý Vân Tiêu đi lừa sắc. Tim Mục Trinh rớt cái bịch, lo lắng hỏi. Như thế nào, Vân Thiếu gia lại quen người này? Mục Trinh chưa từng thấy Lý Vân Tiêu thất thố như vậy, dù lúc trước Tiểu Hồng ra sân mặc dù Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhưng không đến mức này. Trái tim người Mục gia treo cao. Mục Trang trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ lại là một cao thủ tuyệt thế? Lý Vân Tiêu ngây người không biết trả lời thế nào, đầu óc chết máy, ngây như phỗng. Ngày đó trong thành Vĩnh Thương vạch trần Ngô Đại Thành xong Lý Vân Tiêu đánh gã một trận gần hấp hối. Rồi giao cho thành chủ thành Vĩnh Tương giải quyết, vốn Ngô Đại Thành chết rồi mới đúng. Chẳng lẽ thành chủ thành Vĩnh Tương tha cho Ngô Đại Thành? Tuyệt đối không thể nào. Khi đó cả thành đều biết chuyện, nhà thành chủ mất mặt lớn như vậy, chắc rất muốn giết cả nhà Ngô Đại Thành, làm sao tha cho gã được? Nếu lúc trước Ngô Đại Thành bị giết vậy Ngô Đại Thành này là ai? Lý Vân Tiêu dụi mắt nhìn kỹ lại, Ngô Đại Thành trước mắt 100% là Ngô Đại Thành ngày xưa. Vậy chỉ có thể chứ ngầm in lúc trước Ngô Đại Thành kỳ tích không chết. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt khan. Lý Vân Tiêu hiểu rằng người cực kỳ đáng sợ. Ngày đó cùng đi dự tiệc có đám người Liễu Phi Yên, Huyền Hoa, La Thiên, ba lão Hồng Nguyệt Thanh. Những người này, bao gồm chính Lý Vân Tiêu đều nhìn lầm, gần như là chuyện không thể nào. Ngô Đại Thành ngông nghênh đứng trên đảo, ngón tay phủi cho bụi dính trên hoa quan, ngẩng đầu cao giọng nói. Tại hạ là Lý Vân Tiêu, đại biểu Long Nha Sơn Trang dự thi. Tại hạ là nữ tế của Tuyệt Thiên Hàn Trang chủ Long Nha Sơn Trang, Tuyệt Thiên Hàn Trang chủ đã gả nữ nhi song sinh cho ta. Bốn phía vang tiếng cười giễu, mắng chửi, xì mũi. Nhưng vẻ mặt Ngô Đại Thành đắc ý, nhìn kỹ thì bề ngoài hơi giống Lý Vân Tiêu. Mục Trang nghi ngờ hỏi. Người này trông chỉ có thực lực vũ đế cao giai thất tinh, hắn đáng sợ vậy sao? Mục Trang quay đầu nhìn Mục Trinh. Mục Trinh vận dụng diệu pháp linh mục nhưng không nhìn ra nguyên nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Trang nói, Vân Thiếu Gia, có khi nào Vân Thiếu Gia đã nghĩ nhiều không? Còn có Tiểu Hồng lúc trước, ta thấy vẻ mặt ân chỉ hơi bất đắc dĩ, dường như chính hắn cũng không xem trọng. Vậy sao? Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Đại nhân khẳng định ân chỉ kia không xem trọng. Mục Trang trầm ngâm giây lát, nói. Ta thấy sắc mặt người Bích Lạc Tông rất tệ, nói khẳng định thì không chắc. Lý Vân Tiêu nói, ta không rõ ràng chuyện trong Bích Lạc Tông nhưng Tiểu Hồng tuyệt đối là siêu cao thủ. Còn cái tên giả mạo ta này có lẽ thực lực còn trên cả Tiểu Hồng. Mục Trang kinh ngạc hỏi, khoa trương vậy sao, ta thấy người này rất bình thường, trong thiên hạ không nhiều người lừa được bổn tọa, diệu pháp linh mục của Trinh trưởng lão. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, đúng rồi. Ta cũng không nhìn thấu hắn, nhưng vì vậy chứng minh người này càng không đơn giản. Mục Trinh cười to bảo. Ha ha ha, ta còn tưởng vì nguyên nhân gì. Vân Thiếu gia lo nhiều rồi, thực lực của người này chỉ có thế là cùng, lần này Long Nha Sơn Trang bị hố to. Lý Vân Tiêu không cãi lại, chỉ lạnh nhạt nói. Tuy ta không quen trang chủ Bất Động Quy Lâm nhưng trưởng lão cảm thấy đó là loại người dễ bị lừa sao. Tặng đôi nữ nhi song sinh ra ngoài. Mục Trinh trợn to mắt nói. À, thì, Tuyệt Thiên Hàn tuyệt đối không dễ bị lừa, cực kỳ gian manh, trong môn ẩn thế thuộc mấy người Mục Trinh e ngại nhất. Con người Mục Trang co rút, Lý Vân Tiêu nói thế làm gã thấy áp lực. Tuyệt Thiên Hàn rất yêu thương đôi nữ nhi của mình, làm sao có thể dễ dàng bị lừa phính. Lý Vân Tiêu kể sơ chuyện ở thành Vĩnh Thương ngày trước, mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm. Mục Trinh xoe tròn mắt. Cái, này. Rốt cuộc là loại người gì vậy? Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Xem ra người này quen thói háo sắc, nhưng tại sao lần nào cũng mạo danh ta đi lừa gạt, chuyên làm hỏng danh tiếng của ta? Không cần làm vậy đi. Mục Trang nói. Nghe Vân Thiếu gia nói làm bổn tọa luôn nghĩ kẻ địch lớn nhất là Cảnh Thất Vô Sỉ nhưng không ngờ có nhiều biến số như vậy. Mục Trinh cười nói. Có nhiều biến số hơn nữa ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào Vân Thiếu gia. Ngày đó để lại ấn tượng quá sâu cho Mục Trinh, dù Mục Trang, Ngô Đại Thành mạnh cách mấy cũng không thể thoát khỏi uy lực nhát kiếm kia.
Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, không nhẹ lòng nổi. Nhưng Lý Vân Tiêu không phải loại người nhát gan, thầm nghĩ, nếu ngươi đã ba phen bốn lượt nhằm vào bản thiếu gia, mạo danh ta lừa sắc vậy bản thiếu gia chờ xem ngươi rốt cuộc là người nào. Trên đảo La Phù, Hữu Cầm Phi nhíu mày hỏi. Cũng tên Lý Vân Tiêu, ngươi là thật sự hay người của Mục gia là thật? Ngô Đại Thành trợn to mắt chỉ vào mình, la lên. Tất nhiên ta là thật sự. Ba người Thiên Tiệm Nhai có cảm giác kỳ lạ, nhưng so tài vũ quyết, tên tuổi gì đó chẳng là gì, quan trọng là tuổi và thân phận. Hữu Cầm Phi nói, nhờ hai vị kiểm nghiệm cốt linh của hắn. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ lập tức xuất hiện bên cạnh Ngô Đại Thành, thi triển ấn quyết tra xét liên tục đánh vào người gã. Ngô Đại Thành tức giận mắng. Người lúc trước không cần điều tra cốt linh tại sao cố tình điều tra ta? Đây là không tin tưởng Lý Vân Tiêu ta, không tin tưởng Bất Động Quy Lâm. Hữu Cầm Phi lạnh lùng nói. Sao nói nhảm nhiều vậy? Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ tra xét một lần rồi lùi về sau lưng Hữu Cầm Phi. Cốt linh biểu hiện tròn 28 tuổi. Hữu Cầm Phi phất tay nói. Thông qua, Ngô Đại Thành hừ mạnh biểu lộ cực kỳ bất mãn, bay về chiến hạm Long Nha Sơn Trang. Ngô Đại Thành cố ý vô tình liếc hướng cơ khôi di động, ánh mắt nửa cười nửa không như nhìn thấu phòng ngự của cơ khôi di động. Lý Vân Tiêu và ánh mắt kia giao nhau, lòng thầm giật mình, cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong người. Mạnh quá! Tim Lý Vân Tiêu rung lên, quả nhiên hắn đoán đúng. Đối phương tỏ rõ khiêu khích, biết chắc đã bị nhìn thấu nên không thèm ngụy trang nữa, không kiêng nể gì. Mục Trang cảm giác Lý Vân Tiêu căng thẳng, nhíu mày hỏi. Vân thiếu gia, làm sao vậy? Lý Vân Tiêu trả lời. Mới rồi ánh mắt của Ngô Đại Thành làm ta cảm thấy lòng lạnh lẽo, thật sự sâu không lường được. Thực lực của người này đã đến trình độ cực kỳ khủng bố. Mục Trang biểu tình cực kỳ khó xem nói. Hôm nay khủng bố, chẳng lẽ là đăng phong tạo cực, quá khoa trương rồi. Biểu tình Lý Vân Tiêu trầm tư, mắt lóe tia sáng lạnh. Đăng phong tạo cực sao? Một khí toàn yếu ớt chuyển động giữa hai nắm đấm, bốn chữ kích thích chiến ý vô hạn trong Lý Vân Tiêu. Đăng phong tạo cực, đó là tồn tại có thực lực thần cảnh. Mục Trinh lắc đầu, nói. Ta vẫn cảm thấy Vân Thiếu Gia đã nghĩ nhiều, trên đời làm gì có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy. Cốt linh của người kia trắc nghiệm chỉ mới 28 tuổi, 28 tuổi đã đăng phong tạo cực. Ha ha, không thể nào, không thể nào. Mục Trinh cười lớn. Lý Vân Tiêu nói, tuy ít có cách thay đổi cốt linh, cực kỳ nghịch thiên nhưng thật sự có. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lo lắng trong lòng Lý Vân Tiêu bị xua tan, mắt chớp lóe ánh sáng, chiến ý dâng cao. Mục Trang, Mục Trinh nhìn thấy, lòng thầm tán thán. Mục Uyển Sơn đã sớm ngừng khóc, nhìn Lý Vân Tiêu làm cảm xúc khác lạ lan tràn trong lòng nàng. Sàng lọc vòng thứ nhất kê át thúc ngay sau đó, tổng cộng 37 đệ tử môn phái ở lại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Sao không thấy người của Mộ Dung gia? Mục Trang ngạc nhiên nói. Vân Thiếu gia quen người Mộ Dung gia. Mới trước đó dường như Mộ Dung gia xảy ra việc lớn, phái nhiều cao thủ đi thiên vũ giới truy sát ai đó, tử thương vô số. Sợ là Mộ Dung gia còn đang nghỉ ngơi phục hồi, mật mưu gì đó, không sức lực tham gia vũ quyết. Lý Vân Tiêu thầm rung động. Mục Trang nói sự kiện kia hơn phân nửa là việc truy sát thiên tư. Trận chiến ấy đã làm Mộ Dung gia tử thương cực kỳ thảm trọng. Lý Vân Tiêu giải thích rằng, có chút sâu xa nhưng không quen thân, vì không thấy Mộ Dung gia nên ta tò mò hỏi một câu. Trong lòng Lý Vân Tiêu thì khó thể bình tĩnh. Mục Trang nói, hiện tại tất cả tuyển thủ dự thi đều đã ra, thắng lợi cuối cùng vẫn là cuộc tranh đoạt giữa Ngạo gia, Thi Sát Tông, Phù Diêu Thánh Cung, Long Nha Sơn Trang, Bích Lạc Tông, Mục gia ta. Nếu lần này không có Vân Thiếu gia, phái Phong Hoa đi lên e rằng chỉ xếp được hạng 6. Mục Phong Hoa ở trong đám người người run rẩy, hai nắm đấm siết chặt, tràn đầy xấu hổ và tức tối. Mục Trang nói, Phong Hoa không cần xem nhẹ mình, vũ quyết lần này rất đặc biệt, trừ Ngạo gia và Trình Thanh Ti gia toàn là gian dối. Nhưng Phong Hoa phải cố gắng nhiều hơn nữa, cuộc chiến hôm nay sẽ cho ngươi biết đỉnh cao trong giới trẻ mạnh cỡ nào. Mục Phong Hoa bình tĩnh tâm tình, khom người nói. Vâng, Phong Hoa xin nghe dạy. Trên đảo La Phù, nhìn màn nước trên bầu trời, danh sách cuộc đối chiến vòng mới đã ra, từ xếp hạng cuối trực tiếp thăng cấp, những người khác đều có đối thủ.
Lý Vân Tiêu nhìn lịch đối chiến, đối thủ của hắn là Thạch Minh, đệ tử của Hổ Báo Tông. Mới rồi Lý Vân Tiêu cố ý quan sát, Thạch Minh chỉ có thực lực vũ đế nhị tinh, không đáng lo. Hữu Cầm Phi nói, bắt đầu đợt vũ quyết thứ hai, trước khi quyết đầu ra 12 cường sẽ không nghỉ ngơi, tất cả tuyển thủ dự thi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tổ thứ nhất lên sân. Có hai vũ giả bay lên đảo La Phù ngay, đứng đối diện nhau, cảnh giác nhìn đối phương. Lý Vân Tiêu khoanh chân ngồi trên trời, chìm đắm trong thế giới tu luyện của mình, hoàn toàn cắt đứt liên kết với bên ngoài, cố gắng điều chỉnh chính mình đến trạng thái tốt nhất. Lý Vân Tiêu cách đỉnh cửu tinh chỉ một lần chỉ, tùy thời đâm thủng tầng giấy này, chỉ thiếu tích lũy lắng đọng tu vi. Ngô Đại Thành mang đến áp lực lớn cho Lý Vân Tiêu, ngược lại khiến lòng hắn tĩnh như nước, trong lòng không có gì. Nguyên lực vui vẻ dâng trào trong người Lý Vân Tiêu, cả thế giới chỉ còn lại một loại lực lượng thuần túy lưu động tứ chi bách hải, như trải qua ngàn vạn năm. Trong khoảng lặng vĩnh viễn không thay đổi đó, Lý Vân Tiêu hơi tỉnh táo lại, cảm nhận có vô số phù văn dâng lên quanh người, không ngừng chìm vào trong xương cốt máu. Lý Vân Tiêu biết mình đang đột phá, trùng kích cửa cuối cùng dưới vũ đạo. Nhưng lòng Lý Vân Tiêu không vui không buồn, bình tĩnh như núi cao ý thủ hư không, cảm nhận năng lượng chuyển động, vô số quy tắc lắng đọng trong người. Trái ngược với tâm tình Lý Vân Tiêu bình la ựng là nguyên cơ khôi di động kinh sợ. Mọi người giật mình nhìn, vô số lực lượng quy tắc từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất dâng lên, từ dưới nước chu ỉa hóa thành phù văn màu vàng rậm rạp xoay tròn quanh người Lý Vân Tiêu, ùa vào người hắn. Nhìn kỹ thì những phù văn nhỏ bé và sợi xích pháp tắc giống y như đúc. Đột phá. Mục Trinh kinh kêu. Hắn đang đột phá đỉnh cửu tinh. Trong giọng nói vừa kinh vừa mừng, đa phần kích động. Mục Trang cũng mừng rỡ, đột phá vào lúc này là tăng thêm phần thắng lớn cho việc giành hạng nhất. Mục Trang ra lệnh. Tất cả trưởng lão cảnh giác, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đến gần cơ khôi di động. Toàn bộ đệ tử Mục gia tính tọa tu luyện, tham ngộ lực lượng quy tắc đỉnh cửu tinh này. Loại cảnh ngộ này là cả đời các ngươi khó gặp lần thứ hai. Đệ tử Mục gia giật mình, lục tục phản ứng lại, hớn hở ngồi khoanh chân cảm nhận lực lượng tẩy lễ. Mục Uyển Sơn, Mục Phong Hoa cũng vội vàng nhắm mắt tu luyện. Loại quy tắc tối cao trong một giới này sâu thẳm như bầu trời, thâm trầm như mặt đất, sâu xa như tứ hải khiến bọn họ sóng lòng trào dâng. Không chỉ là người Mục gia, xung quanh đảo La Phù đều kinh sợ. Nhiều người nhận ra lực lượng quy tắc đỉnh cửu giai, rất là hốt hoảng. Hai người đang đánh nhau trên đảo cùng tách ra, kinh khủng nhìn phù văn bay lượn đầy trời. Hữu Cầm Phi kinh ngạc nói. Mục gia có người đột phá đỉnh cửu tinh, sẽ là ai? Ông Dương Vũ trầm ngâm nói. Chắc là Lý Vân Tiêu đó. Lúc nãy ở trên đảo ta quan sát tu vi của hắn là trung giai cửu tinh, cách đỉnh chỉ một la ưn chỉ. Hữu Cầm Phi, Vương Thiên Lộ không nói, chỉ im lặng nhìn. Đỉnh cửu tinh đại biểu thành tựu tối cao cho vũ đạo, lại tiến thêm một bước là thăng hoa lực lượng vũ đạo, do đó đạo ta như nhất, siêu phàm nhập thánh. Bên trên khu vực biển một mảnh kinh sợ, nhưng rất nhanh có nhiều vũ giả hẳn ứng lại, mừng như điên nhập đỉnh tu luyện ngay. Có thể chính mắt thấy cường giả đột phá đỉnh cửu tinh, cảm nhận quy tắc siêu cường đó e rằng suốt đời không gặp được một lần. Mọi người cực kỳ kích động. Mừng vì mình đã đến. Các đệ tử những đại môn đại phái cũng ngồi xếp bằng tu luyện, trong phút chốc chẳng còn ai chú ý đảo La Phù. Trong Bích Lạc Các, người Tiểu Hồng khẽ run nói. Là đại ca ca đang đột phá. Ân Chỉ hỏi. Tiểu Hồng khẳng định là Lý Vân Tiêu đó. Tiểu Hồng gật đầu lia, vui vẻ nói. Ta dám chắc, nhất định không sai, là đại ca ca đang đột phá. Không ngờ có thể gặp đại ca ca tại đây, tốt quá. Ân Chỉ nhíu mày lẩm bẩm. Mục gia có người tên Lý Vân Tiêu, bên Long Nha Sơn Trang cũng tên Lý Vân Tiêu, rốt cuộc ai mới là thật. Chóc En Chiến Hạm Lá Xanh, Trình Thanh Ti ngạc nhiên ngước đầu lên nói. Ai, lại thêm một cường địch. Bế Nguyệt Tu tới gần, nói. Người này rất không đơn giản, Thanh Ti, người phải hết sức cẩn thận. Trước kia ở Đông Hải ta đã biết hắn rất không đơn giản. Trình Thanh Ti mỉm cười nói. Ta đang lo vô tâm ca ca không đủ thực lực, không đỡ nổi lực lượng của ta, vừa lúc có thể tìm tiểu tử này thử chiêu. Bế Nguyệt Tu biến sắc mặt nói. Nếu thắng được thì tốt nhất đừng dùng chiêu thức đó, tránh lộ quá nhiều thực lực của mình. Huống chi thánh thể của ngươi chưa chín muồi,
hơn phân nửa sẽ phản phệ chính mình, nhớ kiềm chết một chút. Trình Thanh Ti cười tủm tỉm. Nguyệt Tu trưởng lão yên tâm, ta biết chừng mực. Bế Nguyệt Tu lắc đầu, nói. Ai, cảnh thất cũng dự thi, khó tránh khỏi ngươi phải thi triển chiêu kia. Hy vọng chung kết cuối cùng mới gặp cảnh thất, có thể bất ngờ cho hắn một kích chí mệnh, nếu không thần sát thi khôi của cảnh thất không dễ ăn, chưa chắc ngươi đỡ nổi. Trình Thanh Ti vẫn cười cười. Yên tâm, ta có chừng mực. Mắt Phượng Đơn híp lại nhìn phù văn quy tắc đầy trời, Trình Thanh Ti từ từ khép mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Trên bầu trời chợt vang tiếng cười mừng như điên của một vũ giả. Ha ha, đột phá, ta đột phá. Bình cảnh tói buộc đã lâu bị phá tan, vũ giả rất vui mừng, đến nỗi hao tay múa chân. Nhưng vũ giả lập tức ngừng cười, mặt trắng bệch, vì gã cảm nhận ánh mắt giết người từ bốn phía, sống lưng tê dại. Quá trình thăng cấp sẽ không lâu, hiện tại từng giây là vàng, ai muốn bị chậm trễ một giây. Bị người này đánh gãy làm mấy chục người xung quanh muốn giết gã. Nhiều người lần lượt mừng như điên. Liên tục lóe ánh sáng đột phá trên người các vũ giả. Hai nam nhân vũ quyết trên đảo La Phù băn khoăn do dự, thầm tức giận vì sao lúc này mình vũ quyết làm gì. Nam nhân áo đen bên trái nói. Bằng hữu, cơ hội hiếm có, hay là ngươi và ta tĩnh tâm cảm ngộ quy tắc đầy trời này, chờ người kia thăng cấp xong lại tỉ thí tiếp. Lời này trúng tim đen nam nhân áo xám bên phải, gã đồng ý ngay. Đúng đúng, cơ hội muôn vàn khó được, đừng để lãng phí. Gác lại vũ quyết đi. Nam nhân áo xám nói xong ngồi xếp bằng, cảm ngộ quy tắc. Nam nhân áo đen nhếch môi cười nanh chanh, bỗng nhiên nâng trưởng vận khí dốc hết sức đánh ra. Chớp mắt nam nhân áo đen đến trước mặt nam nhân áo xám, trưởng thế giáng xuống như núi. Nam nhân áo xám kinh kêu. Ngươi! Nam nhân áo xám vội phòng ngự nhưng đã quá muộn, một trưởng kia đánh trúng ngực gã. Nam nhân áo xám hộc máu. Phụt! Khí thế trên người nam nhân áo xám tan vỡ ngay, người bay ra ngoài. Nam nhân áo xám vùng vẫy bỏ dậy, mắt tràn đầy không cam lòng, tức giận. Ngươi, ngươi vô sỉ chấm nam nhân áo đen cười khẩy nói. Hừ, ta vô sỉ, minh bất hiếm trá, là bản thân ngươi không đủ chỉ số thông minh. Nam nhân áo xám cảm giác kinh mạch không ngừng đứt đoan, vết thương ngày càng nghiêm trọng. Nam nhân áo xám cắn răng nói. Cơ hội cảm ngộ đỉnh quy tắc hiếm có vậy mà ngươi từ bỏ, lợi dụng xử trá. Thắng lợi vũ quyết quan trọng hơn ngươi tiến bộ vũ đạo sao? Nam nhân áo đen cười khẩy nói. Đương nhiên đều quan trọng, bây giờ ta nhanh chóng tiến ngươi về Tây Thiên thì vẫn có thể kịp thời lĩnh ngộ quy tắc, vừa giành chiến thắng, vừa có cá vừa có tay gấu, tại sao không làm? Nam nhân áo đen nhanh chóng lắc người vọt tới trước, nắm chặt từng giây từng phút đánh bại đối phương để rảnh rang cảm ngộ quy tắc. Nam nhân áo xám tức hộc máu, bị thương nặng thế này gã biết mình không hy vọng thắng, hét to. Thiếu Cầm Phi đại nhân, đối thủ tồi tệ vô sỉ, dùng thủ đoạn lừa gạt để thắng. Thế này thắng không đẹp. Thiếu Cầm Phi nhìn nam nhân áo xám. Đã lên đài vũ quyết thì có thể dùng mọi thủ đoạn, lừa gạt không tính phạm quy. Lòng nam nhân áo xám chìm xuống, mặt xám như cho tàn, cắn răng nói. Ta nhận thua. Nam nhân áo đen mắt lóe tia âm trầm, thế công trưởng không ngừng ngược lại tăng thêm vài phần nguyên lực. Nam nhân áo đen biết hai người đã hoàn toàn kết thù, cách tốt nhất là tiễn đối phương lên trời. Nam nhân áo xám hoảng hốt, hiểu ngay đối phương muốn giết người. Nam nhân áo xám tức giận quát. Ngươi, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nam nhân áo xám đang kích phát đan điền liều mạng thì đột nhiên một lực lượng linh áp vô hình hiện ra giữa hai người. Trưởng của nam nhân áo đen bị ức chế không thể tiến lên nửa phần. Thiếu Cầm Phi mặt không biểu tình nói. Đối phương đã nhận thua thì đừng xuống tay giết người, muốn giải quyết ân oán cá nhân xin mời ra ngoài đảo. Thiếu Cầm Phi ngẩng đầu tuyên bố. Hồ Ngọc Cung thắng, thăng cấp. Nam nhân áo đen mắt lóe tia sáng buồn bực, tiếc nuối. Lần này không thể giết chết đối phương, e rằng sẽ là kẻ thù sinh tử suốt đời. Nam nhân áo xám độc ác lườm nam nhân áo đen, gã lao ra ngoài đảo trở về tông môn của mình. Hồ Ngọc Cung tiếp tục ở trên đảo, khoanh chân ngồi cảm ngộ quy tắc đầy chơi e. Hồ Ngọc Cung không dám cảm ngộ lĩnh ngộ, sợ bị nam nhân áo xám trở về tập kích. Thiếu Cầm Phi không đuổi Hồ Ngọc Cung đi, cao giọng quát. Có bằng hữu đột phá đỉnh cửu giai là chuyện đáng vui đáng mừng. Quy tắc đại đạo chu mà vận chuyển, cơ hội hiếm có.
chờ vị bằng hữu này hoàn toàn đột phá rồi tiếp tục vũ quyết. Dù là ba người thiên tiệm nhai cũng nhắm mắt lại, cảm ngộ quy tắc, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trên bầu trời khu vực biển, một đám vũ giả người nổi lên ánh sáng đột phá, ai nấy mừng rỡ như điên. Những người chưa đột phá thì lòng sốt ruột, cơ hội tuyệt thế như vậy nếu không thể đột phá thì đường vũ đạo cũng đến tận cùng. Hồi lâu sau phù văn quy tắc đầy trời giảm dần, từ từ tan biến. Chỉ còn lại quanh cơ khôi di động lấp lóe phù quang, mọi người tỉnh táo lại từ trong nhập định, hâm mộ nhìn cơ khôi di động. Cường giả các đại tông phái mở mắt ra, chữ ích lợi cơ duyên cảm ngộ đỉnh quy tắc ra đa phần giật mình, mờ mịt. Thiếu Cầm Phi vẻ mặt giật mình kêu lên. Hai vị đại nhân, lúc các người đột phá đỉnh cửu tinh thì quá trình cảm ngộ quy tắc kéo dài bao lâu? Ông Dương Vũ mở hai mắt ra, suy ngẫm nói. Chỉ khoảng 1/5 lần này. Vương Thiên Lộ gật đầu, nói. Ta cũng chỉ được 1/5. Thiếu Cầm Phi giật mình nói. Vậy đúng rồi, lão phu cũng vậy. Vị bằng hữu này đột phá tác động lực lượng quy tắc vì sao kéo dài lâu hơn chúng ta gấp 5 lần. Cường giả đỉnh cửu tinh trên đại lục là Lông Phượng và Sừng Lân, dù đột phá cũng hơn phân nửa ở trong mật thất, sợ bị người phát hiện, quấy rầy nên ít khi biết trạng thái người khác đột phá. Ba người nói chuyện không cố ý che giấu, mấy cường giả đỉnh cửu tinh quanh đảo La Phù đều biến sắc mặt, vì thời gian bọn họ cảm ngộ cũng chỉ bằng 1/5. Thời gian đột phá 1/5 mới là trạng thái bình thường, Lý Vân Tiêu đột phá lần này tuyệt đối không bình thường. Ông Dương Vũ nói. Thời gian lĩnh ngộ gấp 5 lần chúng ta, vị bằng hữu này thật may mắn. Trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Trong mắt người thường có lẽ đỉnh cửu tinh là đỉnh thế giới, cực hạn vũ đạo. Nhưng chỉ có bọn họ đột phá rồi mới hiểu đường về sau còn dài, dù cùng là đỉnh cửu tinh thì chênh lệch với nhau rất lớn. Nếu lúc đột phá có thể cảm ngộ lâu hơn một chút sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu trong tương lai. Trong Bất Động Quy Lâm, vẻ mặt Cảnh Thất kinh sợ thì thào. Thời gian gấp 5 lần, với tư chất của hắn, siêu phàm nhập thánh, Ngạo Vô Tâm, Trình Thanh Ti, Ân Trì, các cường giả biểu tình trầm trọng. Sau khi đến đỉnh cửu tinh thì trừ so đấu tích lũy nguyên lực ra còn bọn họ lĩnh ngộ, cô đọng quy tắc. Chỉ khi không ngừng đột phá bản năng mới vượt qua vũ đạo tiến vào siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiêu có thời gian cảm ngộ gấp 5 lần, cơ hội bước vào siêu phàm nhập thánh gần như gấp 5 lần đỉnh cửu tinh bình thường. Trong chiến hạm Long Nha Sơn Trang, Ngô Đại Thành bình tĩnh nhìn, khuôn mặt bất cần đời lộ vẻ giật mình. Hai mỹ nữ xinh đẹp khuôn mặt giống y như đúc dịu dàng tựa vào hai bên Ngô Đại Thành. Hai nàng thầm giật mình, vì chưa từng thấy phu quân lộ vẻ giật mình như vậy, đây là lần đầu tiên. Trong cơ khôi di động, Mục Trang và Mục Trinh liếc nhau, thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Hiện tại chỉ còn phù văn chấp động trong cơ khôi di động, tử đệ Mục gia vẫn chìm trong nhập địch. Ai nấy vẻ mặt vui mừng. Những phù văn màu vàng bay quanh người Lý Vân Tiêu như hình thành dao động tần suất không ngừng rung. Các trưởng lão Mục gia chưa từng nghe, thấy chuyện như vậy, bọn họ căng thẳng nhìn chằm chằm. Những phù văn xếp hàng có quy luật, tựa như tinh vân xoay tròn, tổng cộng 12 tinh vân. Lý Vân Tiêu tỉnh lại, nỗi lòng cũng rất kinh sợ. Kiếp trước Lý Vân Tiêu đột phá thì thời gian cảm ngộ quy tắc không khác gì người bình thường. Lần này vì phong ấn hư quang pháp tắc trước ngực không ngừng chấn động, kéo theo quy tắc chu thiên thật lâu không tán. 12 tòa tinh vân do phù văn sắp hàng, tần suất chấn động khớp với phong ấn hư quang pháp tắc lạ thường, như cảm ứng, phản chiếu lẫn nhau. Trong người Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền ra giọng của ma chủ Phổ tức giận quát. Ngươi dám dẫn động quy tắc, tăng cường phong ấn. Phong ấn rung rinh, ma nguyên sao động làm khí huyết trong người Lý Vân Tiêu cuồn cuộn, cuồng bạo lên. Thoáng chốc 12 tòa tinh vân bị xúc động lần lượt bay vào người Lý Vân Tiêu, lực lượng 12 hư quang pháp tắc khuếch tán phản chiếu ảo ảnh màu vàng trên không trung. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Hiểu lầm. Ma chủ Phổ nói. Hừ, hiểu lầm. Lý Vân Tiêu nói. Thật sự là hiểu lầm, không liên quan gì ta. Ma chủ Phổ lạnh lùng nói. Vậy sao, tiểu tử, ngươi chờ xem. Lý Vân Tiêu. Chấm. Đoàn lực lượng ma nguyên yên tĩnh lại, không còn giọng của ma chủ Phổ. 12 bóng hư quang dần biến mất, tất cả chậm rãi phục hồi lại bình thường. Lý Vân Tiêu không ngừng tuyền âm. Này này, Phổ đại nhân, còn đó không? Phổ đại nhân. Nhưng không có thanh âm nào nữa, Lý Vân Tiêu cảm thấy phong ấn trước ngực đúng là tăng mạnh hơn,
không biết ma chủ Phổ bị phong ấn hoàn toàn hay giận quá không thèm quan tâm Lý Vân Tiêu. Không chỉ thế, thực lực của Lý Vân Tiêu đột phá tăng vọt về chất, vốn năng lực lĩnh ngộ quy tắc đã hơn xa người thường, giờ thêm thời gian xung quanh gấp 5 lần, cho hắn thêm chút tích lũy và lắng đọng thì sắp bước vào siêu phàm nhập thánh. Mục Trang cẩn thận kêu gọi. Vân thiếu gia, Vân thiếu gia. Mục Trang thấy Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại từ đột phá rồi nở nụ cười khổ, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Ta không sao, đa tạ các vị trưởng lão Mục gia hộ pháp giúp ta. Mục Trang cười to bảo. Ha ha ha, nói gì vậy, Vân thiếu gia thật là xa lạ, chúng ta thân như người một nhà. Tâm tình Mục Trang rất tốt nói. Ta thấy Vân thiếu gia sau khi đột phá thì nguyên lực tràn đầy, dường như không cần ổn định cảnh giới. Mục Trinh cười nói. Lần này tử đệ Mục gia nhờ phúc của Vân thiếu gia mà thực lực tăng tiến nhiều. Lý Vân Tiêu nhìn lại, mỗi tử đệ Mục gia ai nấy vẻ mặt vui mừng, cảm kích. Biểu tình của Mục Uyển Sơn cực kỳ phức tạp, khi Lý Vân Tiêu nhìn qua thì nàng rất căng thẳng. Nhưng rất nhanh lòng Mục Uyển Sơn chìm xuống, Lý Vân Tiêu chỉ liếc qua một cái bình thường như quét mắt qua mọi người, hầu như không nhìn nàng lâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đây là cơ duyên của chính các vị. Mục Trang nói. Vân thiếu gia khiêm tốn rồi. Hy vọng sau vũ quyết thì chúng ta vẫn còn có thể giao lưu thân thiết với nhau. Lần này đột phá sinh ra khác lạ quá lớn, Mục gia luôn tự phụ cực đoan cũng nịnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. Ta rất có hứng thú với nhiều cơ quan khôi lỗi, hy vọng có thể học tập Mục gia nhiều hơn. Mục Trang cười nói. Ha ha ha, cơ quan khôi lỗi, Mục gia ta không hề khiêm tốn khi nói mình là đệ nhất thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói. Vậy khi nào ta có thắc mắc sẽ không khách sáo xin chỉ dạy. Mục Trang nói. Vô cùng hoan nghênh. Quả nhiên Lý Vân Tiêu không khách sáo, lần lượt hỏi từng thắc mắc lúc hắn nghiên cứu lục đinh lục giáp. Đám người Mục gia ngạc nhiên, vì Lý Vân Tiêu hỏi toàn câu cực kỳ thâm ảo, rất nhiều tử đệ Mục gia đầu óc hoang mang. Chính Mục Trang cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới trả lời được, gã cười khổ nói. Thì ra Vân thiếu gia có tạo nghệ cao như thế về thuật khôi lỗi, thật là khó tin. Điều này càng khiến người Mục gia nghiêm túc hơn. Trên đảo La Phù, ba người Thiên Tiệm Nhai dần tỉnh táo lại từ trong lĩnh ngộ. Hữu Cầm Phi chắp tay, lớn tiếng nói. Đa tạ vị bằng hữu Mục gia này cho ba chúng ta được ích lợi không nhỏ. Giọng điệu của Hữu Cầm Phi hết sức chân thành. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ hơi khom người bái. Tới trình độ tu vi như ba người thì tiến bộ một phần là cực kỳ khó khăn, thoáng chốc được ích lợi lớn như thế nên mừng như điên, vô cùng cảm kích. Trên khu vực biển, các đại tông môn cũng hành lễ hướng Cơ Khôi Di Động. Tiếng đa tạ, cảm tạ, bái tạ vang lên không dứt. Lý Vân Tiêu nói. Đây là cơ duyên của các vị, không liên quan đến ta, không cần đa lễ. Hữu Cầm Phi nghe ra giọng Lý Vân Tiêu, dù đã sớm có suy đoán nhưng xác nhận việc này vẫn làm lão thầm giật mình. Hữu Cầm Phi nói, lần này toàn bộ người Vũ Quyết không uổng công, được một trận tạo hóa cơ duyên, suốt đời khó cầu. Ông Dương Vũ nói, lão phu tham ngộ được nhiều thứ, vô cùng cảm kích, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Vương Thiên Lộ cười nói, lão phu cũng vậy, nhưng đừng cứ lo tham ngộ quy tắc, còn vũ quyết quan trọng hơn. Hữu Cầm Phi gật đầu, nói. Vũ quyết tiếp tục đi. Hồ Ngọc Cung Luo nính tọa trên đảo La Phù thế này mới rời khỏi đảo. Thang Huy giả của Phi Long Tông mỉm cười nói với một đệ tử của mình. Thánh Kiệt, lần này xem ngươi biểu hiện. Phu Thánh Kiệt nhếch môi lộ ra vẻ châm chọc, nói. Xin Tông chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ không bị thương tiểu nữ hài kia. Ha 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 ha. Phu Thánh Kiệt lắc mình đáp xuống đảo La Phù, mắt chứa ý cười nhìn Bích Lạc Tông. Lý Vân Tiêu ngừng hỏi về thuật khôi lỗi, đưa mắt nhìn xuống dưới. Người Mục gia cẩn thận xem kỹ, Mục Trang không nhìn ra Tiểu Hồng có gì kỳ lạ, rất nghi ngờ cách nói của Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng từ chiến hạm chậm rãi bay ra, đáp xuống trước mặt Phu Thánh Kiệt. Tiểu Hồng chắp hai tay hành lễ nói. Xin chỉ giáo. Phu Thánh Kiệt mỉm cười nói. Tiểu muội muội khách sáo, ca ca sẽ nương tay. Bốn phía rộ lên tiếng cười khả ổ. Ha ha ha. Tiểu Hồng có vẻ khá căng thẳng, mặt đỏ rực. Trong Bích Lạc Tông, Bế Nguyệt Tu một tay vịn trán, không nỡ nhìn. Các đệ tử mặt mày xanh mét, hai mắt bốc lửa,
hận không thể xông lên đảo xé nát khuôn mặt cười đáng ghét của Vu Thánh Kiệt. Ân Chỉ nói, các ngươi xem cho kỹ, tuyệt đối đừng để Tiểu Hồng bị thương. Một trưởng lão đứng phía sau không kiềm được lên tiếng. Tông chủ, thứ lỗi cho ta nhiều lời, vũ quyết này. Ân Chỉ ngắt ngang. Đã biết mình nhiều lời thì đừng nói. Các ngươi giám sát kỹ chút, đừng để nàng bị thương là được. Trưởng lão bị nghẹn lại lời muốn nói, nhưng không có cách nào, đành buông tiếng thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. Một đệ tử nói. Tông chủ đại nhân yên tâm đi, dù Phi Long Tông to gan đến đâu cũng không dám bị thương người Bích Lạc Tông ta. Trên đảo La Phù, Hữu Cầm Phi không kiềm được nhìn Tiểu Hồng vài lần mới nói. Bắt đầu đi. Tiểu Hồng bày tư thế, căng thẳng nhìn đối phương. Vu Thánh Kiệt nhìn bộ dạng của Tiểu Hồng không kiềm được ôm bụng cười lớn. Ha ha ha. Mặt Tiểu Hồng hồng nhỏ máu, mắt lóe tia tức giận quát to. Không được cười nhạo ta. Tiểu Hồng giơ hai nắm tay nhỏ nhắn sải bước vọt tới, nhảy lên. Một bộ quyền pháp đánh ra biến thành mấy trăm tàn ảnh trùng kích. Vu Thánh Kiệt nhịn cười đến đau bụng. Ha ha ha, rồi rồi, không cười, ta không cười. Một tay Vu Thánh Kiệt không ngừng chặn lại những nắm đấm không chút sức mạnh, tay kia vẫn còn ôm bụng cười. Đầu Tiểu Hồng bốc khói, hai tay ngừng đánh quyền pháp, nhanh chóng bấm quyết trước mặt. Cho ngươi cười nhạo ta, cho ngươi cười nhạo ta. Bùm! Một đóa hoa trong suốt to cỡ bàn tay hiện ra trong lòng bàn tay Tiểu Hồng, như hỏa như yên. Mục Trinh trợn to mắt hét thất thanh. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.